Xin chào các khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thưa các bạn, anh được mọi người tôn xưng là Tiểu Trình Gia. Danh tiếng ở thành phố này không ai không biết đến. Một người trầm mặc ít nói thận trọng. Những người từng tiếp xúc với anh đều nói rằng anh là một nhân vật lợi hại, lạnh lùng tàn nhẫn. Có người cũng nói rằng chỉ cần anh nhằm trúng mục tiêu hay vừa ý thứ gì đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Trong mắt người ngoài anh là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không gì là không làm được. Nhưng người đàn ông mạnh mẽ này có một nhược điểm trí mạng, mà nhược điểm đó chính là cô ái. Một khi nhắc đến tên của cô gái này, thì những dây thần kinh căng cứng của anh cũng sẽ trở nên nhô hạ đi. Đơn giản là bởi vì anh thích cô gái đó, đến tận bây giờ đã yêu thầm cô 7 năm. Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh lại yêu thầm một cô gái đến 7 năm trời. Đó là khái niệm gì vậy chứ? Nhưng chính xác là như vậy. Vậy nên sau khi biết cô bị ông ép buộc phải kết hôn mà người được lựa chọn là hai anh em của anh anh đã ngay lập tức tìm đến cô đưa ra lời đề nghị muốn kết hôn giả cô có thể làm vừa lòng ông nội của mình còn anh có thể làm vừa lòng ba anh và sau hai năm khi ông nội cô mất đi thì hai người sẽ ly hôn giải thoát cho nhau kế hoạch lại như vậy nhưng trong cuộc hôn nhân này ai không biết là anh đã dồn toàn bộ trái tim của mình vào trong cuộc hôn nhân đó chứ Vậy nên khi biết rõ trong trái tim của cô đã có một người đàn ông khác, anh đã vô cùng đau khổ. Muốn lại gần người con gái mình yêu, nhưng rồi lại phải một mực giữ khoảng cách xa lánh, không khiến cho mình lâm vào tình yêu này quá mức sâu sắc. Liệu rằng có một ngày, nữ thần cao cao tại thượng là cô có thể nhìn đến trái tim chân thành của anh dành cho cô hay không? ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện trong tập 1 này nhé! Xin chào Annie. Tôi vẫn luôn theo dõi từng tiếp mục của bạn. Cảm thấy bạn là một người rất là quyết đoán, nói chuyện thật là sắc sảo. Tôi thực sự rất là thích tiếp mục này của bạn đó. Rất là cảm ơn sự yêu mến của chị. Xin hỏi chị có vấn đề gì về tình cảm muốn được tư vấn sao? Tôi và chồng đã kết hôn được hơn 2 năm. Đứa nhỏ cũng đã được hơn một tuổi rồi. Hai năm qua anh ta thường xuyên đánh tôi. Chỉ cần anh ta thấy không vui, công việc không được như ý thì liền đem tôi ra để mà trút giận. Bây giờ trên người tôi đều là vết thương người phụ nữ nói đến đây thì liền nức nở ai đi nói tôi nên làm thế nào bây giờ anh ta không vui công việc không được như ý liền tìm chị để mà trút giận ư loại đàn ông này vừa nghe qua đã biết là đồ bỏ đi rồi chị có công việc riêng của mình không có con của hai người đã hơn một tuổi lúc anh ta đánh chị con của chị có nhìn thấy không anh ta thường xuyên đánh tôi trước mặt của con tôi vậy trước khi hai người kết hôn anh ta có bạo lực với chị như thế này không đúng tại sao chứ anh ta hay đi muộn về sớm nên bị công ty sa thải tôi quật trách anh ta vài câu thì anh ta liền đã đánh tôi trước khi kết hôn anh ta đã như vậy do chính anh ta phạm lỗi mà anh ta lại đánh chị vậy mà chị vẫn còn muốn kết hôn với anh ta chẳng lẽ là chị thích ăn khổ sao lẽ nào chị là chưa từng nghe qua một câu một đàn đàn ông chưa cần ra tay đánh phụ nữ một lần thì nhất quyết sẽ không cần nữa mau ly hôn đi thôi nhưng là sau khi anh ta đánh tôi anh ta lại tự đánh vào người của mình lại còn quỳ xuống đất để cầu xin tôi tha thứ. Nên nữa nếu như ly hôn, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ. Quỳ xuống cầu xin chị tha thứ, tự đánh vào tay của mình. Thế nhưng quỳ xong lại đánh, Để lúc anh ta không vui vẫn là đánh chị. Chị quên những vết sẹo ở trên người của mình rồi sao? Vậy chị tư vấn để mà làm gì cơ chứ? Cứ để cho anh ta đánh tiếp đi. Còn nữa, không muốn làm ảnh hưởng xấu đến con. Tôi thấy hai người không tách ra, thì đứa nhỏ lại càng ngày càng ảnh hưởng xấu hơn. Giữa loại hoàn cảnh này, chị cảm thấy con chị sau này sẽ phát triển nhân cách được toàn diện hay sao chị này theo những ý kiến của tôi là chị nên ly hôn sớm loại đàn ông như vậy là không cần cũng được chị đã nói chị có công việc riêng của mình hơn nữa pháp luật quốc gia cũng đã có quy định người phụ nữ ly hôn vì bạo lực gia đình chẳng những được yêu cầu bồi thường vật chất hơn nữa còn có thể yêu cầu đối phương bồi thường về mặt tinh thần bây giờ chị chính là thu thập chứng cứ sau đó khởi kiện để đòi ly hôn để anh ta phải bồi thường cho chị và chi phí nuôi dưỡng đứa nhỏ rồi tránh anh ta ra thật là xa cố gắng làm việc, cho đứa nhỏ có một môi trường sống thật tốt không phải là hơn sao? Nhưng mà mỗi lần như vậy, anh ta sẽ cầu xin khóc lóc tôi tha thứ. Trong radio, người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lặp đi lặp lại chồng chị ta sẽ mau mau tình ngộ. Ai ni không nói hai lời, thẳng tay mà dập điện thoại. Đây là tiết mục Tình trí nữ nhân tâm. Nếu như bạn vừa rồi gặp phải vấn đề tình cảm, hãy gọi đến đường dây nóng của chúng tôi. Tôi chính là Ai ni. Hoàn cảnh của chị gái vừa rồi có lẽ là bình thường chúng ta ai cũng sẽ đã từng nghe qua. Ở quốc gia của chúng ta, bạo lực gia đình xảy ra với tỷ lệ cao, từ 29,7% cho tới 35,7%. Khi gặp phải tình huống bạo lực gia đình, nếu như bạn cứ mặc kệ nó, không can thiệp xử lý một cách kịp thời, rất dễ dàng khiến cho cuộc hôn nhân đó bị tan vỡ, gia đình ly tán. Mọi người cũng nghe được câu chuyện của chị gái vừa rồi. Chị ta bị đánh, hơn nữa còn đánh ở trước mặt của con của mình, thế nhưng bây giờ lại không muốn ly hôn. Còn nghĩ rằng người chồng kia sẽ tỉnh ngộ. Thật đúng là có tiềm chất bị ngược. Tự bản thân thích bị ngược thì thôi. Lại còn lấy lý do là không muốn ly hôn làm ảnh hưởng đến con. Không nghĩ rằng anh ta đánh mình trước mặt của đứa nhỏ. Theo như điều tra thì trẻ nhỏ sống trong một gia đình có bạo lực sẽ dần dần bị tác động một cách vô tri vô giác. Cho đến khi lớn lên, tính cách của chúng rất có thể trở nên bạo lực hơn. Cho nên bởi vì đứa nhỏ, cũng là bởi vì chính mình, Cả phải phải bạo lực gia đình xin đừng im lặng, cũng không nên mềm lòng. Chị gãy vừa nãy nếu như còn đang nghe. Hãy mau thu thập chứng cứ rồi rất khoát ly hôn. Và bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang một cuộc gọi điện thoại tiếp theo. Tình trí nữ nhân tâm là tiết mục thoát sâu vào ban đêm của chuyện tình cảm. Phát sóng vào buổi tối, ngày thứ bảy và tối chủ nhật, từ 22 cho đến 24 giờ. Phát lại vào sáng thứ năm và thứ sáu tuần sau, từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày thứ sáu, ở ngoại ô thành phố, nhà hàng Lam Điều. Lam Điều là một trong những nhà hàng ở thành phố S danh tiếng cũng là không hề nhỏ. Thứ nhất là quang cảnh ở đây vô cùng đẹp, xanh vàng rực rỡ. Khi đến đây sẽ có cảm giác như đang đi vào trong chốn hoàng cung. Thứ hai là phục vụ nơi này cực kỳ chu đáo. Khách hàng vừa có thể thưởng thức mỹ thực, lại vừa có thể xem màn trình diễn thoát y của các phụ nữ. Thứ ba, phải nói đến là nhà hàng này nghiên cứu sáng tạo ra thực đơn vô cùng tỉ mỉ, có thể đảm bảo cho mỗi khách hàng tới đây đều được thưởng thức những món ăn theo ý của mình. Nơi này mỗi ngày dường như đều không còn chỗ trống. Mà lúc này trong nhà hàng chỉ có hai người. Tà giật ngồi ngay vị trí bên cạnh cửa sổ nghe radio. Uống một ly latte 85. Về mặt an đạm nhìn cô gái ngồi ở phía đối diện mình. Dạ Giang à, em nghe đi. Giọng của vị dẫn chương trình nóng tính trên radio này có phải rất là giống với giọng của cô ai hay không? Em nói xem, cuộc đời sao lại lắm bất công như vậy cơ được chứ? Anh theo đuổi cô ái một năm trời vẫn không có kết quả. Vậy mà ngược lại, Lâm Trình kia mới gặp cô ấy được hai ba lần, bọn họ lại cơ nhiên kết hôn với nhau. Ai, bọn họ kết hôn ngay bên cạnh nhà mình. Còn anh chỉ có thể ngồi ở trong nhà, lắng nghe một giọng nói ủ ê. Của vị dẫn chương trình radio cần giống với cô ấy. Làm sao anh lại khổ như thế này cơ chứ? Ta giật nhân lại bộ mặt bi thương. Giang Giang ngước mắt lên nước mắt nhìn anh ta một cái. Không một chút đồng cảm thì thôi. Ngược lại con cười thực là dao giặt. Em nói này anh trai. Anh làm ơn đừng giả bộ nữa có được hay không hả? Lúc trước anh luôn miệng nói là đang theo đuổi ái ái. Thế nhưng khi đó rõ ràng anh không thật lòng gì cả. Anh mở miệng thổ lộ. Ai ai mới chỉ cự tuyệt một tiếng thôi. Ngày hôm sau anh đã lập tức mang theo một em gái xinh đẹp đến trước mặt cô ấy để mà khoe khoang. Như thế được gọi là theo đuổi hay sao hả? Tuy rằng anh cũng là một tay nhà giàu đẹp trai. Nhưng mà nếu đem ra so sánh với tiểu trình ra, ai liền trở thành hạng thấp bé nhạy cân mà thôi. Nghe cô nói như vậy thì ta giật trương mắt nhìn cô một cái. Giang ra lại cười đuổi nháy mắt mấy cái. Em nói mấy lời này anh không thích nghe. Nhưng đó chẳng phải là sự thật hay sao Mà quan trọng hơn Ai ai chính là hòn ngọc quý được cô lão gia nâng niu trong lòng bàn tay Giả thế nhà anh mặc dù cũng tốt Nhưng mà so với cô gia Thì còn kém cả một đoạn dài Anh cảm thấy cô gia sẽ đồng ý cho hai người qua lại hay sao Hai nhà lâm cố kết thông gia Mới được gọi là môn đăng hộ đối đó Giang Giang nói xong thì lên đứng dậy Đi đến bên người của tà giật Đưa tay kéo cánh tay của hắn Thế cho nên Anh nói gì đi chăng nữa thì anh và cô ái cũng không hợp với nhau đâu anh ngoan ngoãn mà ở tại vị trí bạn tốt đi. Bây giờ hôn lễ của ai ai cũng sắp bắt đầu rồi. Nếu như hai ta vắng mặt, về đại tiểu thư này về sau, còn biết sẽ chỉnh chúng ta như thế nào đâu. Bị giang giang lôi kéo, tà dực đành phải hậm hực mà đứng dậy. Tại khách sạn, lại mạn độ giả, cách làm điều không quá 200 thước. Trung tâm của khách sạn là một bãi cỏ xanh mướt. Có thể nhìn thấy rõ được màu sắc rực rỡ của hoa tươi kết thành một cánh cổng bằng hoa. Tươi mát mặt trăng nhã, rèm thừa và hoa tươi phối hợp cùng nến đỏ tạo thành một con đường trải dài tới nơi tổ chức hôn lễ, mộng ảo mà lại duy mỹ. Vì đây là một khách sạn tiêu chuẩn thiết kế sáu sao, có bãi biển riêng, cho nên nơi này chính là phần lớn những nhân vật nổi tiếng của thành phố S chọn để mà tổ chức hôn lễ. Nắng vàng, biển rộng, bờ cát trắng, hàng giờ xanh khiến cho tâm tình của người ta thư thái. Khi hai người tới nơi, thì nghi lễ kết hôn cũng vừa mới bắt đầu. Khúc nhạc hôn lễ vừa mới cất lên, cô ái mặc một bộ váy cưới màu trắng mềm cười xinh đẹp khoác cánh tay của ông nội dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà chậm rãi đi đến bên cạnh lâm trình cô ấy rất là xinh đẹp này khoác lên mình một bộ váy cưới này lại càng xinh đẹp hơn Tà giật chép miệng thốt lên một câu đúng là đẹp đến ngây người giang giang ở bên cạnh cũng là tán thành lại quay đầu nhìn sang tà giật đang nhìn đến không chớp mắt mà không khỏi hờ lạnh một tiếng sao anh không nói tiểu trình ra đẹp trai đến ngây người kia nhìn xem tây trang dài ra anh tuấn người người phong thái dịu dàng không hồ là nam thần trong lòng đông đảo phụ nữ ở thành phố S chúng ta. Đúng là hảo sắc. Tạ giặc quăng cho cô một ánh mắt xem thường, tiếp tục nhìn cô ái không chấp mắt. Lúc này cô ái đã được ông nội của mình đưa đến bên cạnh Lâm Trình. Nhìn Lâm Trình nắm tay của cô ái. Hai người đứng ở bên cạnh nhau trai tài cái sắc thật là sướng đôi. Tạ giật không thể không ngả mũi chịu thua mà rụi rụi cái mũi của mình một cái. Thật đúng là một cặp đôi khiến cho người ta vừa hâm mộ mà vừa can tị. Đưa tay cô ái đặt vào tay của Lâm Trình. Cố tự kỳ cắt tiếng nói Ai ấy sau này giao cho con Con phải chăm sóc con bé thật là tốt Cô ra ra nói xong Thành ngờ bất sắc trở nên nghẹn ngào Lại nói cô ấy là cháu gái duy nhất của cô ra Chính là hòn ngọc quý Mà cô Gia nâng niu ở trên tay Nếu như không có chuyện nửa năm trước Bà ba của cô ấy là cô du mất tích Ở dưới phách núi khi đang trượt tuyết Khiến cho người ông nội là ông thương tâm đau lòng Đến ngã bệnh nặng Rồi sau đó bác sĩ chuẩn đoán bệnh của ông nhiều lắm cũng chỉ kéo dài sinh mệnh được 2 năm. Nếu không vì vậy, ông cũng sẽ không vội vàng cả cháu gái bảo bối của mình đi sớm như vậy. Hai nhà Lâm Cố mấy đời nay thân nhau. Bên Lâm Gia có hai đứa con trai. Con trai cả là Lâm Trần, con trai thứ chính là Lâm Trình. Lâm Chính Phong vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc với con trai của mình. Cho nên hai người con của Lâm Gia ở thành phố S đều là những nhân tài kiệt xuất, trên người không ham trăng diện. Cố ra ra, cũng chính là vừa lòng điểm này cho nên mới hy vọng cô ái chọn cho mình một vị hôn phu vừa ý giữa hai anh em của nhà họ Lâm. Rồi sau đó cô ái lựa chọn Lâm Trình. Thấy hốc mắt của cô Ra Ra đỏ hồng, Lâm Trình dịu dàng cầm tay của cô ái nói Ra Gia, Gia, người hãy yên tâm, còn sẽ quý trọng ai ái như chính sinh mệnh của mình vậy. Vậy thì tốt rồi. Hai người đứng ở bên cạnh nhau, trai tài cái sắc thật sự là vô cùng đẹp mắt. Nhìn hai người, người chủ trì mỉm cười nói Chỗ rẻ anh Tuấn của chúng ta đã đặc biệt chuẩn bị một đoạn phim hôn lễ nhỏ để làm quà cho cô dâu xinh đẹp. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem, hai người có những giây phút lãng mạn như thế nào đây. Đoạn phim mà mọi người đang mong chờ trên màn hình kia là một đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau. Người phụ nữ mặc bộ đồ cực kỳ nóng bỏng. Hai thứ này nọ trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng. Cả người giống như là một con lười dán chặt trên người của người đàn ông. Cửa chỉ vô cùng khiêu kích. Ngón tay than dài xảy qua đôi môi của người đàn ông. Đôi môi đỏ mọng lại kề sát vào bên tay của người kia. Người đàn ông trong đoạn phim đó chính là Lâm Trình, chú rể của ngày hôm nay. Còn người phụ nữ lại không phải là cô dâu cô ái. Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xì xào. Nhìn lên đoạn phim đang chiếu, cô lão gia tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Mẹ của cô ái là Diệp Lâm Mỹ, vội vàng tiến đến đỡ lấy ông, nhẹ nhàng vuốt lông cho ông. Bà, xin bà bất giận. Một người luôn trấn định như là Lâm Trình, làm chuyện gì cũng rất là vững vàng. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy đoạn phim vừa mới phát kia, Cô không tránh khỏi một tia bối rối. Chính là vì một màn diễn kia trong đoạn phim và cả người phụ nữ xuất hiện trong đó, anh thật sự không nhớ chuyện đó đã xảy ra khi nào. Nhớ mày mà nhìn qua cô ái đang đứng ở bên cạnh mình, chỉ thấy trong mắt của cô dâng lên một tia phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đó cũng chỉ lóe lên trong giây lát, mà thay vào đó là một nụ cười thật là sáng lặng. Mọi người bình tĩnh một chút đi. Cô ái đặt lấy mic trong tay qua người dẫn chương trình, rồi ung dung cười nói. Cũng không biết là ai nghịch ngợm như vậy cố ý làm trò phá rỗi trong hôn lễ của tôi, cười nhân lại đánh tráo phim. Nói thật, khi mới vừa nhìn đến đoạn phim này, tôi thật sự rất là tức giận. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ thông suốt, cảm thấy chuyện này cũng không có gì. Ngày nào mà không có qua khứ chứ. Cho nên chỉ cần anh ấy sau khi kết hôn an phận, không vượt qua giới hạn, chính là điều quan trọng nhất. Sau khi nói xong, quay sang mỉm cười tươi với Lâm Trình. Anh yêu à, anh làm được chứ. Lâm Trình gật đầu, Cao hội trường dân dân yên tĩnh trở lại. Người dẫn chương trình thấy vậy vội vã cầm lấy mic. Kế hoạch của buổi hôn lễ tiếp tục thực hiện. Buổi hôn lễ cử hành được hơn phần nửa. Lâm Trình và cô ái bắt đầu đi từng bàn để mà kính rượu. Nhìn hai người vui sướng phụ tùy đi kính rượu. Lại nhìn về mặt tươi cười như là không của Lâm Trình. Trong lòng của ta giật căm tức không thôi. Lại càng cảm thấy bất an. Mị lực của tiểu trình gia này đúng là thật rất lớn. Có thể khiến cô ái vài lần gặp mặt đã đồng ý kết hôn. Đã thế lại còn khiến một người kiêu ngạo như là cô ái phải nén giận mà đối diện với đoạn phim xỉ nhục này. Thật sự là tình yêu làm cho người ta điên rồi mà. Đợi cho đến khi, Lâm Trình và cô ấy đến bàn của bọn họ. Ta giật nâng ly rượu lên hai mắt nhìn cô ấy. ngữ khi lên xuống thực là khoái dị. Anh nói này ai ái, em có thực là rộng nhận đựng đi. Vẫn là câu nói kia, ai lại không có quá khứ cơ chứ. Nhìn cô ấy cười đến vui vẻ, ta giật hừ một tiếng, quay sang hung tận nói với Lâm Trình. Tôi nói cho anh biết, sau này anh dám làm chuyện có lỗi với ai ấy Thì tôi còn mẹ nó liều mạng cũng phải tìm anh tính rồi Ta giật đã nói như vậy Nhưng Lâm Trình chỉ thẳng nhân đáp Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy Cô ấy chính là sinh mệnh của tôi Ngữ khí dù lạnh nhạt Nhưng từ biệt của anh nói ra Lại mang theo một loại kiên định đến không ngờ Ta giật ngây ngốc một chút rồi nói Anh ấy nhớ kỹ tới lời của mình nói đó Rồi sau đó nâng ly rượu một hơi cạn sạch Cô ấy là sinh mệnh của tôi Nghe câu nói này thì cô ấy chỉ cảm giác Trái tim của mình bất giác này lên một cái. anh mắt khó hiểu nhìn anh ta một cái. Rồi sau đó tiếp tục mỉm cười kính rượu. Hồn lễ của hai nhà lâm cô nhất định là tốn không ít giấy mực. Khách sạn lại mặn độ giả, được hai bên bao hết phòng khách đến tự ở lại. Khách khứa không cần phải vội phá trở về. Cho nên sau khi tự cười kết thúc, bữa tiệc lãng mạn trên bãi biển lại bắt đầu. Mệt nhọc cầm một ngày, lúc quay về giường chuyện cầu tiên cô ái làm, đó chính là đi thẳng vào trong phòng tắm. Lúc tắm xong đang lau tóc đi ra ngoài Đã thấy Lâm Trình ngồi ở trên sofa Xem tài trí chí, tài chính kinh tế Là người đàn ông trong mộng Của hầu hết các nữ giới ở thành phố S Diện mạo kia thiệt khỏi phải nói Lúc này anh đang khoác trên người Một bộ quần áo ngủ trắng tinh Hai chân than dài thực hiện mà bắt chéo Ở trên mặt bàn Bộ dạng thực là nhăn nhã Nhìn dáng vẻ ung dung của anh Như người không có việc gì làm Cô ái nhích môi cười đi về phía trước Bột một tiếng đập tờ báo, đưa tiền chiều nay đặt ở trên mặt bàn. Nghe thấy tiếng động, Lâm Trình ngẩng đầu lên mày nhíu lại lạnh lùng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của cô ái bất giác run lên. Ngày đồn bình thường khí chất của Lâm Trình cũng đã đến mức lạnh như băng. Nhưng mà lúc này, vẻ nhân mày lạnh lùng lại càng tăng thêm phần uy nghiêm, làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta bất giác lúng túng. Cô ái từ trước đến nay vẫn luôn là người keo ngạo, cho nên mặc dù bị anh ta làm cho sợ, có một chút nhát gan, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hờ hững không thèm để ý. Cười như là không cười mà nhìn anh ta, gần từng chữ một. Lâm tiên sinh, anh có nghĩ mình nên lấy bản hợp đồng hôn nhân mà chúng ta đã ký kết lúc trước ra đọc qua một lần hay không? Lại nói, xem đoạn phim để vẻ kêu kích ở hôn lễ ngày hôm nay. Sợ dị cô ái biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Một bộ khoan dung độ lượng như vậy, chẳng qua là bởi vì cuộc hôn nhân này của cô cùng với Lâm Trình chỉ là hữu danh vô thực. Cô ái đã có người ở trong lòng, chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở thành phố S, Thẩm Luật Ngôn. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cho dù ba ngày hai bận cô ái mượn cớ thử quần áo, để chạy đến phòng làm việc của hắn, làm đồ mọi chuyện làm quen với hắn, thế nhưng hắn lại giảng ngốc không hề hay biết. Cô ái thực sự thích thích hắn, cho nên mặc dù đối phương không biểu hiện gì, cô vẫn cố gắng hết sức để mãi chạy theo. À tưởng sẽ có một ngày, người trong mộng sẽ có cảm giác với mình. Nhưng ngày đó còn chưa kịp tới, mệnh lệnh của ông nội đã báo tới trước. Ông bảo cô phải chọn một người trong hai anh em của nhà họ Lâm để làm vị hôn phu tương lai của mình. Phải biết rằng ông nội vẫn luôn sủng cô trong lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn, cô muốn có thứ gì chia cần mở miệng, ông nhất định sẽ lấy về cho cô. Cho nên, với tính tình của ông nội, nếu như cô nói thích thầm lật ngôn, sẽ có khả năng ông sẽ không nói hai lời, mà đến phòng làm việc của thầm lật ngôn bắt hắn đi, để hắn kết hôn với cô, hoặc cũng có thể là một người luôn luôn coi trọng một đằng hộ đối như ông, sẽ cảm thấy thẩm luận ngôn không leo cao được với gia đình của cô, mà đuổi hắn ra khỏi thành phố S, biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện thích thẩm luận ngôn cô tuyệt đối không thể nói cho ông nội biết. Ngay tại lúc cô buồn bực còn biết giải quyết chuyện này như thế nào, Lâm Trình lại đến tìm cô, nói muốn cùng cô là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Cứ như vậy, cô có thể lấy lòng được ông nội, mà anh ta có thể lấy lòng được ba của mình. Hai năm sau khi ông nội của tôi qua đời, hai người bọn họ sẽ lập tức ly hôn. Cô ấy suy nghĩ vài ngày, cảm thấy trước mắt đây chính là một biện pháp không thể tốt hơn. Dù sao sợ hai người bọn họ trong sạch thuần khiết không gì dây dưa, về sau có thể dứt khoát rời đi thì liền đồng ý. Rồi sau đó hai người soạn thảo ra một bàn hợp đồng hôn nhân. Sau khi thống nhất với nhau đăng ký, rồi tổ chức một buổi hôn lễ kết hôn thật là lớn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân giả của cả hai người. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều là hoàn mỹ, ngoại trừ chỉ một màn dèm pha tại buổi lễ mà thôi. Chuyện tốt chờ ra khỏi cửa, mà chuyện xấu đã truyền ra ngàn dặm. Mới chỉ qua một buổi chiều mà thôi. Những chuyện xảy ra trong hôn lễ đã lan truyền trên Internet đến mức chóng cả mặt. Ở trên diễn đàn, người ta bàn tán đủ điều bởi vì chuyện này. Cười nhạo trào phúng là chủ yếu. Nói cuộc hôn nhân không được hai người xem trọng, hôn nhân vì lợi ích gia tộc sẽ có hạnh phúc sao? Còn có người chăm trọng đại tiểu thư cố gia bởi vì lợi ích của gia đình mà cam chịu nhục nhã. Có vài người tán thành với cô ái, người nào mà chẳng có quá khứ cơ chứ. Kỳ thật trên diễn đàn họ nói cái gì cô cũng không quan tâm. Người cô lo chính là ông nội của mình. Cô đáp ứng của con già này chỉ là vì không muốn khiến cho ông nội phải lo lắng cho mình nữa. Nhưng mà bây giờ Lâm Trình lại làm ra loại chuyện kia. Thử hỏi ông nội sau này có thể yên tâm vì cô sao? Cô ái đang nghĩ người Lâm Trình lại đứng lên, trầm mặc lướt qua bên người của cô đi thẳng vào phòng tắm. Thầy Lâm Trình không nói một lời nào. Cô ấy càng nhớ mày lại tức giận nói. Này Lâm Trình, anh muốn ra ngoài tìm hoa bắt bớm kiểu gì, tôi cũng không quan tâm. Có điều sau này làm gì thì làm, cũng nên kín đáo một chút. Tôi không hy vọng loại chuyện này sẽ phát sinh thêm một lần nào nữa. Ừ. Cao quý lãnh diễm, tích tự như kim chỉ phun ra một chữ ưm, rồi sau đó đánh cánh cửa phòng tắm lại. Khi Lâm Trình tắm rửa xong đi ra, cô ái cơ nhân còn cho chịu đi ngủ. Lúc này cô đang làm tổ ở trên sofa Ôm gối ôm mà xem tivi Cô mặc một chiếc áo ngủ hạt hình Tóc xã rối tung Quần mặt nhò nhắn tự ở trên gối Trông thực là ngốc nghếch nhưng lại rất là an tĩnh Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ trao tường Đã là 12 giờ đêm Lâm Trình bất đắc sĩ lắc đầu Đôi chân thân dài bước đến bên cạnh cô Cầm lấy điều khiển ở trên bàn trà Bấm nút tắt tivi Đi ngủ đi Đối với loại hành động tự tiện tắt tivi mà không chịu hỏi ý kiến của ai của Lâm Trình, thì tô ái vô cùng là không hài lòng. Nhưng lúc này cô cũng lời cãi nhau với anh ta. Hoặc là nói cô lời nói chuyện với anh ta. Mắt cũng không thèm nâng lên, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Vẫn nộ mà đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở cửa lấy ra một hộp sữa. Anh ta đứng ở trước mặt của cô đoạt đi hộp sữa. Bởi vì anh ta cao hơn cô rất nhiều, cho nên cô ái đành phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt của anh ta. Lâm Trình, anh đừng có mà quá đáng. Lâm Trinh không nói gì, sắc mặt không hề thay đổi. Cầm hộp sữa bò lại trong tủ lạnh, sau khi đóng cửa lại mới sai người nói. Ấy. Cô tiểu thư, kính nhờ cô về sau đến ngày đó, làm ơn đừng đem đồ của cô dùng bò vào trong sọt rác. Hơn nữa, một chút chuyện còn con, không làm được thì chỉ ít cô cũng phải biết yêu bản thân của mình chứ. Đến ngày còn muốn uống sữa lạnh, cô chắc mình sẽ không có việc gì sao? Lâm Trình đáp lời, cô ai đương nhiên không ngờ được anh ta lại nói như vậy. Nhất thời có một chút áo khẩu không trả lời được. Sau một hồi kinh ngạc, cô chỉ biết xấu hổ mà ừ một tiếng, rồi sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Cô ái đi vào trong phòng ngủ, ngắp dài một cái, duỗi thẳng thắt lưng, hai tay răng rộng ra, lên bồ nhào vào trên chiếc rừng êm ái, trong đầu gạt hết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, tự bản thân cho mình điểm tuyệt đối, bởi vì những gì đã biểu hiện. Sau khi cho điểm xong, cảm thấy thực là mỹ mãn, khóe miệng hơi cong cong lên, mơ mơ màng màng mà đi vào trong giấc ngủ. Vừa mới mơ màng được một lúc, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Bị đánh thức giữa chừng thì cô ái cực kỳ khó chịu, mặt mày nhăn nhíu, mà theo tâm tình bực bội mà nhảy xuống giường, hai mắt nhập nhèm bồn ngồi chạy ra mở cửa. Lại nhìn thấy Lâm Trình đang đứng ngay trước cửa, trên tay của anh đang cầm một ly sữa nóng. "Cho em." Hai chữ vô cùng đơn giản, ngữ điệu lại lạnh, lạnh lùng, cùng với vẻ mặt không cảm xúc, vừa nói chuyện vừa đưa ly sữa cho cô. Cô ái thoáng ngẩn ngày ra, không biết là thụ sùng nhược kinh hay là bởi vì hành động của anh không thể nào tin được. Cô giống như là mới làm cho bị bừng tỉnh. Cảm xúc khó chịu bởi vì bị đánh thức trong nháy mắt không còn dấu vết. Bà giác đưa tay ra. Vài giây sau có phản ứng, ngoan ngoãn nhận đi sữa. Khách khí mỉm cười rồi nói. Cảm ơn anh. Anh ta có lẽ là vừa mới tắm xong. Trên người phảng phất mùi hương rất là dễ chịu. Cô ấy cầm ly sữa lên. Trên ly còn lưu lại mùi hương từ những ngón tay, lâm trình. Cùng với mùi sữa, chậm rãi thấm vào trong lòng người. Khi từ cô khách khí lại ôn hòa như vậy, thì nét mặt của Lâm Trình vẫn không một thay đổi mà khẽ gật đầu. Chỉ là tiện tay mà thôi. Trước khi đi ngủ, tôi cũng không có thói quen uống sữa. Nghe anh ta nói như vậy, cô ái khẽ cười mà nói. Có thói quen giống nhau thì thật là tốt. Anh giống như còn muốn nói thêm điều gì. Bọc môi vừa hé mở nhưng rồi lại thôi. Sau một lúc lâu mới lại nhặt nói tiếp. Chuyện xảy ra tại buổi hôn lễ hôm nay là lỗi của tôi. Loại chuyện này về sau sẽ không tái diễn nữa. Khi anh nói với cô chuyện này, hai mắt của anh nhìn cô chăm chú. Bởi vì phép lịch sự, cô ấy cũng ngừng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của anh. Ánh mắt của anh cũng rất đẹp, rất sâu. Có điều nếu như nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện. Trong ánh mắt đó tràn ngập sự bi thương, cô đơn cùng hiu quạnh. Lại còn có một chút thân thái bất khuất. Còn biết có phải do mắt của mình có vấn đề hay không? Khi nhìn vào mắt của anh, tôi cảm giác hình như anh có một tia bối rối. Lúc cô ấy còn đang nhớ mảnh nghi hoặc, thì Lâm Trình đã nói xong Không đợi cô có phản ứng gì liền xoay người trời đi Nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh Cô ai nhớ mày Sau lưng người đàn ông này nhất định là có chuyện gì đó Bởi vì trong ánh mắt của anh cất giấu rất là nhiều điều Vô cùng thần bí Lúc này đã là một giờ sáng Thế nhưng Lâm Trình lại không có một chút cảm giác buồn ngủ nào Nhớ tới cảnh khắc vừa rồi Khi cùng cô đối diện Trái tim của anh liền rối loạn mà đập lên hồi Sau khi ngồi trong phòng khách hút mấy điếu thuốc Lâm Trình đứng dậy khoác thêm áo khoác bước ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh hồ nước. Dường như từ năm anh 18 tuổi đã bắt đầu, mỗi khi lòng không yên tĩnh, anh rất thích đến một nơi nào nhiều nước mà ngồi. Nhìn nước, tâm tình của anh sẽ cất bất sát thao lòng hơn rất là nhiều. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Anh ngoanh đầu lại là Ninh Phi. Ninh Phi là trợ thủ đắc lực nhất của anh, đã đi theo anh 5 năm nay. Sao cô còn chưa nghỉ ngơi chứ? Giọng điệu của anh trầm thấp mà lạnh như băng. Ninh Phi cười nói, cũng giống như là ngày không ngủ được. Nói xong thì cô ta đi tới, Đứng ngay ở bên người anh. nghiêng đầu nhìn sân mặt của anh, Tuấn lãng cóc cạnh rõ ràng. Có điều này đột lại ra một chút ưu thương mệt mỏi. Không hiểu sao Ninh Phi có một chút đau lòng. Mãi tới khi Lâm Trình quay mặt sang nhìn trường mắt một cái. Ninh Phi mới cuống cuống mà thu hồi ánh mắt của mình lại. Lâm Trình đã từng nói nếu như muốn ở bên người của anh lâu dài tốt nhất đừng nên động tâm với anh. Sau khi thu anh mất về thì Ninh Phi điểm nhiên, như chưa làm gì hết mà nói. Sau này, có thể cùng với cô ấy sớm chiều ở bên nhau, cho nên trong lòng thật là vui vẻ. Nhưng sợ hãi càng tới gần cô ấy, bản thân sẽ càng yêu đến mức không kiềm chế được. Cuối cùng chính là khiến bản thân càng thêm đau khổ hơn, cho nên mới phiền muộn mà không ngủ được, có đúng hay không? Đi theo bên người anh 5 năm, Ninh Vi tự cho mình là có thể hiểu hết tất cả những gì anh đang suy nghĩ. Anh được mọi người tôn xưng là tiểu trình gia. Danh tiếng ở thành phố S này không ai không biết đến. Trầm mặc ít lời, nói năng thận trọng. Những người từng tiếp xúc với anh đều nói rằng anh là một nhân vật lợi hại, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Có người nói rằng chỉ cần anh nhằm trúng mục tiêu hay thứ gì anh vừa ý đều là trốn không thoát lòng bàn tay của anh. Trong mắt của người ngoài, anh là một người mạnh mẽ, mạnh đến mức không gì không làm được. Nhưng chỉ có Ninh Phi biết Người đàn ông này có một nhược điểm trí mạng Mà nhược điểm đó chính là cô ái Một khi đã xác định quan hệ với cô ái Chỉ cần nhắc đến tên của cô ái một chút thôi Mấy dân thần kinh ngày nào cũng căng cứng kia của anh Sẽ lập tức là nhu hòa đi Đơn giản là vì anh thích cô ái Tới tận bây giờ đã yêu thầm cô 7 năm Một người đàn ông thế nhưng lại yêu thầm một cô gái đến 7 năm Đó là khái niệm gì? Hơn nữa trong lòng của Ninh Phi Anh lại là một người vô cùng vĩ đại Ai biết hương nước hoa mà cô ấy thích nhất, biết hạng loại hàng mà cô ấy yêu nhất, biết cả thói quen ăn uống của cô ấy, sở thích, cũng biết cả ngôi sao mà cô ấy hâm mộ nhất, đĩa sẽ đi thích nghe nhất. Đi theo Lâm Trình lâu như vậy, nếu một ngày phát hiện Lâm Trình cảm thấy hứng thú với chuyện gì, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được nhất định cô ấy thích làm chuyện đó. Chỉ cần cô ấy thích, anh đều làm qua. Tự như trước đấy vài ngày, Lâm Trình không biết làm thế nào, biết được cô ấy trước khi đi ngủ thường uống sữa. Rồi sau đó anh cơ nhiên trước khi đi ngủ cũng uống một ly sữa. Ninh Phi nghĩ, đây chính là cái chuyện gọi yêu ai yêu cả đường đi chăng? Khi yêu một người, sẽ muốn bắt chước làm theo thói quen của người đó, thậm chí là những sở thích động tác, cuối cùng là bất trí bắt sắc, đem những thói quen của người kia biến thành thói quen của chính mình. Có đôi khi Ninh Phi thật sự không thể không không phục lâm trình. Trong suốt thời gian qua, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện bất cứ bóng dáng của một người phụ nữ nào phải biết rằng với danh tiếng của tiểu trình gia chắc hẳn phải có đến hàng tá lớn phụ nữ muốn bỏ lên giường của anh huống chi tiểu trình gia năm nay mới chỉ hai mươi tám tuổi trẻ tuổi lại anh tuấn những người phụ nữ dù có xinh đẹp đến cỡ nào cũng chẳng bao giờ anh thèm bỏ chút thời gian lướt mắt lấy một cái mỗi ngày anh đều vùi đầu vào làm công việc nên vì có cảm giác anh giống như một cỗ máy cứng ngắc cho dù anh ngẫu nhiên ngồi yên đến ngần người thì cũng chính là ngần người nhìn anh chụp của cô ái trên tạp chí Cô ấy là một tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng ở thành phố S, thường xuyên được mời đến những cuộc xã giao. Thế nên tin tức của cô cũng hay xuất hiện trên báo chí. Cô so với những minh tinh còn nổi tiếng hơn. Tình yêu thầm kín của Lâm Trình dành cho cô ấy khiến cho Ninh Phi cảm thấy thực là hâm mộ, lại thực là khen tị. Cũng lúc thật là nghi hoặc, nghi hoặc anh vì sao có thể thích cô ấy đến thế. Một ngày nọ, cô ấy có lấy hết dũng khí ra hỏi anh. Anh chia trả lời, Hoa Hướng Dương, đương nhiên sẽ luôn hướng về phía mặt trời. Ninh Phi chưa từ bỏ ý định lại hỏi, tại sao mặt trời kia nhất định phải là cô ấy? Ngay đó, anh lạnh đùng nhìn cô ấy rồi lại nói, chẳng tại sao cả. Nhưng cô khái khiến tôi động tâm, tôi sẽ không ép cô ấy phải ở bên mình. Ngay đó, nghe anh nói như vậy, Ninh Phi chỉ khẽ cười. Tiểu trình ra, ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không hề có ý nghĩ không an phận. Trong lúc Ninh Phi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lại nghe Lâm Trình nói. Đi điều tra một chút xem, người phụ nữ trong đoạn phim ngày hôm nay là ai? Tại sao tôi không có chút ấn tượng gì về chuyện này vậy chứ? Không cần điều tra đâu, ngài không nhớ nhưng mà tôi nhớ. Ninh Vi mỉm cười nhẹ nhàng, vẽ những lọn tóc dài ra phía sau tay, ngồi xuống băng kế dài bên cạnh hồ rồi cất tiếng nói. Cuối tuần trước, ở cầu lọc bộ đêm mỹ sắt, sau khi ngài đi ra ngoài từ toilet, liền nói là muốn đi tắm rửa, còn bảo tôi lập tức đi mua cho ngài một bộ quần áo mới. Ngài quên trải sau. Nhìn bộ dạng nghi hoặc của anh, Ninh vì cười lắc đầu. Thật đúng là quý nhân hay quên. Lại nói tối thứ bảy ngày hôm đó, Linh Trình hẹn một vị khách ở câu lạc bộ đêm mỹ sắt để mà bàn chuyện. Khi anh giải quyết xong chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên có một người phụ nữ lạ mặt đi vào chặn ngang giữa đường. Sau đó người phụ kia nhào vào lòng trong lòng của anh, đẩy anh quay ngược vào bên trong và toilet một lần nữa. Anh đẹp trai à? Ở trong này là một lần như thế nào? Nơi đó của em khó chịu quá. Ngày đó nhìn người phụ nữ ngã vào trong người của mình Lâm Trình chán ghét co mày lại Một phen để cô ta ra Rồi sau đó nói Tôi có bệnh thích sạch sẽ Sau khi rửa xong Lâm Trình liền sai người rời đi Quay lại phòng bao Nói liền muốn đi tắm Còn cài quần áo ngay lúc đó Ra lệnh cho cô ấy đem toàn bộ vứt đi Rồi mua cho anh một bộ đồ mới Nghe Ninh Phi nói như vậy Lâm Trình dần dần có một chút ấn tượng Khoai môi trào phóng nhếch lên cho lạnh lùng nói Hình ảnh ngày đó cơ nhân Bị ghi lại còn đem chiếu trong hôn lễ của tôi Xem ra có người cố ý muốn làm tôi bẽ mặt Thế nhưng đáng tiếc phải để cho anh ta phải thất vọng rồi Nhìn xuống đồng hồ bây giờ đã là gần 2 giờ sáng Lâm Trình cất tiếng nói Quay về nghỉ ngơi đi Nói xong cũng lập tức xoay người nhanh chóng rời đi Ninh vì từ trên băng kế tiếng lên Nhìn theo bóng lưng của anh cất tiếng Ngày mai Ngày đến nhà của tôi mang quay quay về nhà mới của ngài và cố tiểu thư đi Lâm Trình nghe xong cật đầu Rồi sau đó biến mất dần vào trong bàn đêm Quay quay là một con chó Có bộ lông trắng như tuyết Kỳ thật thì Lâm Trinh cũng không thích nuôi chó lắm Sở dĩ anh mua chú chó này Chính là vì ngày nào đó ngẫu nhiên đi hoàng qua cửa hàng Nhìn thấy cô ái đang đùa dẫn với nó Bà chú thấy cô ái trông có vẻ thích thú nên liền nói Tiểu thư à Cô thích nói như vậy sao không mang về nhà nuôi Cháu cũng rất là muốn nha Nhưng mà mẹ của cháu bị bệnh huyên xuyến Dị ứng với lông chó Cho nên ở trong nhà không thể nuôi ạ à. Cô ai nói xong thì liền đứng lên. Khi cô vừa nhấc chân rời đi, phía sau Lâm Trình đã liền đi vào rất khoát, nói rằng muốn mua con chó này. Công việc của Lâm Trình luôn bận rộn, chỉ sợ không chăm sóc cho con chó tự tốt, nên liền mang nó sang nhà của Ninh Vi. Thỉnh thoảng anh quay lại để mà thăm nó. Anh đặt cho nó một cái tên là Quay Quay. Ninh Vi nghĩ, sợ gì gọi nó là Quay Quay, bởi vì Quay Quay đọc cần giống như là cô ái chăng. Bơi sáng, Lâm Trình rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra khỏi phòng ngủ Lên nhìn thấy cô ái Một thân chỉnh tề đang ngồi ở trong phòng ăn Lúc này cả người cô đang đắm chìm Trong ánh nắng mặt trời mà dùng bữa sáng Ở trên bàn bày một ly nước chanh Một ly sữa Hai lát bánh mì nướng vết bơ Còn có một đĩa trứng ốp le trắng màu vàng Mà phía đối diện bàn bên kia Cũng có một bữa sáng y chang như vậy Có lẽ phần này là dành cho anh Tự giác đi đến bàn ăn Cô ái hẳn là nghe được tiếng bước chân Lên ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi sau đó cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói một câu chào bài sáng nghe câu chào em ai kia của cô ấy thì quế miệng của lâm trình hơi cong cong ý cười chỉ xuất hiện trong giây lát liền đã biến mất cũng không biết anh thích ăn món gì cho nên tôi chuẩn bị theo thói quen của tôi vậy tôi không kén ăn giọng điệu vẫn là lạnh nhạt như trước lâm trình nói xong thì liền cầm lấy một lát bánh mì nướng bắt đầu ăn Thì cô lâu như vậy đương nhiên anh cũng đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh được ngồi đối diện cùng cô ăn cơm. Mà lúc này đây, những điều ở trong tưởng tượng cuối cùng cũng biến thành sự thật. Hai người im lặng dùng bữa sáng của mình, đột nhiên có tiếng chuông di động không ngừng vang lên. Nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, Lâm Trình theo bản năng nhìn vào di động của mình, không có gì hết. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ái thản nhiên đưa điện thoại lên nghe. Cô và anh vậy mà lại dùng một bàn nhạc chuông làm điện thoại giống nhau. Lâm Trình bật cười, bọn họ có thể xem đây là thần giáo cách cảm hay không nhỉ? Cô ái bắt máy, Vừa mới đưa di động đến bên tai, liền nghe thấy một tiếng cười thích thú trên sang. Bạn thân mến, tân hôn vui vẻ. Cảm ơn cậu nha. Này bạn yêu, ngày nào hôm nay là sinh nhật người yêu trong mộng, thầm luận ngôn của cậu có phải không hả? Người phụ nữ đã có chồng như cậu, có muốn tham gia hay không đây? Nghe cô bạn hỏi như vậy, cô ái quăng lại đáp trả một tiếng khử kinh bỉ. Cái gì mà phụ nữ đã có chồng? Mình chỉ là thiếu nữ vừa mới có chồng thôi nha. Hôm nay là thứ bảy, buổi tối mình có tiết mục. Cậu không biết đó thôi, Suốt mấy ngày này mình cứ phân vân mãi Không biết có nên ngh nghỉ phép Để chúc mừng sinh nhật của thầm luật ngôn hay không Nhưng cậu cũng biết là mình rất làm thiết mục Hơn nữa thính giả của mình đang nóng lòng chờ đón mình Nhất định bọn họ sẽ rất là thích vọng đó Không phải là cô ấy tự mình phóng đại, Mà thiết mục của cô quả thực rất là hot Đang lúc đang nói chuyện điện thoại Cô ấy tùy ý cầm lấy ống hút Khói ly nước chanh rồi tiếp tục nói Nhà mà người ta Không thể vừa làm cá lại vừa làm gấu một bên là người đàn ông mình thầm mến Một bên lại là tiết mục mình thích Rốt cuộc là nên chọn bên nào, bỏ bên nào Khiến cho đầu của mình sắp nổ tung lên rồi Cô ấy vừa mới nói xong Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn sang Lâm Trình một cái Lên nhìn thấy Lâm Trình đang trừng mắt nhìn cô Sắc mặt đen tui Biểu tình rõ ràng là vô cùng không vui Cô ấy nhớ mày lại trong tích tắc bỗng nhìn hiểu ra điều gì Đành phải nhìn anh cười trừ Rồi sau đó nói nhanh với người ở trong điện thoại Mình cúp trước Rồi liền cúp máy Đề điện thoại xuống cô ái nhìn lâm trình đành hạ giọng giải thích lâm tên sinh à trên bản hiệp nghị thỏa thuận của chúng ta có một điểm vì để an toàn không ai được mang bí mật về cuộc hôn nhân này tiết lộ cho người thứ ba điều này tôi vẫn rất là rõ ràng nhưng mà người vừa nói chuyện trong điện thoại của tôi là một người bạn rất là thân thiết bây giờ cô ấy đang ở thụy sĩ hơn nữa tạm thời sẽ không trở về thành phố s này cho nên cô ấy vẫn ở nằm trong phạm vi an toàn tôi nghĩ nếu tôi có kể tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe có lẽ cũng không có vấn đề gì cả. Người cô vườn mới nói chuyện chính là Sally. Sally là bạn học cô ái quen ở nước ngoài. Khi đó cô ấy vừa mới xuất ngoại được một thời gian còn chưa quen. Hơn nữa ba bao của cô nói, cô nên tự lập để rèn luyện bản thân, cho nên chỉ cho cấp cho cô một phần học phí mà thôi. Ở nước ngoài bơ vơ không ai nương tựa. May quá cô khen với Sally, cô ấy đã giúp đỡ cho cô rất là nhiều. Lâm Trình cắt đầu ưm um một tiếng. Cô tiểu thư có trường mực là tốt rồi. Sau khi nói xong thì từ trên ghế đứng lên, muốn rời khỏi bàn ăn. Bởi vì anh không muốn nghe cô nhắc đến một người đàn ông khác, lại càng không muốn nghe cô nói. Cô muốn tham gia tiệc mừng sinh nhật của hắn ta. Lâm Trinh vừa mới đứng dậy, liền nghe được giọng điệu không thể nào tin nổi của cô ấy. Anh nói rồi sao? Không phải chứ. Anh đúng là ăn cơm ít thật. Xem ra sau này tôi phải nuôi anh thật tốt mới được. Phải biết rằng anh ta vừa mới ăn một lát bánh mì nướng vết bơ thôi. Còn những thứ còn lại anh ta không đụng vào bất cứ thứ gì. Nuôi anh thật tốt ư Nghe cô ấy nói như vậy Lâm Trình chỉ cảm thấy tim mình đập ra tốc Nhất thời có một chút bối rối Anh đút tay vào trong túi quần rồi đi ra ngoài Chuẩn bị mà lấy đồ tay trang mặc vào Nhưng chưa đi được mấy bước Bỗng nhiên nghe thấy cô ấy gọi lại Anh chờ một chút đã Anh ngoan ngoãn dừng lại Ngay lập tức cô ấy đứng dậy đi đến bên cạnh anh Trong tay cô cầm hai miếng băng dán cá nhân Quờ 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 miếng băng dán trong tay Nhìn anh nở ra một nụ cười sáng lặng, rào rạt. Lâm tiên sinh à, mà muốn anh phối hợp với tôi một chút. Em muốn làm gì chứ? Lâm Trình nhíu mi lại. Tôi nghĩ đem thứ này dán vào cổ của anh, để cho mọi người nhìn vào. Sẽ nghĩ rằng đây chính là bằng chứng đêm tân hôn của chúng ta nha. Cô ai nói xong lại tới gần anh thêm một chút. Bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều. Hơn nữa cô lúc này chỉ đi dép ở trong nhà, không có đế. Cho nên cô phải kéo mũi chân lên, mới có thể với đến được cổ của Lâm Trình. Một mùi nước hoa rất là dễ chịu sàn lẫn với mùi cơ thể phẳng phất từ người của cô bay vào trong mũi quả anh, khiến cho anh ý loạn tình mê. Vô ý nhìn vào bên trong người cô gái đang đứng sát vào mình. Lâm Trình đột nhiên có một loại xúc động, muốn đem cô ôm thật chặt vào lòng của mình, rồi hung hăng hôn lên môi cô. Có điều, nếu mà mang thứ này vào cô mà đi ra ngoài, có biết sẽ làm cho người ta cười cho tới mức nào đâu. Vì thế Lâm Trình quân quyết lùi ra phía sau mấy bước. Không cần đâu. Nghe anh nói là không cần, có ai bất đắc dĩ thở dài rồi buông tay xuống. Tôi biết, anh sẽ không cảm thấy dán thứ này vào cổ, để cho người ta cảm thấy sẽ rất là khó coi. Nhưng mà anh không dán thì không được. Anh hẳn phải biết, ông nội của tôi và ba ba của anh đều là hai lão hồ ly. Hơn nữa còn không phải là hồ ly bình thường. Lúc chúng ta chưa kết hôn, không có mấy thời gian thân mật. Trong buổi lễ ngày hôm qua xuất hiện một đoạn phim kia, mà tôi lại có thể bình tĩnh như vậy. Tôi nghĩ ông nội của tôi nhất định sẽ hoài nghi về quan hệ thật sự giữa hai chúng ta. Còn về phần ba ba của anh, có lẽ cũng có thể nhìn ra được sơ hở cho nên hai chúng ta phải diễn trận vai thôi lâm trình nhíu mi những lời này của cô quả thật không phải là không có lý thấy lâm trình trầm tư thì có ai nhớ mày chô miệng nói dỗi lâm ca ca không phải là tôi cố ý bắt anh phải mất thể diện với người ngoài đâu mà tớ này nhất định phải dán ở trên cổ của anh đó anh nghĩ xem nếu như đem cái này dán lên cổ của tôi liền chứng minh tối qua anh cắn cổ tôi bị thương anh nên biết tắt nữa chúng ta ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều khách đến để cho ông nội của tôi và ba ba của anh thấy được. Nhất định sẽ oán trách trong lòng rằng anh không biết kiềm chế phong túng của mình. Mà để nói trên cổ của anh, tuy rằng người mất mặt là anh, nhưng người bị mất hình tượng sẽ là tôi. Có điều tôi chỉ là một cô gái, tùy hướng một chút, kêu căng một chút, đổi dẫn quá trớn một chút, có lẽ cũng sẽ không có ai để bụng. Cô là đang suy nghĩ cho anh. Hồi nữa vừa rồi hình như cô gọi anh là Lâm ca ca. Một tiếng Lâm ca ca kia cũng thật là êm thay. Nghĩ như vậy Lâm Trình bất giác nở nụ cười nhìn thấy khóe miệng của anh cong lên phẳng phất ý cười. Cô ấy đang hăng hái giải thích, bị làm cho ngần người ngơ ngác nhìn anh. Rồi lát sau đó lại ngây ngốc nói. Anh cười lên trông rất là đẹp. Làm sao lại thích làm mặt lạnh tối ngày như vậy cơ chứ? Lâm Trình không nói gì. Nụ cười trên môi từ từ biến mất. Có một câu. Không ưa mềm thì phải làm cứng thôi. Thấy anh chẳng biết tại sao lại mềm cười như vậy. Lại không thèm nhắc tới rốt cuộc có chịu phối hợp với cô hay không. Khiến cho cô ái có một chút không kiên nhẫn. Này Lâm Trình, Rốt cuộc anh có dán hay là không dán hả? Em dán cho tôi kiến đáo một chút. Chỉ cần lộ ra một chút viền miên băng là được rồi. Không cần phải lộ toàn bộ ra ngoài đâu. Lâm Trình nói xong, lên đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Ngồi như thế này cô cũng sẽ không phải kẽ chân lên nữa. Nghe thấy anh đồng ý như vậy, cô ái vui vẻ mà cười. Anh yên tâm đi, bổng tiểu tơ tay sẽ dán cho anh thật là đẹp nha. Sang sớm, tiền nắng mặt trời xuyên qua không cửa kính chiếu rọt vào trong nhà vô cùng ấm áp. Trong phòng khách, Lâm Trình đang ngồi ngay ngắn ở trên sofa, lưng thẳng tắp. Cô ấy ngồi ngay bên cạnh anh, hai chân nửa quỳ ở trên ghế sofa, môi khẽ mím chặt, đang hết sức tập trung khoa tay mỗi chân ở cổ của anh. Thỉnh thoảng cô lại tiện tay kéo cổ áo bên trong của anh. Anh có thể cảm nhận rõ rệt được, đầu ngón tay của cô đang lơ đắng, chạm vào da thịt của anh. Đầu ngón tay của cô thực là ấm áp, làm cho người ta cảm giác thực là thoải mái. Có lẽ dán ở đây trông có vẻ là giống hơn. Cô lầm bầm lâu bầu, Lâm Trình đưa mắt liếc sang cô một cái. Ngón tay của cô đang gõ nhẹ từng nhịp lên môi của mình. Bộ dạng trông thật là ngốc nghếch, ngốc đến mức khiến cho anh không muốn rời mắt. Cứ như vậy mà nhìn cô. Lâm Trình bỗng nhiên cảm thấy vui mừng ra sao, trong lòng đang cười thật là vui vẻ. Nhưng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên. Có điều anh vừa mới cười lên thôi. Đột nhiên trông thấy vẻ mặt hương phấn của cô ái nhìn anh chằm chằm. Đối diện với ánh mắt của cô như vậy. Lâm Trình chỉ cảm thấy trái tim của mình đập loạn không ngừng. Có một chút bối rối, nhanh chóng rời tầm mắt đi. Ra về chân tĩnh, hắng hắng cổ họng mấy cái. Cô tiểu thư có thể làm nhanh hay không? Sao ngay đây? Lâm tiên sinh à, tôi tin rằng chỉ cần anh nhìn thấy cái tác của tôi, chắc chắn anh sẽ rất là hài lòng nha. Nói xong cô nhanh nhẹn rời kế sofa, tôm lấy cánh tay của anh kéo đi. Cô cứ gửi nhiên kéo anh như vậy. Lâm Trình cảm thấy động tác này thân thiết vô cùng. Trong lòng lại vui như là nở hoa nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì để mặc cho cô kéo mình đi. Đến trước gương, khi nhìn vào trong chỗ cổ áo của mình, Lâm Trình bỗng nhiên ngạc nhiên khi tìm không thấy miếng băng dán cô dán ở chỗ nào cả. Quay qua quay lại nhìn kỹ hơn, mới thấy đường viền nho nhỏ của miếng băng dán ở cổ áo phía trong gần chỗ sân quay xanh một chút. Như thế nào? Anh có thấy hài lòng hay không hả? Cái này người ta gọi là thông minh, bị thông minh lừa. Nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ chú ý đến đường về nhỏ nhỏ dán ở trên cổ của anh. Cũng chỉ có ông nội của tôi với papa của anh. Mấy người luôn tự nhận là mình là người con khéo. Mới chủ tâm âm thầm để ý xem trên người chúng ta có dấu vết gì hay không. May mắn là chúng ta chỉ diễn trò cho bọn họ xem thôi. Ừ. Lâm Trinh gật đầu phụ họa. Kỳ thật những lời cô nói anh không nghe lọt vào tai được một chữ nào cả. Bởi vì anh đang nhìn hình ảnh hai người trong gương đến ngây ngốc. Lúc này anh có một cảm giác thực là mãnh liệt. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian này có lẽ là khi đứng bên cạnh người mình yêu Chỉ cách nhau trong căng thức Nhưng lại không thể nào chạm được tới nhau Cô đang đứng ở bên phải anh Không nhìn đi đâu khác Chỉ cần nhìn vào đinh đầu của hai người thôi liền cảm thấy thực là hòa hợp Nghe nói chiều cao thích hợp nhất Của một cặp tình nhân Chính là tầm mắt nhìn thẳng của cô gái Vừa đến cầm của người con trai Hai người bọn họ đứng cạnh nhau trông thật là hoàn mỹ Xuyên qua tấm gương Anh thấy cô ái cũng đang nhìn vào đó Làm mặt quỷ với anh rồi sau đó cầm lấy di động của mình chụp vài tấm hình cho Lâm Trình, vừa chụp vừa cười hiếp mắt. Lâm Tên Sinh à, anh có cảm thấy hai chúng ta đứng chung một chỗ rất là hòa hợp với nhau hay không? Ừ, ngỡ điệu vẫn là thẳng nhân như trước. Sau khi nói xong thì Lâm Trình xoay người đi. Tôi vào phòng đồ thay đồ, sau đó chúng ta có thể ra ngoài. Vừa vào phòng của mình, lấy áo vest mặt vào. Lâm Trình sờ lên miếng rắn ở trên cổ của anh mà chợt cười khổ. Vừa rồi cùng cô đứng ở trước gương, trong đầu của anh không ngừng hiện lên cảnh tượng mà mình cao khát đã lâu. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, anh và cô cùng đánh răng ra mặt. Sau đó anh ngẫu nhiên có thể vui đùa, mà đứng phía sau ôm eo của cô. Cầm lấy bàn chảy, đang dùng của cô giúp cô đánh răng. Cô sẽ tựa vào lòng của anh cười thật là thỏa mãn. Chỉ là ngày nay sẽ có sao? Lâm Trình nghĩ đến đây mơ hồ, chăm một điếu thuốc. Chờ đến khi Lâm Trình mặc xong áo đi ra ngoài, cô ai đã ngồi ở trong phòng khách chờ anh được một hồi lâu. Thay anh đi ra thì lên đứng dậy, Chúng ta đi thôi. Và ra khỏi cửa, cô ái thực sự tự giác mà khoác lấy cánh tay của Lâm Trình. Thấy cô làm như vậy, anh có một chút sân sốt. Bỗng thấy cô ái ngừng đầu cười một cái thực là sáng lặng với anh. Lâm tiên sinh, vợ chồng mới cưới nhất định phải thân mật một chút. Lâm Trình gật đầu, để mặc cho cô khoác cánh tay của mình. Sợ cô không theo kịp bước chân của mình, anh liền cố ý thả chậm bước chân lại. Suốt cả dọc đường đi, cô ái không ngại phiền phức mà dặn đi dặn lại anh. Đợi lát nữa gặp mặt ông nội và mọi người Ngàn vạn lần đừng gọi tôi là cô ái Tiểu thư Nhất định phải gọi tôi là ai ái đó Lâm Trình rất là phối hợp mà gật đầu Gọi cô là ai ái Chính là điều mà anh muốn làm từ lâu Không hiểu thế nào anh bất sắc buột miệng gọi một tiếng Ai ái Vừa nói xong anh giật mình sừng rốt Mà cô ái lại như không phát hiện ra điều gì Chỉ gật đầu tán thưởng Đúng rồi Mà thật ra sau này hai ta sẽ ở cùng dưới một mái nhà Nếu như anh cảm thấy không ngại cứ gọi tôi như thế cũng được Đương nhiên gọi cả tên cũng không sao Miễn anh không gọi là cố tiểu thư là được rồi Nghe rất là không tự nhiên nha Sau khi nói xong Cô lại mỉm cười Nụ cười mang theo một chút ánh nắng ấm áp Có lẽ từ nhỏ cô đã được cô lão gia bao bọc Thực là chỗ đáo Thế nên cả người của cô Luôn tắt ra một vẻ hồn nhân trăng sáng Làm cho người ta có cảm giác thư thái không thôi Hoa hướng dương Sẽ mãi hướng về phía nắng mặt trời Cô ấy chính là mặt trời Nhìn thấy cô thì trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của anh như là được chiều sáng đến tan chảy vậy. Cho nên anh không cầm lòng được mà muốn đến gần cô, muốn ở bên cạnh cô để hợp thụ tia sáng ấm áp này. Vậy sao này? Tôi nên gọi anh là gì đây? Là A Trình, Tiểu Trình Gia hay là Lâm Ca Ca? Gì cũng được, không cần gọi Lâm Tiên Sinh là được rồi. Đợi đến khi hai người đặt chân vào đại sảnh của khách sạn, đã thấy ông Lâm và cô lão gia đang trò chuyện với nhau. Xuyên qua dòng người náo nhiệt Cô ấy có tay của Lâm Trình đi đến chỗ của Lão Gia cùng với ông Lâm, rồi sau đó mỉm cười ngọt ngào. Con chào ông nội, con chào ba ba. Lại nói tính tình cô ấy như thế nào? Cô Lão Gia là người rõ nhất. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ông đều rất là chiều chuộng cô. Ông luôn dành cho cô những thứ tốt nhất, cho cô cuộc sống tự như một công chúa vậy. Thế nên tính tình của cô không khỏi có một chút kiêu ngạo. Đoạn phim xuất hiện trong buổi hôn lễ hôm qua, rõ ràng là một điều vũ nhục đối với cô. Một người luôn kêu hãnh như vậy Lại có thể nhẫn nại chịu đựng Cô lão già bắt giác này lên một chút hoài nghi Về thái độ của cô đối với cuộc hôn nhân này Hoặc là cô rất yêu Lâm Trình Cho nên mới cắn răng nén giận Hoặc là căn bản cô không yêu Lâm Trình Vì vậy cô xem đoạn phim đó chẳng là gì cả Gia vơ nốt giận chỉ là để gạt ông Hai nhà Lâm Cố thế giao đã mấy đời Từ nhỏ đến lớn số lần mà cô ấy Lâm Trình gặp nhau Chỉ đếm trên đầu ngón tay Nhưng mà vài lần gặp nhau đã yêu đến chết đi sống lại yêu đến mức bằng lòng, nuốt cục giận to như vậy vào trong lòng. Rõ ràng không phải là tính cách của cô ấy. Thế nên ngày hôm qua, cô lão ra về nhà không ngừng ngẫm nghĩ. Có lẽ hai đứa này đồng ý kết hôn với nhau là muốn dẫn trò để lừa gạt ông mà thôi. Chính vì nghĩ như thế, vậy nên lúc này nhìn thấy hai đứa thân mật đến đây. Cô lão ra không khỏi nhớ mày, nhìn quét một vòng trên người của cô ái và lâm trình, mong muốn phát hiện ra điều gì khả nghi. Đang nhìn, thì cô lão ra bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy miếng rán ở trên cổ của Lâm Trình, ông bắt chợt ngẩn ra. Hai đứa này thực sự đã lên rừng rồi sao? Cháu gái của ông cũng không phải là loại con gái tùy tiện. Nếu hai đứa chỉ là dẫn trò, nó nhất định sẽ không bao giờ cho Lâm Trình làm chuyện kia. Ánh mắt của ông hơi nhau lại. Chẳng lẽ ai ái thật sự là yêu tên nhóc này sao? Ông khẽ thở dài. Có lẽ là như vậy. Dù sao thì ai ái cũng đã lớn rồi. Đến lúc xa chân vào bề tình nhân gian rồi đi. Phải biết rằng cổ lão già dù có con kéo đến mức nào thì cũng chỉ là một ông lão cổ hủ. Đương nhiên sẽ không ngờ rằng chính tay cháu gái đang yêu nhô thận của mình đã tạo ra vết hôn giả kia. Lòng nghi ngờ lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa. Cô lão gia nhìn cô ái mà bắt đắc dĩ lắc đầu. Mẹ của cô ái là bà Diệp Mỹ Lâm ở bên cạnh diều đỡ cô lão gia. Nhìn thấy ông lắc đầu, bà cố liền hiểu ra nguyên do. Chỉ thấy bà tơ ra, yêu chiều dưới lên trắng của con gái một cái. Nhà đầu này, chỉ biết tùy hướng thôi. Không biết hôm nay có rất nhiều khách đến đây hay sao Tối qua làm chuyện gì cô không biết kiềm chế lại một chút Ai nhà mẹ à Mẹ nói như vậy là người ta ngượng quá đi Lâm Trình không nghĩ tới chính là Cô ấy vừa làm đúng với mẹ xong Lại quay sang ôm lấy cả thắt lưng của anh Rồi sau đó vùi đầu vào trong lòng của anh nữa Động tác này của cô vô cùng thân thiết Khiến cho Lâm Trình sừng sốt, Nhất thời luôn cuống tay chân Cảm giác trái tim của mình này lên một cái Nhưng mà động tác của cô ấy Chỉ kéo dài trong tích tắc Hai giây sau cô liền dãy ra khỏi ngực của anh. Nhìn cô ấy thẹn tung trôi vào trong lòng của Lâm Trình. Mỗi nghi ngờ vừa rồi của cô lão gia tan biến không còn một mảnh. Cô lão gia mỉm cười nhìn cháu gái. Trong mắt ham chứa yêu thương không nỡ rời xa. Ai ai à? Sau này không ở với ông nội nữa. Cháu nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt đó. Nói xong lại chuyển mắt sang nhìn Lâm Trình. Có lẽ vẫn còn nhớ đến đoạn phim kia. Nên ánh mắt kia ông nhìn Lâm Trình mang theo một chút tức giận. Lâm Trình à, Ta chỉ có một đứa cháu gái này thôi Từ nhỏ Nó đã được ta nâng chiều ở trong tay của mình Cháu phải đối xử với nó thật là tốt Còn chuyện ngày hôm qua Nếu ai ai không muốn truy cứu ta cũng không nhắc lại Nhưng sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự Cho dù ai ai không truy cứu Ta nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu Xin ông nội hãy an tâm Những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ à? Lâm Trinh thất lời hứa hẹn Ngữ khí của anh thực là kiên định Khiến cho cô ai ai cảm giác như anh đang nói thật vậy nếu như Lâm Trình dám đối xử tệ với ai ấy Thì tôi chính là người đầu tiên sẽ không tha cho thằng bé nha Bà của Lâm Trình chính là Lâm Chính Phong lạnh lùng nước mắt nhìn anh một cái Rồi quay sang mỉm cười cung kính với cô lão gia. Nhìn nụ cười của Lâm Chính Phong Cô ấy đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh lạnh Nụ cười của ông ấy khiến người ta cảm giác rất là không thoải mái Nhìn ba chồng như vậy Cô Ái chợt dâng lên phải tia đồng tình với Lâm Trình đang đứng ở bên cạnh mình Một người ba như vậy nên con trai mới bị dưỡng thành loại khí chất lạnh đồng này đi. Đang nghĩ, Cô ấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng của mẹ. Nếu như cô dâu còn sống, thấy ai ai kết hôn như vậy nhất định sẽ rất là vui vẻ. Nghe mẹ nhắc đến bao của mình, ý cười trên mặt của cô ấy nhất thời tiêu tán. Diệp Mỹ Lâm vừa nói xong, bầu không khí lập tức trở nên nặng về đề. Bà có một chút luống cuống, nhìn sang thấy sắc mặt của cô lão ra thay đổi. Bà liền quê trừ rồi nói, bà, còn con không nên nhắc tới anh ấy. Từ giờ đến nay, đối với người làm cha làm mẹ mà nói, có nỗi đau thấu tâm can nào, bằng nỗi đau bằng người đồ bạc tiễn kẻ đầu xanh đây. Hơn 30 năm trước, cô lão già làm mưa làm gió ở thành phố S cả đời uy phong, tự cho rằng không có chuyện gì có thể chế ngự được ông. Thế nhưng đáng tiếc sinh mệnh vô thường không ngừng xoay chuyển. Người con trai duy nhất của ông là cô dô đi trượt tuyết rồi mất tích. Khi biết tin con trai mất tích, cô lão già đau lòng đập bàn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vậy thế, nên rất nhiều người đã đến vách đó tìm kiếm, thế nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào tìm thấy được. Con trai ra đi như vậy, ông xây dụng tinh thần, đau lòng quá độ mà phải nhập viện. Sau đó bởi vì để cho ông dưỡng bệnh tốt, người trong cố gia được ra lệnh trước mặt của ông, không được phép nhắc đến đại thiếu gia. Lúc này, Diệp Mỹ Lâm vô tình nhắc đến cố du, nỗi thần tâm của cậu lão ra liền khơi dậy. Ông chỉ cảm thấy lòng của mình đang có ngàn vạn cây kim đâm vào, mày nhíu chặt lại. Ông quay sang nhìn Lâm Trình, giọng yếu ớt nghẹn ngào nói. Cháu nhất định phải chăm sóc cho ai ái thật tốt, phải yêu chiều con bé, không được để cho nó phải chịu bất cứ một chút ở mức nào có biết không hả? Lâm Trình gật đầu, nắm thật chặt lấy tay của cô lão gia chân thành nói. Xin ông hãy tin tưởng cháu. Cô chính là sinh mệnh của anh. Cho dù ông nội không nói thì anh cũng sẽ chăm sóc yêu thương cô hết lòng. Đời này chỉ cần có anh, chỉ cần cô mở miệng nói muốn, anh sẽ lập tức đem hết thầy đến cho cô cho dù lúc này cô không yêu anh. Nhìn vào ánh mắt chân thành mà kiên định của Lâm Trình, cô lão ra vào lòng mà gật đầu. Kết hôn rồi, thì phải trưởng thành hơn, không được suốt ngày tùy hứng làm bệnh nữa. Ông nói với cô ái. Cô ái chu môi ra, rút tay ra khỏi cánh tay của Lâm Trình, đến trước mặt ông nội. Ông nội à, cháu tùy hứng làm bệnh kia nào cơ chứ? Cháu lúc nào cũng rất là ngoan ngoãn nghe lời nha. Như vậy mới được chứ. Mau cùng với ai trình về nhà của hai đứa đi. Ông với ba chồng của cháu có một chút việc cần bàn bạc ông đi trước đây. Cô lão già nói xong, lên cùng Lâm Chiến Phong rời đi. Nhìn theo bóng lưng của ông, cô ái cất tiếng thở dài. Ba ba đi rồi. Ông nội liền đem toàn bộ kỳ vọng và yêu thương đặt ở trên người của tôi. Ông ấy trước kia cũng rất yêu thương tôi. Sau khi ba mất đi, ông lại càng thương tôi hơn. Tôi biết, ông nội chính là muốn thay ba ba chăm sóc cho tôi thật là tốt. Cô ái nói xong thì quay đầu nhìn sang Lâm Trình. Một giây sau đó cô xoay người lại. Để đến trước mặt của anh, ánh mắt thực là nghiêm túc. Cho nên hai năm này Anh phải chăm sóc cho tôi thật là tốt đó Ít nhất Ở trước mặt của ông nội tôi Anh phải làm như rất là chiều chồng tôi nghe lời tôi Nhượng bộ tôi để ông nội được phần an tâm Nhìn bộ dáng đang thương của cô Lâm Trình có một chút đau lòng Đưa tay lên muốn xa tóc để mặt trắng ăn cô Chỉ là tay vừa nâng lên Lại có khăn buông xuống Một lúc lâu sau anh mới cật đầu đắp một tiếng được Cảm ơn Cô ái mỉm cười Dù sao nơi này cũng là hội trưởng hôn lễ để tránh bị lộ ra sơ hở. Từ khi ra khỏi cửa, cô vẫn luôn tân thiết khoác tay của anh. Đi nào, chúng ta trở về nhà thôi. Xe phóng nhanh ở trên đường lộ, hai bên đường cây cối mọc san sát nhau. Cô ái hạ cửa kính xe xuống, ngồi yên nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài đến ngây ngốc. Tâm trạng của cô lúc này không dễ chịu một chút nào cả, bởi vì cô đang nhớ tới ba ba của mình. Sau khi ba ba cô mất tích, lúc dọn dẹp phòng ngủ của ông ấy, cô vô tình tìm được một quyền nhật ký của ông. Bà bà cô nói, bà không muốn để lại con gái của mình ngang ngược kiêu ngạo làm cho người ta chán ghét. Cho nên bà quyết định để con ở lại bên đường. Thấy con vơ vơ ngồi khóc như vậy, bà cũng rất là đau lòng. Nhưng bà muốn con hiểu được thân phận đại tiểu thư của nhà họ cố, có kỳ chẳng đáng một xu. Cho dù lúc đó cô khóc lóc nghẹn ngào, trong lòng ông vẫn nghe thật là rõ ràng. Xe chạy một hồi, Lâm Trình đột nhiên dừng xe ở bên đường sau đó cô ái nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh tôi hơi khát đến nơi kia mua một chai nước lâm trình xuống xe cô ấy rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc liền ỏa khóc khóc một hồi quả nhiên dễ chịu hơn cô không biết khóc bao lâu mãi cho đến khi cô cảm thấy mệt mỏi mới ngừng lại đi đi lại lại mấy phòng ở cửa hàng tiện lợi lâm trình đột nhiên rút di động gọi cho ninh Phi bây giờ cô về đến nhà chưa nếu về rồi thì mang quai quai đến nhà của tôi đi bật mã vào cửa chính là sinh nhật của cô ấy nên vì ở đầu dây bên kia cật đầu, nói lập tức sẽ đưa nó sang Cốp điện thoại. Lâm Trình nhìn xuyên thấu qua tấm cửa kính của nhà hàng, nhìn về phía chiếc xe của mình, nghĩ rằng có lẽ trông thấy quay quay, để con con ngốc nghếch chơi cùng, có lẽ cô có thể vui vẻ lên một chút. Anh không thể cho cô một cái ôm an ủi, nhưng có thể tìm thứ gì đó đến thay mình cho cô một cái ôm ấm áp. Ước chừng cô ấy có lẽ cũng đã khóc xong rồi. Lâm Trình mới cầm hai chai nước khoáng ra tính tiền rồi quay ra lại cho em. Sau khi lên xe, anh nhìn cô ái một cái, đưa chai nước qua. Cô ái nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Nhìn chai nước cô khẽ mỉm cười. Hai người bọn họ cũng thật lặn có nhiều sở thích giống nhau. Bởi vì cô cũng thích uống nước, khoáng nhãn hiệu này. Biết tâm trạng của cô đã khá hơn. Lâm Trình mời nhạc ở trong xe. Cô ái cảm thấy toàn thân của mình như đang thả lỏng. Có lẽ là bởi vì mới khóc cho nên cảm thấy rất mệt. Cô tự mình tựa vào cái xe rồi từ từ tìm vào trong giấc ngủ. Lái xe từ ngoại ô thành phố đến trung tâm thành phố. Cô mất đến nửa tiếng đồng hồ. Suốt cả dọc đường đi, cô ai ái mơ mắng, tỉnh dậy cũng là mấy lần. Thấy còn chưa về đến nhà, lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ tiếp. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở trung tâm hải cảng San Trang Hải cảng San Trang là khu biệt thự xa hoa nhất của thành phố S. Kiến trúc cả khu này được mô phỏng theo phong cách cổ điển của châu Âu. Bà năm trước Lâm Chính Phong mạnh tay chia một lượng tiền lớn Mua lại khu biệt thự nhìn ra biển này Cho đó vài ngày cô lão gia bảo cô ái Chọn một trong hai người con trai của nhà họ Lâm Để làm vị hôn phu tương lai của mình Còn Lâm Chính Phong liền nói Lâm Trình và Lâm Trần Ai có thể cưới được cô ái Sẽ được đứng tên làm chủ của khu hai càng này Hiện tại Lâm Trình đã kết hôn với cô ái Vậy nên đương nhiên nó thuộc về anh Nói một cách khác về sau nơi này chính là nhà mới của cả hai người Khi xe đến nơi thì cô ái vẫn chưa tỉnh lại nhìn thấy cô đang ngủ thật là say. Lâm Trình bất giác tiến đến gần cô. Sáng vẻ của cô khi ngủ trông thật là đẹp, bình thản mà thực là điềm tĩnh. Lâm Trình đi tới gần cô, lặng lặng nhìn cô hồi lâu. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng cân nghị của anh, lại lộ ra ý cười nơi khoái miệng. Ninh Phi đã từng nói khi anh cười rộ lên, tự như một lần gió xuân mát lạnh có thể khiến cho trái tim tan chảy. Nhưng lúc này, anh nhìn cô mà cười, nụ cười kia lại làm cho người ta đau lòng. Khóe mắt của cô còn vương một vệt nước mắt. Lâm Trình nhẹ nhàng giúp cô lau đi. Nhìn cô anh chợt ngây ngốc. Cô rất là xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Cho nên anh nhất định cũng sẽ yêu thương cô như thế. Chiều trụng cô nghe theo cô, đem những thứ tốt nhất mà anh có được để dành hết cho cô. Đột nhiên Lâm Trình nhích người đến gần cô thêm một chút, rồi sau đó không kìm được lòng, mà quấy đầu hôn lên cánh môi của cô. Sợ mình đánh thức cô cho nên khi hôn, anh chỉ là chậm nhẹ mà thôi. Môi của cô mềm mại man mắt Hôn xong anh cuốn quyết quay đầu đi Đợ tay sờ vào môi của mình Nhờ đang tiếp nối dư vị cuối cùng Tay sờ môi mà cười ngây ngô Đúng lúc này thì cô ái tỉnh lại hỏi anh Về đến nhà rồi sao Vừa rồi mới làm chuyện lén lén lút lút Thế nên khi nghe thấy tiếng của cô Lâm Trình có một chút giật mình hoảng hốt Nhưng giây lát sau đã trấn tĩnh lại nói Xuống xe đi Nghe giọng điệu của anh như vậy Thì cô ái sừng sốt Nghĩ thầm có lẽ cô ngủ quá lâu cho nên anh chờ mới là không vui như vậy Cô xấu hổ cợn cười mấy tiếng Rồi ăn năn nói Thật xin lỗi, tại tôi ngủ sai quá Về đến nhà lâu lắm rồi có phải không Nhìn thấy bộ sáng hội lỗi phần ngượng nghịu của cô Lâm Trình đau lòng thờ dài Ngỡ khi cũng bất sắc mềm nhẹ hơn Em xuống xe đi Thấy anh không còn lạnh nhặt như là lúc nãy Cô ái cười cười cảm ơn với anh Sau đó vui vẻ xuống xe Cờ nhà họ khóa bằng mật mã Lâm Trình bấm xong một chuỗi Quay sang nói với cô ái Mặt mã là sinh nhật của em Sinh nhật của tôi ư Nhìn thấy bộ dạng không thể nào tiên được của cô Anh lại nhặt giải thích Nếu như đã diễn trò thì phải diễn đến cùng Cài mật mã ngày sinh nhật của em Điều này sẽ khiến người ta nghĩ rằng Chúng ta rất rất yêu nhau Ba chữ này anh cố ý nhấn mạnh từng chữ một Cô ấy không suy nghĩ nhiều Chỉ nở ra một nụ cười sùng bái với anh Anh suy nghĩ thật là thấu đáo đó Mở cơ vào nhà Nhìn xung quanh trang trí thật đẹp Ở ngay phòng khách cái gì cần thì đều có cả. Cô ái chật chật lưỡi. Nơi này quả thực là đẹp hơn, xa thì hơn nhà của tôi rất nhiều nhá Lần ra các người thật đúng là giàu có. Nói xong thì đột nhiên có một chú chó ở sofa nhanh nhẹn chạy về phía này. Nhìn thấy con chó kia chạy đến quấn quýt bên chân của Lâm Trình. Anh liền ngồi xồm xuống, xuống mà ôm lấy nó. Quay quay ở nhà có ngoan không? Khi Lâm Trình bế con chó lên, giọng điệu nói chuyện thực là ôn nhu. Hơn nữa bộ dạng khi anh ôm nó cũng thực là dịu dàng một người một chó cảnh tượng thực là đẹp mắt. Cô ái lùi ra phía sau mấy bước, móc dây động ra mà bấm chụp liên lia liệu. Thấy cô đang chụp ảnh thì Lâm Trình sừng sốt. Cô ái lại cười tinh nghịch nháy mắt với anh. Bởi vì hình ảnh của hai người rất đẹp, cho nên tôi kiềm lòng không được mà chụp thôi. Tới gần anh, cô đưa ảnh cho anh xem miệng vẫn không ngừng. Thỉnh thoảng trong anh đáng yêu không chịu được nha. Đối với lời khen đáng yêu của cô dành cho mình, Lâm Trình rõ ràng rất là hưởng thụ. Đầu gật gật rất là không kiêm tốn mà nói. Dĩ nhiên Nhìn con chó trong lòng của anh Cô ái khẽ nhớ mày lại Con chó này trông rất là quen mắt Hình như tôi đã gặp nó ở đâu rồi thì phải Thật sao Xem ra hai người rất là có duyên với nó Nó tên là Quay 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 ư Nghe tên của nó thì cô ái nhăn mặt Bởi vì mỗi lần cô dùng máy tính Có tên mình theo tiếng Latin Kép lại thì chính là một tiếng quay này Cô nhớ mày lên Cười chân chó nói với anh Có thể đổi cho nó một cái tên khác không Lâm Trình lắc đầu ngữ khí kiên quyết. Không được. Nói xong anh phụ trộm lướt mắt nhìn cô một cái. Chỉ thấy cô không hài lòng biểu môi. Bộ dạng trông không thể ngốc hơn mà nhìn con chó. Thôi được rồi. Anh cứ gọi nó là quay quay. Còn tôi sẽ gọi nó là mộc mộc. Hai chữ mộc kép lại với nhau thành một chữ lâm. Cô cố ý lấy họ của anh đặt cho con chó này sao? Lâm Trình cười khẽ. Sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm nghị nói. Em lên phòng ngủ của mình xem thử. Xem có vừa lòng hay không. Ôm quay quay Cô ái lên phòng của mình Nơi mà mình sẽ ở sau này Sau khi đẩy cánh cửa phòng ra thì cô ngây ngẩn cả người Phong cách thiết kế trang hoàng của căn phòng này Thế nhưng lại giống căn phòng của cô Ở cô ra như đúc Thấy cô ngạc nhiên đến ngây người Lâm Trình cười thầm Trong lòng khẽ mắng yêu cô một tiếng ngốc nghếch Ngoài mặt lại ra vơ như không quan tâm Ông nội nói em không thích nơi xa lạ Cho nên tôi đã cố ý tìm người thiết kế như thế này Cảm ơn anh Tôi rất thích Mà không phải nói là vô cùng vô cùng vô cùng thích mới đúng Lâm Trình à Tôi yêu anh chết mất thôi Cô ái cười đến ngọt lịm Yêu anh chết mất thôi Mấy từ này cô ái thường xuyên nói với mấy người bạn thân của mình Ý đại khái chính là rất cảm động Lâm Trình đương nhiên cô biết Câu nói này là cờ miệng của cô Nhưng mà khi nghe được cô nói yêu anh đến chết Trong lòng của anh cảm thấy thực là hạnh phúc Mãn nguyện Kiềm lòng không được Anh bỗng như cười rộ lên Muốn nhịn mà không có cách nào làm được Sợ cô thấy anh đang cười Lâm Trình lại cuống quyết xoay người lại, vội vàng đi sang phòng ngủ của mình. Đợi cho đến khi Lâm Trình cười xong đi ra khỏi phòng, liền thấy cô ái đang ôm quay quay ngồi trong phòng khách mà xem tivi. Nhìn cô một cái, Lâm Trình ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó vươn tay ra đưa ra trước mặt của cô. Cô tiểu thư, ví tiền của em đâu? Ví tiền ư? Anh muốn lấy ví tiền của tôi làm gì chứ? Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng cô vẫn đưa ví tiền cho anh. Vừa đưa xong thì liền thấy Lâm Trình mở ví ra sau đó đem một tấm hình của mình nhét vào trong đó. Đợi đến khi anh trả lại cho cô, cô ấy tò mò mở ra xem là ảnh chụp của anh, còn đang ngần người thì nghe giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Nếu muốn diễn cho giống, thì đương nhiên một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Anh thật đúng là suy nghĩ chu đáo nha. Xem bộ dạng ngây ngốc cật đầu của cô thì Lâm Trình bật cười. Đang cười thì thấy cô ngẩng đầu hỏi anh. Vậy trong ví tiền của anh cũng có ảnh chụp của tôi sao? Đương nhiên. Ừ, vậy thì đồn rồi. Trong tay của anh có ảnh chụp của tôi thật sao? Bọn họ cùng làm tiếp xúc với nhau mấy lần. Như thế nào anh lại có ảnh chụp của cô cơ chứ? Cô hỏi như vậy. Lâm Trình nhất thời không biết phải trả lời như thế nào được. Sao anh lại không có ảnh của cô cơ chứ? Cô nổi tiếng như vậy. Rất nhiều lần xuất hiện ở trên tạp chí. Trên mạng nơi nào cũng có hình của cô. Phải biết rằng anh đã yêu thầm cô 7 năm. Ảnh của cô để trong ví của anh cũng đã được 7 năm rồi. Có điều trước đó anh yêu thầm. Hai người không gặp được nhau mấy lần cũng là không quen biết nhau. Thế nên ảnh của cô để trong ví đều là chụp nghiêng mặt. Bởi vì anh sợ có ai vô tình nhìn thấy nó, sẽ phát hiện ra bí mật trong lòng của anh. Hiện tại giữa anh và cô có một mối quan hệ là hôn nhân. Cho nên anh có thể danh chính ngôn thuận để anh chụp cô cô vào trong ví của mình. Thấy Lâm Trình không trả lời, cô ái lại nhớ mày lên. Chẳng lẽ là ông nội tôi đưa cho anh sao? Anh của em ở trên mạng nhiều như vậy. Chọn đại lấy một tấm đem ra rồi là được. Lâm Trình thành nhiên nói rồi sau đó đứng dậy cất tiếng. Tôi đi làm cơm. Anh làm cơm ư? Nhìn thấy bộ dạng không thể tin được của cô, Lâm Trinh nhớ mày. Tôi làm cơm thì kỳ quái lắm sao? Cô ái tròn mắt nhìn anh chằm chằm, sau đó bỗng nhiên cười toe tết Hình như cũng không kỳ quái lắm. Anh xuất sắc như vậy, chắc không có chuyện gì là không làm được ha? Tại sao lại cho rằng tôi xuất sắc chứ? Bởi vì đây không ai không biết, anh chính là tiểu trình gia nha. Trong giới tiểu thư danh giá nhà giàu các cô, không ít người sung ái yêu thầm lâm trình mấy người đó thường xuyên tụ tập lại rồi rỉ tay nhau nghe tiểu trình ra thần bí uy nghiêm lợi hại cỡ nào sản nghiệp lâm gia lớn như vậy chính là do một mình anh đứng ra cai quản mấy cô nàng háo sắc kia còn thường xuyên bàn tán với nhau tiểu trình ra anh khôi ngô tuấn tú như thế nào phong độ làm sao nói anh chỉ cần đứng một chỗ cả người cũng thoát ra phong thái tự tin nhìn qua thôi cũng khiến bất cứ cô gái nào áo ước được nương tựa vào anh lại còn nói anh tuy về ngoài luôn lạnh lùng xa cách nhưng khi làm việc rất lịch sự khí khái, rất có năng lực trước đây cô ấy chỉ một lòng một dạ để ý đến thẩm luật ngôn mỗi lần tụ họp với mấy chị em nghe bọn họ nói đến Lâm Trình cô cũng mơ hồ có một chút ấn tượng với anh một người đàn ông vĩ đại lạnh lùng được rất nhiều phụ nữ theo đuổi có điều hai ngày qua khi tiếp xúc với Lâm Trình cô cũng cảm nhận được người đàn ông này quả thực là một người vô cùng xuất sắc Nghe cô ấy trả lời anh xuất sắc là vì nghe người ta đồn Chứ không phải do cô tự nhiên phát hiện ra được Cái xuất sắc của anh Thì Lâm Trình có một chút thất vọng Nhưng thất vọng đi qua lại bắt đắc sĩ cười khổ Ở trong mắt của cô Anh có vĩ đại ưu tú bao nhiêu Thì có gì là khác chứ Cô có người mình thích ở trong lòng Người đó lại chẳng phải là anh Đó chính là sự thật Không nghĩ đến những chuyện không vui này nữa Lâm Trình xoay người đi vào trong phòng bếp Một mình anh nấu nướng bận rộn còn cô ái thì ngừng ngùng ở trong phòng khách xem tivi, ôm quay quay. Ngờ ngác, đứng ở cầu phòng bếp nhìn Lâm Trình một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh. Mùi ăn rất là thơm, ăn vào nhất định sẽ rất là ngon. Cô ái hít vào một hơi thỏa mãn nói. Lâm Trình không nói gì chỉ gật đầu. Thấy anh gật đầu đáp, cô ái lại cười. Để tôi giúp anh làm cơm nha, tôi rửa rau nhé. Hai con người chẳng hề quen biết, ở chung một chỗ với nhau, không nói một câu nào bầu không khí hơi ngượng ngùng, cho nên cô ấy rở rau, vừa bắt câu chuyện câu được câu không với anh. Có vẻ bản tính con người bẩm sinh là thích đi hỏi chuyện tình cảm của người khác, mà người đó lại là Tiểu Trình Gia Lâm Trình. Chuyện rên tư càng khiến cho người xung quanh tò mò hơn, nên cô ấy tay làm miệng cũng không ngừng nghỉ. Anh có người mình thích không? Cô gái trong đoạn phim hôm trước là bạn gái của anh sao? Có nhưng không phải là cô ta. Nghe Lâm Trình nói có người ở trong lòng. Tinh thần mắt quái của cô ấy trong ngay mắt bị kích thích. Hôm nào rảnh, cho tôi xem ảnh của cô ấy nha. Tôi rất là tò mò đó. Cô ấy sao? Có lúc khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, rất là ấm áp. Nhưng mà cũng có lúc khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét vô cùng. Giống như là bây giờ vậy. Thấy sắc mặt của Lâm Trình không vui. Cô ấy nghĩ có lẽ là mình đã hỏi hơi nhiều, đanh vai chuyên đề tài. Ai dạy anh nấu ăn thế? Là mẹ của anh sao? Mẹ của anh đúng là vợ trẻ trung lại vừa xanh đẹp tuyệt đối không giống với người sắp qua tuổi 50. Ở buổi hôn lễ hôm trước, khi cô ái nhìn thấy mẹ của Lâm Trình, quả thực không thể tin vào mắt của mình, bởi vì mẹ anh thật sự rất là trẻ, cực kỳ trẻ tuổi. Lâm Trình lúc này đang thái rau, nghe cô nhắc tới mẹ của mình, tay của anh bất giác run lên, nhát dao kế tiếp không kìm được mà cắt vào tay, máu không ngừng tuôn ra. Lâm Trình rên lên một tiếng, cô ai thấy vậy quyết quyết mà đứng dậy, nhìn vết thương trên tay của anh, vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng bếp để anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa rồi vội vàng chạy đi tìm hòm thuốc sơ cứu anh không sao chứ đều là tại tôi ăn nói lung tung làm anh mất tập trung nên mới bị thương như thế này nhìn thấy cô ái cần trương xử lý vết thương cho mình lòng của lâm trình bỗng nhiên cảm thấy thực là ấm áp nhưng vừa nghĩ đến người mẹ kia ánh mắt trong tích tắc trở nên ảm đạm giọng điệu có một chút yêu thương người phụ nữ em thấy trong hôn lễ kia chỉ là mẹ nhỏ không phải là mẹ ruột của tôi. Thì ra là như vậy. Sợ dĩ cô ấy hiểu lầm người phụ nữ trong hôn lễ kia là mẹ của Lâm Trình, bởi vì khi đó trong quan hệ của hai người bọn họ vô cùng hòa thuận. Bằng bó vết thương xong xuôi, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ ngồi ở đây, để tôi đi nấu cơm cho. Nhưng cô vừa mới đứng dậy, Lâm Trình lại giữ tay cô lại. Lòng bàn tay của anh thật là ấm áp. Cô ấy sừng rốt quay đầu nghi hoặc mà nhìn Lâm Trình. Tôi không thích bao giờ nữa chừng. Để tôi làm được là được rồi. Bây giờ em ngoan ngoãn ở ngồi ở chỗ này, không được đi vào phòng bếp làm ồn tôi nữa. So với những tổn thương mấy năm qua anh phải chịu đựng, một chút vết thương này không đáng là gì cả. Một lần nữa trở lại phòng bếp, Lâm Trinh cẩn thận chuẩn bị đồ nấu ăn. Mẹ anh trước đây đã từng nói, nam tử hắn đại trượng phu, đối với người con gái mình yêu, nếu đã cưới cô ấy về nhà thì phải biết quý trọng, dùng tất cả sinh mệnh để yêu thương bảo vệ cho cô. Nghĩ đến mẹ thì đáy mắt của Lâm Trình bỗng nhiên hồng hồng. Thật ra khi nãy sở dĩ anh không cho cô ái vào trong. Không phải là sợ cô làm phiền mình, là sợ anh sẽ kích động. Nhìn theo bóng lưng cô rờ đồ ăn bận rộn quanh bếp. Anh luôn có một nỗi xúc động muốn tiến lên ôm eo cổ cô, mà âu yếm yêu chiều. Nghĩ đến vậy, Lâm Trình đột nhiên thở dài rồi cười khổ. Có lẽ kiếp trước anh nghiệp chứng nặng nề chăng? Cho nên kiếp này, hai người phụ nữ anh yêu thương đều không thể ở bên cạnh anh lâu dài. Năm anh 18 tuổi, Mẹ anh đã bỏ anh mà đi Còn cô ấy, Mà dù cô đang là vợ của anh Nhưng trái tim hai người lại thật là xa cách Không sao có thể đến gần nhau được Giữa ánh đèn trùng thủy tinh xa hoa lộng lẫy Hai người ngồi đối diện với nhau đang ăn cơm Thật là ngon Lâm Trình à Anh thật đúng là lợi hại Tài nghệ của anh so với đầu bếp Có khi còn lại ngon hơn nha Thật không nghĩ tới anh lại có thể lợi hại như vậy Lâm Trình nhìn bộ dạng của cô lúc này không khỏi bật cười Ăn ngon là được rồi nếu như em thích, tôi ngày nào cũng sẽ nấu cho em ăn. Nhìn thấy nụ cười, ôn hòa trong năm mới gặp một lần của Lâm Trình, cô ấy có một chút ngượng ngùng nói. Để anh ngày nào cũng xuống bếp như vậy, thật là không hay cho lắm. Không có gì cả. Trước kia, mỗi khi tôi ở nhà một mình, lúc nào cũng tự nấu cho mình ăn. Bây giờ cũng lắm chỉ nấu thêm một phần cho em mà thôi. Thì ra lại như vậy, hèn gì anh lại có thể nấu ăn giỏi như vậy. Át hẳn đây chính là thành quả được rèn luyện thường xuyên đi. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy, Lâm Trình cảm thấy thực đúng là mỹ mãn mà mỉm cười. Từ khi mẹ qua đời, anh vẫn ở một mình như vậy, thỉnh thoảng mới quay trở về đại trạch của Lâm gia, hoặc là Lâm Chính Phong có việc tìm anh thì anh mới trở về. Anh luôn cô độc, bởi vì anh không có bạn bè, cũng là bởi vì anh đã có đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức không cần có một người bạn nào. Trong giây phút thất thần, anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng của cô ái hỏi. Bạn bè anh có được ném qua tay nghề của anh chưa? bọn họ có thường xuyên quan quyết lấy anh, đã anh nấu cho bọn họ ăn không? tôi không có bạn bè. cái gì? không có bạn bè ư? không phải chứ. cô ấy là người đi đâu cũng có bạn, cho nên nghe thấy người ta nói là không có bạn, cảm giác đầu tiên của cô chính là không tin nổi. cô những mi nhìn anh rồi nói, thế thì cô đơn lắm, muốn đi chơi cũng không có ai đi chơi cùng. nghe cô nói như vậy, lâm trình ngẩng đầu lướt mắt nhìn cô một cái. em có tên không? nếu như bây giờ tôi muốn đi đánh côn. Sẽ có rất nhiều người tranh giành nhau đến sân quân chờ tôi đó Anh nói xong lại ung dung bơi thêm cho mình một chén cơm nữa Khi anh nói chuyện điệu bộ thực là kiêu ngạo không ai bị nổi Bình thường có ai rất ghét mấy tên đàn ông ngôn quần tự đại như vậy Nhưng khi người đó là Lâm Trình Cô lại cảm thấy đó là đương nhiên Bởi vì anh vốn dĩ là người không ai bị nổi rồi Anh vừa nói xong Thì bầu không khí nhất thời trở nên im lặng Cô ai cúi đầu ăn cơm Rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói Nếu đến sinh nhật của anh anh muốn được tặng quà gì? Sinh nhật của anh chỉ còn một tuần nữa là đến. Có điều anh có thể khẳng định, cô ấy chắc chắn cô biết sinh nhật của anh là ngày nào. Anh lại càng có thể khẳng định, cô ấy hỏi như vậy kỳ thật, muốn anh tư vấn cho cô. Hôm nay là sinh nhật của thẩm luật ngôn, cô nên mua gì để tặng quà cho hắn ta? Xem ra hôm nay cô đã quyết định không làm chương trình radio kia nữa, mà tham gia tiệc sinh nhật của người đàn ông trong lòng của mình. Nghĩ đến cô chọn tiệc sinh nhật của bạn trai mà hủy bỏ tiết mục, Lâm Trình có một chút tức giận giọng điệu không còi trở nên cắt hơn. qua sinh nhật này, chỉ cần là người phụ nữ tôi yêu tặng, dù là cái gì tôi cũng thích. Còn là những người khác đưa, dù quý giá như thế nào cũng giống như nhau mà thôi. Nghe Lâm Trình nói như vậy, cô ái sừng sốt, tiếp theo đó cật đầu liên liệt như là giã tỏi. Lời anh nói quả thật là có lý. Nếu vậy không biết trong lòng của thầm luật ngôn, có người mà anh ấy thích hay không nhỉ? Người con gái anh ấy thích không biết sẽ có bộ dạng như thế nào? Thầm Lật Ngôn là một người đàn ông rất ôn nhu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Anh mỉm cười cùng với mọi người. Từ lúc cô quen biết anh tới nay, chưa bao giờ chứng kiến anh tức giận. Cô ái thầm nghĩ, một cô gái xứng đôi với người nho nhã điềm đạm như vậy, át hẳn phải dịu dàng đan trang, còn rất là hiểu biết nữa. Có điều hình tượng người con gái như thế, hình như không thấy ở trên người cô. Tâm tình của cô ái trong nháy mắt rơi xuống đai cốc. Đang ăn cơm, nhưng rõ ràng không hề chuyên tâm một chút nào thầy cô suy sụp rõ ràng như vậy lâm trình lại đột nhiên nói nghĩ ngợi lung tung cô không giải quyết được vấn đề gì cả lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng nếu em cảm thấy anh ta chưa có bạn gái thì dốc lại tinh thần mà theo đuổi thôi còn về phần quà sinh nhật cố chuẩn bị thứ giờ đó nổi bật một chút để anh ta cảm thấy càng mới bắt bắt mắt thì càng tốt sẽ càng có ấn tượng với em hơn nghĩ ngợi nhiều đúng là chẳng mang lại lý tưởng gì nghe lâm trình nói như vậy cô ái lập tức lấy lại tinh thần ngẩng đầu đáp lại anh vào một nụ cười. Cảm ơn, có lẽ tôi đã biết mình nên làm thế nào rồi. Nói xong còn không quên để lại một cái nhìn tràn đầy xuống bãi. Anh thật đúng là lợi hại, vậy mà cũng biết trong lòng cô vừa rồi đang nghĩ gì. Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy, gương mặt nghiêm nghị của Lâm Trình cũng dần dần thả lòng hơn. Ninh Phi đã từng nói, một người đàn ông khi đã yêu rồi, anh ta sẽ không còn mạnh mẽ như là trước nữa, chỉ ít ở trước mặt cô. Cái vẻ mạnh mẽ đó của anh chỉ là vò bọc bên ngoài mà thôi. Vừa rồi rõ ràng còn muốn nặng lời giật tắt hy vọng của cô. Nhưng khi nhìn thấy cô chán nản mất tinh thần như vậy, anh lại không nỡ mà mềm lòng, rốt cuộc lại muốn đi ăn ủi cô. Lâm Trinh quê khổ, chỉ cần để cho cô được vui vẻ, phải cắn răng giúp cô đi theo đuổi người đàn ông khác cũng là không sao cả. Nhưng mà nghĩ đến chuyện sau này, cô sẽ ở bên cạnh một người đàn ông khác, cùng chung sống hạnh phúc bên nhau Tim của anh giống như bị ngàn mũi nhọn đâm thủng cực kỳ đau đớn. Rất khoát buông đũa, rời khỏi bàn ăn mà đi vào phòng khách. Thấy anh rời đi như vậy thì cô ái nghi hoặc. Anh ăn no rồi sao? Ừ. Anh ăn quá đít đó. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao anh lại ăn ít mà dáng người lại chuẩn như vậy chứ? Ông trời thật đúng là bất công mà. Rồi sau đó lại cúi đầu ăn tiếp. Bỗng người thấy mùi thuốc lá. Cô ngẩng đầu thấy Lâm Trình đang châm một điếu thuốc. Cô ái trao mày lại, Hút thuốc có hại cho thân thể Sau này đừng có hút nữa Bỏ không được Không bỏ được thuốc Cũng không thể ngừng yêu Biết rõ là có độc nhưng anh không thể dừng lại Chờ đến khi cô ấy dùng bữa xong Cô tự giác đứng dậy thu dọn chén đĩa muốn đem đi rửa Lâm Trình lại đột nhiên đứng lên nói Chuyện rửa chén cứ để anh làm Cô ấy quả thực rất là thẹn thùng Muốn nói rằng chuyện này cô cũng làm được Lâm Trình lại trừng mắt nhìn cô Giọng điệu rõ ràng không muốn để cô đụng tay vào Tôi có bệnh ưa sạch sẽ tự tôi làm mọi chuyện sẽ là an tâm hơn Hóa ra là ghét cô Làm dơ sao Nếu anh đã nói như vậy Thì cô ấy đành phải nhún vai để mặc anh muốn làm gì thì làm Kỳ thật anh không để cho cô ra chén Đơn giản chính là ngâm nước nhiều Sẽ làm hại ra tay Mà tay chính là gương mặt thứ hai của người phụ nữ Anh bởi vì cô Là nghĩ chú đáo mọi chuyện như vậy Nhưng cô ấy lại chẳng hay biết gì cả Cho nên yêu thầm thật đúng là khổ sở Một người thì không dám nói mà người kia lại vĩnh viễn không biết sự thật là như thế nào. Lâm Trình giờ chán trong xuôi, nhận được một cú điện thoại sau đó liền đi ra ngoài. Hơn 4 giờ chiều, tại câu lạc bộ Mỹ dắt Lâm Trình tựa lưng vào ghế sofa, quấy đầu thờ ơ đồ nghịch với di động của mình. Nên vì ngồi ở gần đó, tạo nhã hút thuốc dành cho phụ nữ. Về sau hai người, là một người đàn ông cao lớn thổ kịch thoạt nhìn vô cùng hung dữ. Thế nhưng đằng trước mặt của Lâm Trình, vài bước có một kẻ đang quỳ rạp ở trên mặt đất ngay lúc này hắn ta đang run rẩy cực kỳ đáng thương bao chậm rãi đến bên chân của lâm trình nước mắt giàn ruộng khóc lóc không ngừng dập đầu tờ trình ra tôi van xin ngài ngài tha cho tôi lần này về sau tôi không dám nữa thật sự không dám làm chuyện phản bội ngài nữa nói xong hắn ta đột nhiên tôi không đập đầu nữa mà quay sang hung hăng tắt vào mặt của mình tôi thề sau này tôi nhất định chỉ trung thành với trình ra thôi trình ra ngài cho tôi một cơ hội đi nếu tôi còn làm chuyện có lỗi với ngài Ngày cứ giết chết tôi đi là được Tôi sẽ không há răng oan trách một lời nào đâu Cho ông một cơ hội ư Lâm Trinh cây khẩy Ông đi theo tôi ít nhất cũng hơn 20 năm rồi Kết cục của những kẻ phản bội tôi như thế nào Chắc ông là người biết rõ hơn ai hết Ở trong thế giới của tôi Đối với những kẻ phản bội Tuyệt đối là không thể tha thứ Anh tiến đến gần người đàn ông đó Nhìn chăm chăm vào hắn một hồi Sau đó liền nhấc chân lên hung hăng đạp mạnh trên lưng của hắn lực chân của Lâm Trình vừa sử dụng rất mạnh. Người đàn ông kia trong ngay mắt chỉ cảm thấy thắt lưng của mình bị gãy làm đôi. Đi theo bên người của Lâm Trình, anh là một người tàn nhẫn ngoan động như thế nào, hắn quả thực là rõ ràng nhất. Những kẻ nào trát phản bội Lâm Trình đều bị anh trừng phạt đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng nghe nói dù đi đến đâu, bọn họ cũng không sống ăn ổn được một ngày. Một câu Lâm Trình luôn tâm niệm, những kẻ phản bội cả đời không ngóc dậy nổi. Chọc phải Lâm Trình đời này coi như xong. Người đàn ông kia bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hắn đúng là không muốn sống nữa, nên mới xem trọng những đồng tiền dơ bẩn mà đi trộm tài liệu cơ mật của công ty bán cho người khác. Trước đó vài ngày, anh trai của Lâm Trình là Lâm Chuẩn cho hắn ta một khoản tiền, yêu cầu hắn ta đem một phần tài liệu gốc cơ mật của công ty giao cho hắn. Phải biết rằng tên này vốn rất được Lâm Trình coi trọng, cho nên phần tài liệu này hắn biết rất rõ. Thầy Lâm chuẩn nói cho mình một khoản tiền vô cùng lớn. Hắn ta liền sáng mắt đánh bạo, lén trộm tài liệu đưa cho hắn ta. Lâm Trình và Lâm chuẩn tuy là anh em, nhưng do hai người bọn họ luôn đối chọi cay cắt như nước với lửa. Tên này đem tài liệu cơ mật của công ty đưa cho Lâm Trần. Đương nhiên Lâm Trình sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Nhìn hắn ta thống cổ rên rỉ. Lâm Trình sao huyệt thái dương lạnh lùng hỏi. Hai năm qua, tôi có bạc đại ông không? Dạ không. Tiểu trình sao không bảo đại tôi mà còn rất là quan trọng tôi nữa. Ông đã biết tôi coi trọng ông. Vậy tại sao còn phản bội tôi? Ông nói xem tâm địa của ông bẩn tiểu như thế nào hả? Người ta nói tận đất ruột sót. Bụng dạo của ông không còn sạch sẽ nữa. Tôi nghĩ để tay của ông không lành lạnh một chút. Có vẻ là hợp lý hơn. Như vậy mới được gọi là hoàn mỹ. Vừa dứt lời, hai người đàn ông ở phía sau anh liền đi về đằng trước. Tiếp theo nghe thấy tiếng của hắn ta hét lên, dữ rồi. Nằm ngón tay ở bàn tay phải đã rơi rụng trên mặt đất tay đứt ruột sắt chính là như vậy ngón tay bị chặt đứt người đàn ông kia đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất lâm trình đặt ngón tay lên miệng xịt lúc này cầm miệng lại một khi tôi thấy phiền tôi sợ rằng bàn tay trái của ông chẳng còn ngón nào nữa đâu nghe lâm trình nói như vậy người đàn ông kia lập tức cầm học không dám hé một tiếng chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn mà phục phục trước mặt của lâm trình hạn cho ông tôi này trước 8 giờ tối phải có thầy thành phố s nếu không thì tự gánh lấy hậu quả Người đàn ông đó vâng vâng dạ dạo cuống quyết rời đi. Nhìn hai anh ta chật vật như vậy, Lâm Trình đứng dậy lướt mắt, nhìn những ngón tay dài rác ở trên sàn rồi quay sang nói với Ninh Vi. Gọi mấy thứ này lại cẩn thận, ngày mai mang tới cho Lâm Trần Nói xong anh đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cao gầy hơn chút của anh, Ninh Vi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đối với những kẻ phản bội anh, thủ đoạn trừng phạt của anh luôn rất là tần nhẫn. Bởi vì để ngồi được ở vị trí này, Trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió Ở thành phố S Anh đã quen với chuyện bị người khác phản bội Cũng sợ hãi bị phản bội Ninh Phi nhặt những ngón tay kia có lại Vội vàng theo sau lưng của Lâm Trình Rời khỏi Mỹ sắt Nhưng ra đến cửa bọn họ lại đục phải Lục Gia Người tên Lục Gia này ở thành phố S Cũng là một nhân vật nức tiếng Hác bạch lưỡng đạo đều có một chân Mấy năm qua Lâm Trình ngồi ở vị trí này Một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà nên ta đúng là bất ngờ Ta vừa mới xuất ngoại một chuyến Trở về nghe được tin cậu cưới cháu gái của cô lão ra Thật là Ta còn định cả cháu gái của mình cho cậu đó Đúng là đáng tiếc Giờ biết như thế này ta chọn trước có phải là hơn hay không Hai người bọn họ ít nhiều cũng là bạn vòng niên với nhau Cho nên khi nói chuyện rất là thoải mái Không câu nệ Lộc già Cháu gái của ngài mới 18 tuổi Tôi lại lớn hơn cô ấy tận 10 tuổi Ngay cả cho tôi Nói không chừng cô ấy lại tức giận ấy chứ Sao lại tức giận được cơ chứ Cậu không biết đó thôi Hôm tôi về nước vừa về đến nhà Con bé đã nhào vào lòng tôi mà khóc lóc Nói rằng nó muốn kết hôn với Lâm ca ca Cháu gái tôi vẫn mong mỏi được cả à cho cậu đó Chỉ là đáng tiếc Lâm trình này tôi có một chút việc phải xử lý Xin cáo từ trước Khi khác tán ngẫu vậy Nhìn lồng da rời đi Lâm trình thoáng ngẩn người Ninh Vi nhìn sờ mặt của anh đột nhiên nói ấy. Nếu lục tổng định cháu gái của ông ấy cho ngài Ngài sẽ cưới cô ấy chứ Cô chợt thấy Lâm Trình sừng sốt sau đó anh châm một điếu thuốc hít mạnh một hơi rồi chậm rãi phun ra. Anh không trả lời câu tiếp theo, câu hỏi của Ninh Vi, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại. May là cô ấy. Anh bây giờ tuy rằng đang nắm quyền lực ở trong tay, nhưng ít nhiều vẫn bị người khác công chế. Những người đó chính là Lâm Phong, ba của anh, và vị lục gia vừa rồi. Anh dù rất là mạnh mẽ, nhưng đem so với Lâm Chính Phong và lục gia vẫn còn thua kém nhiều. Nếu hai người kia cố ý ra tay với anh, anh tin chắc rằng chỉ qua một đêm thôi, anh lập tức chỉ còn hai bàn tay trắng. Hai nắm tay siết chặt lại, anh nhất định phải làm cho bản thân mình trở nên thực là mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn nhất có thể, mạnh mẽ đến mức không phải chịu sự khống chế của bất cứ một người nào khác cả. Ninh Phi nói mình đói bụng, Lâm Trinh cười cười bảo cô lên xe, hai người cùng đi ăn tối. Nghe anh nói như vậy thì Ninh Phi sừng rốt. Ngài không cần về với những cố tiểu thư sao? Cô ấy đêm nay sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật của thẩm luật ngôn. Có lẽ lúc này cô ấy đã đi rồi, Lâm Trình nói xong thì sắc mặt trầm xuống. Ở trên xe anh mở một bài nhạc nhẹ nhàng. Dường như tất cả những bài hát mà anh nghe đều là bài hát mà cô ấy thích. Biết rõ cô ai thích một người đàn ông khác, bây giờ còn tham dự tiệc sinh nhật của người ta. Mà tiểu trình ra này thì nhưng vẫn không chết tâm suy ngốc nghĩ đến cô ấy. Nhớ đến cô ấy, nghe âm nhạc mà cô ấy thích. Ninh Phi cười khổ. Người đàn ông này, xì mê đến mức khiến cho người ta đau lòng. Nếu như cô ấy được một người đàn ông như thế yêu, cho dù lúc này bảo cô ấy chết, cô ấy cũng cam lòng. Thất thần trong giây lát, Ninh Phi đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ngày hôm qua tôi nhận được kết quả điều tra. Người phụ nữ trong đoạn phim ở hôn lễ kia có quan hệ cùng với Lâm Trần. Lâm Trình nghe xong thì cật đầu. Tôi biết, chuyện này là do hắn ta làm. Cô có biết thứ gì để hủy hoại một con người không? Trị lạc, cờ bạc và hút chích. Ninh Phi đáp lại. Cô nghĩ để đối phó với Lâm Trần, chúng ta nên dùng thứ gì là tốt nhất? Cờ bạc, Tốt lắm. Lâm Trình không nói gì thêm nữa. Nhìn lấy Lâm Trình một cái, Ninh Phi liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn không hiểu làm sao bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Người trong gia đình không giống có một chút quan hệ thân thích gì với nhau cả. Hai anh em Lâm Trình, Lâm Chuẩn luôn luôn bất hòa. Mà quan hệ giữa Lâm Trình và ba ba của anh là Lâm Chính Phong, có vẻ cũng như là không phải căng thẳng bình thường. Ninh Phi từng có một lần vô tình tận mắt chứng kiến. Lâm Chính Phong dùng một cây roi dài Hùng hăng quát trên người của Lâm Trình. Ông ta tàn nhẫn xuống tay, mỗi một lần vụt roi là một lần tróc ra bong thịt, đau đến như vậy, nhưng anh chỉ một mực cắn răng chịu đựng. Mùa hè nóng nực, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn cọc tay, chính vì vậy mà cánh tay anh bị hằn lại một vết thương thật dài. Cứ mỗi lần miệng vết thương đóng vậy, Ninh Phi đều thấy Lâm Trình dùng dao cạy ra, khiến cho vết thương chảy máu đầm đìa. Thấy anh tự ngực mình như vậy, cô ấy từng hỏi anh tại sao lại làm như thế. Cô không nghe người ta nói sao? Vết sạo lạnh lạnh sẽ khiến người ta quên đi những đau đớn trước đó. Giọng điệu của anh thực là lạnh lẽo, ánh mắt không hề có một chút ấm áp. Hai người bọn họ đi ăn cá nướng. Đến lúc dùng bữa tối xong thì đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Để tôi đưa cô về nhà. Hai người cùng lên xe. Lâm Trình theo bản năng là một động tác quen thuộc bật radio, nghe tiết mục của cô ấy. Chỉ là tay anh vừa chạm đến nút bật lại chật cực lạnh. Anh sợ mình nghe giọng của người dẫn chương trình đêm nay không phải là cô ái Thì sẽ can thiệp mà phát cuồng lên Anh không nhấn nút nhưng Ninh Vi lại ấn nút xuống cho anh Lâm Trình hung hăng chân mắt nhìn Ninh Vi Vừa định tắt Thì bên trong lại truyền đến giọng nói lưu lắt của cô ái Nghe thấy giọng của cô ái Ninh Phi bỗng nhìn thấy khóe miệng của Lâm Trình bất sắc cong lên Cô ấy vậy mà lựa chọn Đi thu âm chương trình Không đi sinh nhật của hắn ta Thấy anh cười ngay ngôi như vậy Trong lòng của Ninh Phi chật khẽ đau làm sao anh lại có thể ngốc nghếch đến vậy cơ chứ Một chút chuyện nhỏ nhỏ như vậy Cũng khiến anh vui vẻ hay sao Đột nhiên Ninh Phi cầm di động lên Nhanh nhẹn bấm từng con số rồi gọi đi Sau đó Lâm Trình nghe thấy giọng của Ninh Phi xuất hiện trên radio Nói rằng cô đang gặp một chút chuyện tình cảm Cần tư vấn này nọ Lâm Trình kinh hãi Hóa ra cô gọi điện thoại tới tiết mục của cô ấy Ninh Phi là một người nhanh nhẹn tháo vát Lập tức nghĩ ra tình huống thực là cầu hiết Cái gì mà chồng cô ở bên ngoài làm vậy cô muốn tự sát liền thành công khiến cho nhân viên trực điện thoại chuyển máy sang cho cô ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ nói máy với một thính giả khác. Xin chào bạn, bạn có vấn đề gì cần tư vấn sao? Trong điện thoại giọng nói của cô ấy truyền đến, Ninh Phi liền chuyển máy sang cho Lâm Trình. Nhìn điện thoại Lâm Trình sừng sốt. Hỏi cô ấy xem, yêu thầm một cô gái thì phải làm sao bây giờ? Ninh Phi tìm một mảnh giấy ngoặc ngoặc vài chữ rồi đưa sang cho anh. Lâm Trình ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Đờ tay nhận lấy điện thoại tôi yêu thầm một cô gái 7 năm nhưng cô ấy không hề hay biết xin hỏi anh đi tiểu thư tôi có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình hay không hoặc là tôi nên làm gì để khiến cô ấy thích tôi đây bỗng nhiên nghe thấy giọng đàn ông ở trong điện thoại cô ấy bị dọa cho suýt nhảy dựng lên mà giọng điệu lạnh lùng như băng còn có một chút ngạo mạn này nghe qua cực kỳ giống với lâm trình nhưng mà quan trọng là nhân viên trực đã nói cho cô là một người phụ nữ có chồng ngoại tình muốn tự sát kia mà làm sao bỗng dưng trở thành người đàn ông còn là đang yêu thầm nữa chứ. Nhưng là người dẫn chương trình radio đã lâu. Tài ương biến của cô quả nhiên vô cùng nhạy bén. Cô cười mà cất tiếng hỏi. Cô ấy đã có người yêu chưa? Chưa, nhưng cô ấy có thích một người. Hai người là bạn bè sao? Không phải. Vậy hai người quen biết nhau chứ? Tôi biết rõ cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết tôi. Trước kia chưa gặp nhau một lần nào cả. Tôi biết rõ mọi thứ của cô ấy. Biết cô ấy thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, biết tất cả sở thích đam mê của cô ấy, biết nhãn hiệu cô ấy ưa chuộng, biết mùi nước hoa cô ấy hay dùng, từng đĩa CD cô ấy hay nghe. Vậy bây giờ hai người có hay gặp nhau tiếp xúc với nhau không? Bây giờ chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau. Là đồng nghiệp trong công ty ư? Cũng có thể xem như là bạn hợp tác. Nếu như hai người bây giờ đã có cơ hội được ở bên cạnh nhau thường xuyên, đây chẳng phải là càng dễ dàng hơn sao? Anh theo đuổi cô ấy đi thôi. Nhưng mà theo đuổi cũng phải có kỹ xảo. Không nên vừa gặp đã nói thích ngay. Bởi vì con gái thường đối với những kẻ cô ấy vừa gặp đã nói thích Cảm thấy rất là ngu dần Rất dễ bị cự tuyệt Hơn nợ như vậy còn khiến cho cô gái đó cảm thấy áp lực tâm lý mà né tránh anh Cho nên biện pháp tốt nhất Chính là hợp tác hai người thành bạn bè Sau đó dùng mối quan hệ này chậm rãi tiếp xúc nhiều hơn Để hiểu biết về thế giới nội tâm của cô ấy Nghiên cứu cho thấy rằng Số lần tiếp xúc pha chạm với phụ nữ càng nhiều Càng khiến cô ấy dễ dàng cảm mến đối phương hơn Cho nên khi anh đuổi cô ấy phải tạo cơ hội hai người tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng mà nhất định không được để quá mức lộ liễu. An thầm tiếp xúc thân mật với cô ấy càng nhiều, cô ấy càng dễ cảm mến bạn hơn ư. Nghe cô ấy nói như vậy, khóe miệng của Lâm Trình bắt đầu cong lên. Cảm ơn cô rất nhiều, ai đi tiểu thư. Vâng, tạm biệt anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến một cuộc gọi tiếp theo ạ. Vừa kết thúc tiết mục, cô ấy lập tức bỏ dài ra bàn. Chị Lâm trực đẩy liền rót cho cô một ly nước. Nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi an ủi. Ái ái à, vất vả cho em, hôm nay em làm rất tốt nha. Nhưng mà kỳ thật đó, cái người nói là mình yêu thầm kia. Gọi điện đến rõ ràng là giọng phụ nữ mà, không hiểu vì sao lại biến thành nam. Lại còn nói cái gì là yêu thầm với yêu trộm, đúng là ngố thật. Cô ái khẽ cười rồi nói, có lẽ anh ta sợ nói yêu thầm, thì đài sẽ không nói máy mới là như vậy. Mọi người cũng vất vả rồi, em về nhà đây, tạm biệt. Cô ra khoai cơm một rát lại chạy vào. Mọi người làm nhanh nhanh thôi, Em thấy thời tiết bên ngoài không tốt, có lẽ là sắp mưa rồi đó. Để rồi, ai ai em cũng đi về cẩn thận đó. Tuy rằng cô ái là tiểu thư của cô gia, nhưng khi làm việc thì cô luôn nỗ lực hết mình và cực kỳ nghiêm túc. Tiết mục radio này dễ làm nhất, nhưng cũng không dễ chịu nhất trong chương trình buổi tối. Đã có nhiều người không chịu nổi áp lực mà từ chức. Sau này đến đợt cô ái tiếp nhận, tiết mục lại phát triển rất tốt. Về đến nhà tắm rửa xong, cô ái lại pha cho mình một ly cà phê thơm nồng. Khi đang chờ cà phê, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng xét đánh rất là vang dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay trời sẽ chuyển xấu lâm trình đã về nhà từ lâu nằm nghe tiếp mục cổ cô ái mơ mơ mang mang ngủ đi lúc nào không hay lúc này trong phòng ngủ của anh ánh đèn mờ ảm đạm mỗi khi anh đi ngủ đều để đề đèn bởi vì anh rất sợ bóng tối bình một tiếng tiếp theo là tiếng rào rào của mưa hòa lẫn với tiếng giấc. mẹ đột nhiên lâm trình hô lên một tiếng nhìn thấy anh chớp ngoài cửa sổ tay của anh bất sắc run rẩy anh ghét nhất lúc trời mưa lại còn có sấm chớp. Đó là lúc anh sợ hãi nhất, bởi vì khi đó một màn ký ức anh không muốn nhớ lại, nhất định sẽ hiện ra trước mắt của anh, khiến cho anh vô cùng đau lòng. Ngồi bên bàn ăn nghe tiếng sấm chớp mưa rơi, cô ấy nhàn chán khuây khuây ly cà phê. Đột nhiên di động của cô lúc này vang lên, là Sally gọi tới. Ai ấy à, hôm nay cậu đi tham dự tiệc sinh nhật của người trong mộng có phải không? Không có, mình làm chương trình. Không phải chứ, Cậu xem ra con thích anh chàng kia cho lắm đi Mình cũng muốn đi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Mình lấy thân phận gì để mà tham dự đây Chẳng lẽ là bởi vì mình từng đặt trang phục Ở chỗ của anh ấy Nên đem quà đến để mà chúc mừng sao Cái cấu này cũng là quá mức bình thường đi Cô ấy thường xuyên đến chỗ của thẩm luật ngôn đặt quần áo Nhưng người ta lại không có biểu hiện Đặc biệt gì với cô cả Cô ấy nghĩ ngợi cầm một buổi chiều ngày hôm nay Càng nghĩ càng cảm thấy Hai người bọn họ cùng lắm chỉ là quan hệ khách hàng với nhau còn công bằng quan hệ bạn bè bình thường. Hơn nữa người ta lại không mời cô đi. Cô thực sự không thể mặt dày mà chạy đến được. Gia nghe xong thì bèn gật đầu. Cậu có trường mực như vậy cũng tốt. Mà bên chỗ cậu đang mưa to sao? Mình nghe thấy có tiếng sấm. Ừ. Cô ái đáp lời. Đúng lúc này bỗng nhiên có người. Ôm lấy cả người của cô từ phía sau. Cô quay đầu lại thì ra là Lâm Trình. Anh ghé vào bên tay cô rồi thì thào một nói. Để tôi ôm em một lát. Chỉ một lát thôi, có được không? cảm ơn. Giọng nói của anh thật là yếu ớt. Yếu ớt đến mức khiến cho người ta nghe mà đau lòng. Muốn được giang tay ra che chắn cho anh vậy. Nghĩa vậy cô ái âm thầm chật chật. Cái này được gọi là thiên tính là mẹ có phải hay không nhỉ? Lâm Trình ôm cô thật chặt. Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ trên người của cô. Một hương vị rất là dễ chịu. Chính là hương vị ấm áp như mặt trời. Mà lâu nay anh vẫn thường khát vọng. Bị Lâm Trình ôm như thế. Cô ái bất chợt cảm thấy toàn thân anh đang run lên. Tiếng sấm chấp lại vang lên Cô ai nhíu mày lại Anh sợ sấm chấp sao Ừ Em sẽ vì điều này mà xem thường tôi sao Lâm Chính ngoan ngoãn gật đầu Một lúc sau lại cất tiếng hỏi Nghe tiếng chấp chặt đầy sợ hãi Anh vội vàng chạy đến nơi ấm áp như ánh nắng mặt trời lò cô Nhưng trong khoảnh khắc được ôm cô vào trong lòng Giờ đây anh lại có một chút hối hận Đừng đừng là một người đàn ông cao lớn lại sợ sấm chấp Có lẽ cô sẽ cảm thấy xem thường anh đi Thế nhưng không nghĩ tới cô ái chỉ khẽ quỳ một tiếng Chẳng phải mỗi người Không ít thì nhiều cũng có vài nhược điểm sao Ai có thể hoàn hảo hết được cơ chứ Như thế này cũng là bình thường nha Cô chậm rãi nói một từng chữ một Càng làm trong lòng của Lâm Trình ấm áp hơn Khói miệng của anh cong cong mỉm cười Nhất thời quen đi sợ hãi nói Cảm ơn em Cũng không biết để cho Lâm Trình ôm đến bao lâu Mãi cho tới khi tiếng mưa rơi ngoài trời Đã nhỏ dần đi rồi Tiếng xâm chấp cũng đã tắt đi hẳn Cô ái cảm giác chân của mình đã tê dần rồi Lâm Trình mới buông tay ra sau đó chậm rãi quay về phòng của mình. Lâm Trình mở cửa ra, lên nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô ấy, cùng với một ly sữa được đưa đến trước mặt của anh. Nụ cười của cô rất đẹp, đẹp đến mức làm cho anh nhìn ngây ngốc không thể rời mắt. Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng cười khẽ của cô. Hôm nay đến lượt tôi pha sữa cho anh. Cô ấy nói xong thì đi lơ sữa sang cho anh cầm, nói một tiếng ngủ ngon rồi trở về phòng của mình. Ngày đó là sinh nhật 21 tuổi của anh. Quả sinh nhật mà ông Lâm Chiến Phong mang đến cho anh là ở ngay ngã tư đường gần trường đại học của anh. Hùng tận mắng chửi anh là đồ ngu. Có một chút chuyện cũng không làm được. Sau đó Lâm chính Phong nhấc chân đạp vào bụng của Lâm Trình khiến anh ngã lăn xuống đất. Lúc đó Lâm Chiến Phong đạp một cú xong vẫn chưa hết cơn giận. Ông ta định vung tay lên đấm vào mặt của anh nữa. Anh chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Nhưng đúng lúc đó bỗng nhiên có một tiếng nói trong trào vang lên. Chú Lâm à, chú định làm gì vậy? mở mắt ra chính là bóng hình của cô ái liền đập vào mắt của anh. Cô tử tốn ngăn cánh tay sắp vùng xuống của Lâm Chính Phong lại, ngữ khí nhẹ nhàng mà ôn nhu. Chú Lâm à, có chuyện gì từ từ rồi nói, sao chú phải tức giận quá như vậy làm gì? Ngày đó, cô chỉ nói một câu ăn ủi thực là bình thường, nhưng lại làm cho anh thực là ấm áp. Có điều khi đó anh lại đẩy tay cô ra. Cảm ơn cô tiểu thư, nhưng tôi không cần sự đồng tình của cô, lại càng không cần cô phải thương hại. Cô ấy thay đồ xong xuôi đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách không có người, nhưng trên bàn ăn có đặt một hộp cả men giữ ấm. Trong bộng nghĩ có lẽ Lâm Trình đã đi ra ngoài, vậy mà anh vẫn làm cầm sáng cho cô. Bây giờ là 10 giờ sáng, tại đại trạch của Lâm Gia. Lâm Trình và Lâm Trần đang nghiêm trang kiến cẩn đứng ở trước mặt của ông ta. Bà bà, Lâm Trần dài dặt tiến lên từng bước. Vừa mới bước đi được vài bước chân, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lâm Chính Phong nhấc chân lên, đập vào ngực của hắn. Lâm Trần lào đảo lùi về phía sau sắc mặt trắng bệnh. Bà bà, còn có làm gì sai sao? Lâm Chính Phong cất tiếng cười lạnh. Đoạn phim chiếu ở hôn lễ của Lâm Trình có phải là do anh làm hay không hả? Bà, con sai rồi. Lâm Trần nói xong liền quỳ xuống trước mặt của ông ta. Ta biết, từ trước tới giờ hai anh em vẫn không vừa mắt nhau. Lúc nào cũng tranh đấu khai gắt, thậm chí còn tìm đủ cách dồn nhau vào con đường chết. Thấy Lâm Trình gật đầu, Lâm Chính Phong hít thêm một hơi nữa. Lại nói, làm người cũng giống như vậy. Nhất định phải là một người hữu dụng, đáng tin cậy và có quyền lực. Ông ta dừng lại một chút lại nhìn sang hai đứa con. Trên thế gian này, người thắng sẽ làm vua, kẻ mạnh sẽ theo dệt kẻ yếu. Không có tranh đấu thì không có tiến bộ. Cho nên hai anh em các người, muốn tranh thì tranh như thế nào cũng được. Thế nhưng nhớ kỹ một điều, đó là sau này mỗi lần đấu đa nhau, phải đặt lợi ích của Lâm Gia lên trên hết. Nếu có người nào vì bản thân mình, làm tội hại đến lợi ích lâu dài của Lâm Gia, thì đừng có trách tao không nể tình. Ta sẽ khiến cho cái đó sống không bằng chết. Nghe thông báo ở trên radio, Lâm Trình buồn bực. Chàng trách con đường này ngày hôm nay lại chật kín như vậy. Dòng xe chật kín như là nem khiến cho người ta bực bội. Anh không khỏi thơ dài. Thật sự không biết mấy người đó suy nghĩ như thế nào. Cũng chỉ là vấn đề về mặt tình cảm. Vậy mà lại lựa chọn tự sát để mà giải quyết. Trong lúc đang ngồi trên xe chờ, anh bỗng nhiên nhận được điện thoại của Ninh Vi. Tiểu trình xa Ngài đang ở nơi nào Vừa rồi tăng đang ở khu mua sắm Nghe nói có người muốn tự sát. Người về xem nói rằng Cô gái kia nghĩa quẩn trước khi chết Muốn gặp được người dẫn chương trình Ai đi Thế nên đã có người liên lạc với cố tiểu thư Cô ấy sẽ tới ngay bây giờ ạ à? Cô ấy muốn lên tầng thượng đó cứu người sao Nghe Ninh Phi nói như vậy Thì trong lòng của Lâm Trình Như bị ai đó níu chặt lại Cô ấy muốn đến một nơi cao như vậy Để mà cứu người Anh cực kỳ là không an tâm nhất định phải đến ngăn cô lại lúc cô ái nhận được cố điện thoại này cô đang cùng với răng răng và tà giật ở cửa hàng thời trang của người trong lòng cô thẩm mến thẩm luật ngôn buổi sáng ngày hôm nay cô ái sau khi ăn xong xuôi cảo uống hết chăn cháo xoa xoa cái bụng nào căng của mình liền nghĩ xem giờ này nên đi đến chỗ nào nhớ tới ngày hôm qua là sinh nhật của thẩm luật ngôn mà cô không đi chúc mừng được vậy nên bây giờ có lẽ đến thăm anh một chút vì thế cô trang điểm cho mình thật là đáng yêu tìm một bộ quần áo thật là đẹp rồi sau đó lái xe một mạch đến văn phòng làm việc của thẩm luật ngôn phải biết rằng cô giang giang và thả giật chơi với nhau từ bé rồi lớn lên cùng nhau mối quan hệ vô cùng tốt gặp được hai người bọn họ còn chưa thiệp căn ngẫu được mấy câu thì cô liền nhận được điện thoại nói có người tự sát muốn gặp mình tả giật đi rồi giang giang quay sang nhìn thẩm luật ngôn ngồi ở bên cạnh Chúng ta cũng đi xem như thế nào đi. Nhân viên cứu hộ đã đến rồi. Ở dưới nơi này họ đặt thêm một cái đệm ký thật là dày. Hy vọng có thể cứu sống được cô gái kia. đáp thang máy đi lên. Bốn người bọn họ trong chốc lát sau đã đến được nơi cao nhất của tòa nhà. Tôi chính là đi Sợ rằng sẽ soạn sợ tới cô gái kia. Nên khi nói chuyện ngữ khí của cô thật là nhẹ nhàng ôn nhu. Ánh mắt cũng thật là chân thành. Có điều gì muốn nói thì cô hãy nói với tôi đi. Cô gái kia vẫn còn rất trẻ Có lẽ là chắc tuổi của cô đi Khoảng chừng là 24 tuổi thôi Cô thật sự là ái ni sao Cô gái kia khẽ nhíu mày lại Nhìn thẳng vào ánh mắt của cô Có vẻ như là không tin cô là ái ni vậy Cũng chính là bởi vì bộ dạng Của ái ni lúc này rất là xanh đẹp Rất là đáng yêu Ngờ khi nói chuyện lại vô cùng ôn nhu và dịu dàng Quả thật là không hề giống với hình tượng ái ni mạnh mẽ Ở trên radio Cô muốn gặp tôi có phải hay không Vậy thì cô nhất định Hãy đón nghe chương trình của tôi ở đài, phải không? Giọng nói của tôi như thế nào? Hẳn là cô rất quen thuộc có đúng hay không? Nghe cô ai nói như vậy, thì cô ta nhìn cô ánh mắt có một chút chờ đợi, nhưng cũng có một tia ác độc khó thấy. Nếu muốn tôi kể với cô, cô có thể đến gần tôi hơn một chút hay không? Đứng ở trên lan can này với tôi. Bất đắc dĩ cô ái đành phải đi lên một mình. Nhìn nhìn sang cô gái kia đang muốn tự tử, cô ái lại khẽ cắn môi kiên trì mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra, không thám nhìn xuống phía dưới nữa, cố gắng tập trung tinh thần mà nhìn về phía cô ta. Suốt cuộc, cô đã gặp phải chuyện gì? Có thể nói cho tôi nghe được hay không? Cô ấy cảm giác, âm thanh nói chuyện của mình đang bắt đầu run lên. Nghe cô gái đó kể chuyện, thì ra cô ta và bạn trai yêu nhau được 2 năm, nhưng lại phá thai tới 5 lần. Một tháng trước, bạn trai kia quen được với một tiểu thư nhà giàu có. Rồi sau đó thẳng tay bỏ rơi cô gái này ngày mai tên cặn bà kia sẽ kết hôn với cô tiểu thư nhà giàu còn cô gái này lại quyết định sẽ tự sát đêm trước lễ kết hôn của bọn họ khiến cho tên cặn bà kia sẽ phải sai rất cả đời cô muốn hắn ta phải sai rất cả đời ư cô năm lần phá thai cũng chính là giết chết năm đứa trẻ lương tâm của hắn ta còn không bị cắn rứt cô nghĩ cô chết hắn ta sẽ ăn năn sao cô thật đúng là ngây thơ mà cô chết đi hắn có khi lại thấy nhẹ nhõm bởi vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc cậu còn không được đó Giọng điệu bắt lạnh như băng này Cô ái quay đầu lại chính là Lâm Trình Không biết như thế nào vừa nhìn thấy anh Cô ái vậy mà cảm thấy trong lòng chợt an tâm hơn Tự như đứng ở trên này cũng không còn gì là đáng sợ nữa Anh hứa với cô gái trẻ rằng Nếu như cô chịu đi xuống Anh sẽ làm cho người đàn ông kia Phải quỷ xuống trước mặt cô cầu xin cô ta tha thứ Rồi sau đó đi về Phía cô ái mà đỡ cô xuống Em ngoan ngoãn một chút đi Đừng có náo loạn nữa Lâm Trình nói vậy lại nhớ mày lên Tôi nghĩ em vừa rồi đứng ở nơi đó. Chân sắp nhũn ra rồi có phải không hả? Lại nói khi Lâm Trình chạy đến đây, nhìn thấy cô ái đang đứng tranh phanh chân lan can, chân anh còn nhũn ra chứ gì nói đến cô chứ. Cô gái kia không còn ý định tự sát nữa. Một lát sau đám đông vây quanh ở phía dưới lầu cũng dần dần tàn đi. Giao thông ở trên đường trở nên thuận lợi hơn. Lâm Trình ôm cô xuống lầu, đứng ở bên đường đợi một lát, liền thấy Ninh Phi lái xe đến, rồi xuống xe mở cửa cho hai người. Chúng ta có thể đi rồi. Trời ơi, chuyện không hay xảy ra rồi. Ninh vi đang tập trung lái xe. Đột nhiên ở băng ghế sau vang lên tiếng than trời của cô ái. ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu một cái. Thì ra cô ái đang nhăn đầu vào mặt mà nhìn về phía lâm trình. Vậy rồi chúng ta ở trên sân tượng. Anh có nhìn thấy ở đó có phóng viên nào không? Tôi chỉ lo chú ý đến cô gái kia. Không để ý xem xung quanh có tên phóng viên nào đến sân tin hay không. Lâm Trình nước mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu. Có thấy. Ôi trời ơi Bây giờ cứ nghĩ đến tôi sắp phải chào tạm biệt Với tình trì nữ nhân tâm của tôi Tôi thực sự là không chịu nổi thật là đau lòng mà Cô ấy rụng miệng xuống Buồn tham mà ngã ngồi xuống lưng ghế Ngỡ đầu thở dài một hơi Làm sao lại có thể như vậy chứ Quả nhiên không ngoài trò chuyện này Lâm Trình lạnh đồng nói Tôi đã chặn trước đám phóng viên này rồi Tên tức này sẽ không bị đưa lên đâu Thật sao? Anh đã dẹp trước rồi sao? Vậy thì thật là tốt quá rồi Nghe anh nói như vậy Hai mắt của cô ấy lóe lên một tia sáng người. Cả người bật dậy quay sang cười một cái thật tươi với anh. Lâm ca ca, cảm ơn anh nha. Anh thật đúng là người tốt. Tôi yêu chết anh mất thôi. Hôm nay, bởi vì làm cho sợ hãi một trận, cô ấy cảm giác toàn thân yêu diều không còn có một chút sức lực. Nhiều khi con người đã mệt rồi, thì càng ngủ càng mệt hơn. Cô ấy ngồi ăn cơm mà mặt mũi phờ phạc. Bỗng nhìn nghe thấy tiếng của Lâm Trình thúc giục ở bên tay. Cầm đất xong, em đi tắm rửa một cái cho tinh thần tỉnh táo rồi hãy đến đây người mệt mỏi mà làm tiết mục thì hiệu suất sẽ không tốt đâu. Lâm ca ca à? bề ngoài của anh nhìn có vẻ như là rất lạnh lùng nhưng con người của anh thật là ấm áp nếu như sau này ai có thể lấy được anh nhất định sẽ rất là hạnh phúc nhưng cô không biết một điều rằng đời này những điều tốt đẹp của anh chỉ có thể dành cho cô mà thôi. buổi tối cô ấy vừa đến phòng thu mọi người liền xông tới hỏi cô có bị thương hay làm sao hay không giọng điệu ai nấy đều vô cùng thân thiết ngồi trên ghế của mình nghỉ ngơi trong giây lát, tiết mục bắt đầu phát sóng. Ai đi à, cô có biết không? Tôi thật sự rất yêu chồng của mình, vô cùng vô cùng yêu anh ấy. Tôi thậm chí có thể vứt bỏ sinh mệnh của mình vì anh ấy. Ở trong điện thoại người phụ nữ đó khóc lóc nức nở, bắt lực kể cho cô nghe chuyện của mình. Thế nhưng tôi cũng rất là hận anh ta. Mỗi khi nghĩ đến tôi chỉ muốn hủy hoại anh ta hoàn toàn. Hủy đi mặt của kẻ người dạ thú luôn ra vẻ đạo mạo đó. Nếu như không có tôi, không có của cải của gia đình tôi giúp đỡ. Với thân phận quạ đen như là anh ta, làm sao có thể mở được một văn phòng thiết kế thời trang sang trọng như vậy cơ chứ? Chồng của chị là nhà thiết kế thời trang sao? Cũng có thể là không phải. Đáp án này là hẳn không phải chứ. Thế nhưng cô ấy không nghĩ tới. Người phụ nữ trong điện thoại kia vừa nghe thấy câu hỏi như vậy lại trở nên bối rối. Tôi có nói như vậy sao? Tôi có nói anh ta là nhà thiết kế thời trang không? Không phải, tôi không hề nói như vậy. Tôi chưa hề nói mà. Anh ta không phải, không phải đâu. Ai này à, anh ta không phải là nhà thiết kế thời trang. Người phụ nữ đó lúng túng một hồi, hình như đang muốn che giấu điều gì đó. Chị không sao chứ? Không có gì đâu, Ái này À. Tôi có việc nên cúp máy trước, lần sau lại tán ngẫu nha. Ngờ khi nói chuyện của chị ta lúc này, thế nhưng đã trấn tĩnh hơn, nói xong thì lập tức trao điện thoại. Cô ái xong việc chuẩn bị về nhà, trời lại bắt đầu mưa nặng hạt giống như tối ngày hôm qua. Nhưng điều khiến cho cô ái không ngờ tới, là xe của cô chạy được nửa đường không hiểu vì sao lại chết máy suy nghĩ một hồi cô lành đành phải lấy hết dũng khí để gọi điện về cầu cứu lâm trình lâm ca ca thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh nhưng mà xe của tôi bị chết máy rồi anh có thể lại đây đón tôi có được hay không cô muốn nói thêm mấy lời cảm ơn đã bị bốn câu địa chỉ ở đâu của lâm trình làm cho nghẹn họng phải nuốt trở về sau đó đọc một mạch vị trí của mình cho anh cô liền nghe thấy lâm trình ở bên kia cất tiếng dặn dò Em cứ ngồi ở trong xe chờ tôi Nhớ phải khóa cửa kỹ Tôi biết rồi Biết rằng anh sẽ đến đánh mình Cô cười thật là vui vẻ Nhưng vừa nhếch miệng lên Bỗng nhiên có một tiếc sát đánh ngang trời Nhớ tới Lâm Trình rất là sợ sát đánh Thì ý cười ở trên mặt của cô ái nhất thời đông cứng Cô gọi lại cho Lâm Trình Nói rằng mình sẽ đợi ở nhà của bạn Anh không cần phải đến đón cô nữa Nơi ở của thẩm luật ngôn hình như cách nơi này không xa Hình như nhìn ngoài trời mưa càng ngày càng lớn trong lòng của cô ấy không coi mừng thầm Liền mặt dày mà bấm số gọi cho anh ta Đây chính là cơ hội ngàn năm có một Để tiếp cận với người trong lòng của mình Nhìn chăm chăm vào màn hình di động Rồi hít vào một hơi thật là sâu Cô lấy hết can đảm mà bấm nút gọi đi Cô tiểu thư à Em gọi có chuyện gì không Nghe được giọng nói của người trong lòng mình Cô ấy chỉ cảm thấy tim của mình đập nhanh kinh khủng À xe Xe của em bị chết máy giữa tường Mà bây giờ trời đang mưa rất lớn Xung quanh lại tối đen như mực Em cảm thấy rất sợ Anh có thể đến đây đón em được không? Em đang ở gần nhà của anh Bởi vì để tranh thủ sự đồng cảm Và đồng tình của người đàn ông này Khi nói chuyện cô hết sức Làm cho giọng của mình nghe thực là đáng thương Bây giờ tôi sẽ qua đó đón em Em nhớ phải khóa cửa xe thật là kỹ Ở yên trên xe, đừng chạy lung tung ra ngoài Nghe giọng nói tràn đầy thân thiết Của thầm luật ngôn Anh còn đồng ý đến đón cô nữa Cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hạnh phúc Vậy thì em cảm ơn anh trước. Sau khi ngắt máy, cô ái cầm di động nhìn tên của thẩm lật ngôn mà ngây ngô cười. thẩm lật ngôn thật sự muốn đến đón cô. Còn đang mơ mộng thì đột nhiên bừng tỉnh. Nếu dựa theo cá tính của thẩm lật ngôn, anh đợi đón cô, sau đó nhất định đưa cô về nhà mình, chứ không mang về nhà của anh. Nghĩ một hồi, cô lái thế nhưng lại xuống xe, đứng ở chó, cho mưa xuống một hồi. Cô ái ở bên này mặc sức mơ mộng về người yêu ở trong mộng của mình. Còn ở nhà thì Lâm Trình đang sốt ruột đến muốn chết. Một người thông minh như anh, làm sao lại không biết cô ái sợ dĩ? Nói đến nhà của bạn, kỳ thật là bởi vì cô thấy có sớm chấp, muốn trở cho anh một chút mặt mũi mà thôi cơ chứ. Một màn máu chảy đầm đìa, cùng với những tia chấp rạch ngang bầu trời lại xuất hiện trong đầu của anh. Nhưng nghĩ đến việc cô ái có lẽ đêm nay sẽ ở bên ngoài kia cả một mình. Anh liều mình cắn chặt răng, tay run rầy quyết tâm, đầy cánh cửa mà đi ra ngoài vừa phải vật lộn với nỗi sợ hãi của chính mình. Vất vả lắm mới lái xe đến được chỗ của cô ái. Cảnh tượng anh được chứng kiến lại là thầm lật ngôn đỡ người của cô ái vào trong xe của hắn ta. Lâm Trình ngồi ở trong xe ngây ngốc nhìn một màn như vậy, miệng chua xót mà cười. Người giống đôi với cô, hẳn phải là một người ấm áp nhu hòa như thầm luật ngôn mới phải. Còn một người lạnh lùng như anh, làm sao có thể xứng với mặt trời đây? Nhìn hai người bọn họ như vậy, anh cảm thấy ánh mắt của mình chua xót đau đớn, không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa. Anh phóng xe thật nhanh rời khỏi nơi này. Như ý nguyện, được tới nhà của thầm luật ngôn, trong lòng của cô ấy âm thầm nhảy nhót. Thầm luật ngôn không đáp lời của cô, chỉ san sóc, đem một chiếc áo tì xuất của anh ta đưa cho cô. Em mau đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Cảm ơn anh. Tắm rửa xong, bao đồ của thầm luật ngôn vào. Cô ai đứng ở trước gương xoay xoay mấy vòng mà ngắm nghĩa bản thân mình. Bởi vì thầm lật ngôn rất cao, cho nên áo tia rất mặc trên người của cô lại trở nên rộng thùng thình. Vạt áo dài che như cần hết đuổi của cô. Cô để chân trần thật nhìn có một chút cậy cảm. Em mang quần áo của em đi giặt đi, rồi đem hong cô Khi nào xong tôi sẽ đưa em về. Hôm nay thật sự cảm ơn anh vì đã đến đón em. Lại làm phiền anh nghỉ ngơi thật là ngại quá. Không có gì cả. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Ai ái tiểu thư à? Em có muốn uống một chút gì không? Để tôi đi lấy cho em. Thấy thầm luật ngôn đang uống rượu vang đỏ, cho nên cô ái liền đáp. Em có muốn uống một chút rượu vang? Những đại tiểu thư nhà giàu giống như là cô ái. Từ nhỏ đến lớn có lẽ đã không xa dạ gì với rượu. Uống một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng thầm luật ngôn không nghĩ tới. Chính là cô ái cùng lắm mới chỉ uống hết hai ly thôi. Thế nhưng đã say đến mức không biết mình đang nói cái gì nữa. Cô ái say xỉn, khiến cho thầm luật ngôn đau đầu không thôi. Bởi vì cô đang cục ở trong ngực của anh ta, luôn miệng nói thích anh ta. Em không say. Ai nói là em say chứ? Em đang rất là tỉnh táo mà. Thầm luật ngôn à, em thích anh, rất thích, rất thích. Cô ấy phòng cái má mà nhìn anh ta. Bởi vì uống rượu, nên gương mặt của cô vất hồng rất là xanh đẹp. Cô vừa mới nói xong liền cho miệng về phía trước muốn hôn anh ta. Thầm luật ngôn vội vàng lấy tay bịt miệng của cô lại. Anh có thích em hay không hả? Anh ta nhìn thấy cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tuy rằng em đã kết hôn, nhưng giữa em và Lâm Trình chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Giờ em và anh ta chỉ là một bàn hợp đồng hôn nhân, giả vợ trước mặt người lớn hai nhà mà thôi. Đợi đến hai năm sau sẽ lập tức ly hôn. Thẩm Lật ngon à, em thật sự rất thích anh. Anh bằng lòng chờ em hai năm có được hay không? Cho nên anh ta chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu. Em gái ngốc à, em thật sự là sai rồi. Khóc một trận, cô ái liền xoay người chạy đi lấy quần áo của mình lao đào chạy vào phòng ngủ của thẩm lật ngôn. Sau khi thay quần áo xong, cô đi ra rồi một mực đòi về. Em muốn về nhà, em muốn về nhà ngay bây giờ. Lúc Lâm Trinh lái xe về đến nhà bây giờ, vẫn còn đang phát ngốc mà ngồi ở trên sofa không hề nhúc nhích. Có một chút mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ đã là gần 3 giờ sáng. Chuông cửa nhà bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không ngừng, tỷ tim của anh chợt đập mạnh, vội vàng chạy ra mở cửa. Anh đoán không sai, cô ái đã về rồi. Nhưng mà lúc này, cô lại bị Thẩm Lật Ngôn ôm vào trong ngực, bộ dạng ngủ say như chết. Cô tự thử uống một chút rượu nên bị say. Thẩm Lật Ngôn mỉm cười mà nhìn Lâm Trình, Lâm Trình chỉ khẽ gật đầu đáp lại, đón cô từ trong tay của anh ta. Vào trong nhà, ôm cô ấy vào trong ngực, người mùi rượu trên người của cô. Lâm Trình bắt đắc dĩ mà nhíu mày lắc đầu, đang định đưa cô vào phòng ngủ, còn chưa đi được hai bước, cô đột nhiên hôn lên cổ của anh lâm trình giật mình mà cúi đầu xuống nhìn cô lên thấy cô chợt mở mắt cười tùm tìm mà nhìn anh nói em thích anh rất thích rất thích lâm trình có thể khẳng định lúc này cô đang xem anh là tên thầm lật ngôn kia cho nên anh không dám đáp lại nụ hôn của cô mà quay mặt sang hướng khác nhưng trong ngực anh lúc này là một cô gái đang say xỉn anh quay mặt đi cô ấy lại muốn kéo mặt qua anh lại mạo hung hăng hôn xuống tôi là lâm trình không phải là thầm lật ngôn của em lâm trình không biết phải làm thế nào Nhớ mày nói một câu như vậy Nhưng ngay sau đó lại hít vào một ngụm khí lạnh Anh thấy cô ái ngần người Rồi bỗng nhiên Chui vào trong lòng của anh Khi khi cái mũi người hương vị trên người của anh nói Em biết anh là ai Bởi vì em có thể ngửi được mùi hương trên người của anh Anh vẫn luôn dùng nước hoa vơ sách. Em thích hương vị này ở trên người của anh Điều này đúng là không sai Lâm Trình quả thực là dùng hương nước hoa này Mà rồi thầm luận ngôn đưa cô về đây trên người của anh ta là mùi nước hoa khác vừa quay đầu lại nhìn cô cô ái liền nhào đến hôn lên môi của anh đối với anh mà nói hành động này của cô chính là đang cổ vũ lâm trình rốt cuộc không khống chế được dục vọng của mình nữa rồi ôm lấy cả người của cô đặt lên cánh cửa mà cô ái cũng rất phối hợp vòng tay lên ôm lấy cổ của anh hai chân thì quấn quanh thắt lưng của lâm trình cô khóc thút thít bả vai rôn lên Thầm luận ngôn rốt cuộc anh có thích em hay không ngay lúc cái tên họ thầm kia được tuân ra từ miệng của cô tiếng ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy trong người của lâm trình nháy mắt trở nên ngoại lạnh không muốn nắn lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa lâm trình xuống giường muốn rời đi nhưng khi chân anh vừa đặt xuống dưới sàn nhà cánh tay của anh lại bị cô ái giữ lại cô kéo tay của anh nhưng lại gọi tên của một kẻ khác trái tim của lâm trình giống như bị một mũi nhọn đâm đến đau nhức nét mặt bực dọc nhăn nhó lúc này anh chỉ muốn mặc kệ cô Thế nhưng anh không có cách nào thật sự bỏ mặc cô được. Bởi sáng sau kia cô ái tỉnh lại, chị cảm thấy đầu của mình vặn vặn, vẫn còn ê ẩm đau. Mở mắt ra là căn phòng, được bài trí với một nét vô cùng quen thuộc. Cô ái kinh ngạc, sau một đêm tỉnh lại, cô như thế nào lại nằm ở trên giường của chính mình như vậy cơ chứ? Mặt mày ủ rột mà kéo cánh cửa phòng ngồi ra. Nhưng ngay lúc đó cô liền đụng phải một vòng ngực vững chãi của Lâm Trình, vốn đang định gõ cửa để gọi cô dậy. Cái ôm của anh thật là ấm áp, thật là rộng rãi. Khi chạm vào trong ngực của anh, cảm giác cũng là không tệ lắm. Hình như ngày hôm qua nay, anh quên sức nước hoa có phải không? Nghe cô nhắc đến nước hoa, thì sắc mặt của Lâm Trình trầm xuống, ngữ khí đồng cứng lại. Dùng hết rồi. Sau khi nói xong thì xoay người bỏ đi về phía bàn ăn. Đi theo Lâm Trình ngồi vào trong bàn ăn. Trên bàn có một bữa sáng thực là phong phú. Tài nghề quả thực rất được. Màu sắc hương vị đều là rất tuyệt nhưng nhìn sang gương mặt âm trầm của Lâm Trình ở phía đối diện. Có lẽ ngày hôm qua sau khi say rượu đã nói ra những điều không nên nói trước mặt của thẩm lật ngôn. Tâm tư khó chịu, có một chút không tránh khỏi bất an nôn nóng. Sau khi ăn cơm xong cũng không có tư vị gì nữa. Thế nhưng lúc đang lo lắng, cô đột nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng của Lâm Trình vang lên. Không cần phải lãng phí thời gian với hắn ta nữa đâu. Hắn ta sẽ không thích em. Cái gì chứ? Câu trả lời của Lâm Trình cũng ngắn gọn như là câu hỏi của cô. Trực giác. Cô ái buông đũa xuống bất đồng nói một tiếng không ăn nữa, rồi sau đó đứng lên rời khỏi bàn. Thế nhưng cô vừa mới đứng dậy, xoay người đi được một bước, âm thanh lạnh gùng của Lâm Trình lại một lần nữa vang lên sau lưng. Ai đi tiểu thư? Đối với một cô gái, giữa đêm giữa hôm ở nhà của một người đàn ông mà uống rượu đến say mềm, em thấy như thế nào? Lâm Trình không muốn buông tha tiếp tục nói. Nếu có người gọi điện thoại, em đến tiết mục của em hỏi vấn đề này. Ai như tiểu thư sẽ trả lời như thế nào? Hay là ủng hộ đây? Cô ái sừng sốt, giọng điệu bỗng nhiên thấp đi. Nhưng vẫn không hề làm mất vẻ kiêu ngọc của mình. Tôi cũng không phải là cô ý uống rượu. Bình thường tôi chỉ uống một ly là đầu đã tráng vắng. Chỉ là tráng vắng mà thôi, căn bản sẽ không say. Ai biết được tối ngày hôm qua, tôi uống hết một ly lại chẳng thấy gì. Cho nên đánh bạc uống thêm một ly thứ hai. Sau đó mọi chuyện là như vậy đó. Sau khi nói xong cô xoay mình lại Ngữ khí có một chút ủy khuất Coi như là học được một sàng con đi Về sau cùng lắm thì tôi không uống rượu nữa là được chứ gì Thật sự Anh thật sự sợ hãi Là cô sẽ bị tổn thương Bữa sáng là bữa ăn cực kỳ quan trọng Thầy cô chỉ tùy tiện ăn được một vài miếng Anh đang nghĩ xem lấy lý do gì Để gọi cô lại ăn xong bữa sáng Thì không nghĩ tới cô xoay người lại Còn cười híp mắt với anh nữa Có điều Nụ cười của cô cũng chỉ là ngoài cười mà trong không cười Lâm Gaga à, anh còn nhớ cô gái trên sân thượng ở quảng trường ngày hôm trước không? Chính anh đã hứa với người ta, sẽ làm cho tên cạn bã hôm nay, không thể kết hôn được đó. Nhớ rồi. Lâm Trinh cắt đầu, sau đó đột nhiên chế chế sang phần bữa sáng trên bàn của cô. Anh à, hết chỗ đó đi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đó. Khi nhờ vào người ta thì nhất định phải nghe lời của người ta. Cô ấy làm ra bộ mặt cười giả lạ. Đồ ăn do Lâm Gaga tự tay làm ngon như vậy, tôi đương nhiên là sẽ ăn hết rồi. Cô ấy chào hỏi mọi người ở trong công ty. Bước trên đôi giày cao gót 15 phân đi vào phòng làm việc của mình. nhanh nhàng, cây cởi áo khoác treo ở trên giá. Rồi sau đó ngồi vào bàn làm việc bắt đầu công việc của một ngày mới. Cháu đang đi chuẩn bị khảo sát thị trường. Không hiểu sao dạo gần đây, tập đoàn của chúng ta kinh doanh lại kém hơn so với trước kia. Chú hai của cô tuy rằng tuổi đã gần 50, nhưng nhìn qua cũng trẻ đến hơn 10 tuổi. Nghe cô ấy nói muốn đi thị sát thị trường. Ông ấy liền mỉm cười, mà cắt đầu nói để cho bảo quản lý chuỗi cửa hàng đi cùng với cháu vừa mới tiến vào một cửa hàng cô ấy bỗng nhiên đụng phải một cô gái tuổi cũng sắp xỉ với cô đột đồ trang điểm trong tay của cô gái đó toàn bộ đã bị đánh rơi xuống đất thật là xin lỗi cô gái đi đường lỡ mãi đụng phải cô ái cho nên cô ấy lễ phép nhận lỗi trước rồi quần quýt ngồi xổm xuống, xuống mà nhặt đồ lên không sao cả cô ấy cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống giúp cô ta thu dọn đồ cô ấy đứng lên nhìn theo bóng lưng của cô gái kia mà dững sờ thật sự rất giống gương mặt kia rồi cái mũi kia cái miệng kia rất giống tự như là hai giọt nước vậy trên thế giới này không thiếu gì hai người giống nhau đâu nhỉ vậy cô gái kia và mẹ của cô cũng chưa chắc là có quan hệ gì đâu nhỉ Lâm Trình và Ninh Vi báo cáo lại việc của cô gái trên sân thượng ngày hôm nọ Lâm Trình kia mềm ai sớm đoán được trước kết quả ngày này Ninh Vi nhíu mày lại ngày không phải đã sớm đoán trước được kết cục này rồi chứ Bắp chặt điều thuốc ở trong tay Cô ấy có một chút oán hận Nếu ngài đã biết như vậy Tại sao còn muốn quan tâm đến chuyện giúp cô ta làm gì Để cho cô ta tìm chết đi còn xong Chết hay không là chuyện của cô ta Chuyện của tôi duy nhất Chỉ là muốn cho cô ấy được an tâm Lâm Trình lơ đánh mà nhốn nhốn vai trả lời Lâm Trình nhớ mày suy tư một hồi lâu Rồi ngần đầu nghiêm túc mà nhìn Ninh Phi Cô sau khi rời khỏi đây Thông báo cho mọi người trong công ty biết Từ bây giờ trở đi Không được dùng nước hoa vơ sắt nữa Tôi người thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi. Nếu là bị đả kích gì lớn, Ninh Phi cũng không dám hỏi nguyên nhân, chỉ biết cung kính cật đầu. Dạ vâng ạ, bây giờ ngài muốn chuyển sang nhãn hiệu nào? Cô xin đi. Suốt cả một buổi sáng, cô ái đi khảo sát thị trường một vòng, rồi quay về phòng làm việc của mình. Đến buổi chiều, cô liền mở một cuộc họp hội nghị, bàn biện pháp nâng cao hơn nữa kết quả kinh doanh. Ở trên đường về nhà, tình cờ cô đi qua bên đường, thấy một nhà hàng bán cá nướng vừa mới khai trương. Nghĩ đã lâu rồi mình cho ăn cá nướng. Chỉ bằng ngày hôm nay, mua một ít rồi mang về nhà ăn. Cô biết mẹ cũng rất thích ăn cá nướng. Cặp mẹ ở nhà hàng này cũng là bình thường. Nhưng điều đáng chú ý là, cô nhìn thấy cô gái hồi sáng cô vừa mới đụng phải. Diện mạo giống mẹ cô như hai giọt nước. Đang nói nói cười cười gì đó rất là thân thiết với mẹ của cô. Cô ấy nhíu mày đầy nghi hoặc. Chậm rãi, đi đến gần Diệp Mỹ lâm Lúc đến ngay bên cạnh, cô bỗng nhiên vỗ nhẹ trên me vai của mẹ cô. Mẹ à, Nhóc con này đột nhiên xuất hiện muốn hủy chết mẹ sao hả? Còn biết có phải là do cô quá mức nhạy cảm hay không? Cô ái thế nhưng lại nhìn thấy được một điều hoảng loạn thoáng qua trong mắt của Diệp Mỹ Lâm. Chân tay của ba luống cuống không ngừng. Còn bé đó tên là Nãn Nãn, làm việc trong công ty của chúng ta, bán đồ trang điểm. Mẹ có gặp nó vài lần ở cửa hàng chi nhánh. Có người nói diện mạo của mẹ với con bé rất là giống nhau, thường xuyên qua lại nên cũng gọi là quen biết. Nhìn theo bóng dáng của mẹ mình cô ái nghi hoặc, Cô có cảm giác mẹ cô vừa rồi trả lời cô chỉ là có lệ. Hơn nữa động tác, cô bà đầy cánh tay của cô ra. Không hiểu tại sao lại khiến cho cô có cảm giác giống như bà đang rất cách mình vậy. Nhìn đồng hồ, Lâm Trình cũng hẳn là đã về. Anh cũng không phải là người kén chọn. Cô ai nghĩ món cá này thật là ngon. Như vậy nhất định sẽ hợp với khẩu vị của anh đi. Về đến nhà, cô thấy có mùi máu tươi thì gấp gấp chạy đi tìm Lâm Trình. Tôi ngửi thấy có mùi máu, anh bị thương sao? Đêm nay khi anh đang lái xe về nhà Còn cách cầm một đoạn ngắn nữa Thì bỗng nhiên có một vài ngày chặn đường Rồi sau đó bị thương Về đến nhà lo lắng cô ái biết chuyện thì sẽ sợ hãi Cho nên anh luôn nhốt mình ở trong phòng Không đi ra nữa Vào lúc Lâm Trình còn đang ngần người Đột nhiên nghe thấy tiếng cô ái nhắc đến lại một lần nữa Này Lâm Trình Anh bị thương có phải hay không hả Âm thanh của cô thực là ngọt Ngọt đến mức làm cho anh phiền toái Chỉ đáp lại qua loa một câu cho có lệ vừa rồi không cẩn thận đứt tay. Bây giờ không sao, cảm ơn em đã quan tâm. Ngay lúc Lâm Trình đang định đóng cửa phòng lại, cô ái đột nhiên dùng cả thân mình đổ lên cánh cửa. Ngay một giây sau đó cánh cửa phòng ngủ bị bật ra hết mức. Thưa cô ái nhìn thấy đầu tiên là vệt máu tích từng giọt từng giọt kéo dài từ bên cạnh cửa đến cạnh giường. Anh làm sao bị thương đến như vậy? Tại sao lại không chịu đi đến bệnh viện chứ? Trong tay cô ái còn đang cầm theo một hộp cá. Lúc này cô không để ý gì khác nữa thẳng tay ném hộp cá xuống đất, rồi sau đó đi đến bên cạnh Lâm Trình, muốn xem vết thương trên tay của anh. Cô ấy đến gần, Lâm Trình lại nhanh chân lui ra phía sau trước, tỏ rõ thái độ là không muốn để cô chạm vào mình. Nhìn cánh tay của Lâm Trình vẫn còn đang rỉ ra máu, hơn nữa lại thêm việc máu đọc ở trên sàn nhà. Cô ấy nhíu mày lại, làm sao cô có thể xoay người rời đi, mà kệ anh vào lúc này được cơ chứ. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy vào phòng của Lâm Trình. Ở trên giường, Lâm Trình có để một hộp thuốc cá nhân. Xem ra anh quả thực là dự định sẽ tự chữa thương cho mình. Cô giúp anh bơi thuốc thật là cẩn thận. Đầu ngón tay của cô lành lành. Khi chạm vào da thịt của anh, cảm giác thực là thoải mái. Có cô xử lý băng bó vết thương. Lâm Trình đột nhiên có một suy nghĩ. Hôm nay anh bị thương như vậy, coi như cũng là đáng giá. Cô ấy xuống giường quay lại nhìn Lâm Trình. Này Lâm ca ca, cầm tối ngày hôm nay để tôi nấu đi. Cô ấy quay đầu, lên nghe được lâm trình nói trên người tôi có mùi máu quá nồng tôi muốn đi tắm rửa một cái tắm ư vậy thì anh đi tắm đi cô ấy nhớ mày lên tôi bị thương làm cô không tiện cho lắm nghe thấy vậy cô ấy nhăn mặt lại anh có ý gì chứ chẳng lẽ anh muốn tôi tắm cho anh sao cô ấy nói xong thì hai mắt nhào lại mà nhìn lâm trình không nghĩ tới lâm trình thế nhưng lại mặt dày mà cật đầu vậy thì làm phiền cố tiểu thư rồi cô ấy kiên định lắc đầu cô nói xong ánh mắt thế nhưng lại không tự giác nhìn xuống nửa người bên dưới của Lâm Trình. Nhìn thao tầm mắt của cô ái, đang nhìn xuống phía dưới của mình. Lâm Trình có một chút buồn cười, có mấy cái lên trán của cô. Em đang nghĩ cái gì thế hả? Cô ái mặt đỏ lung túng, lấy tay xa xa, xa cái trán vừa bị anh gõ mà vụng vụng. Tôi nào có suy nghĩ lung tung gì cơ chứ? Sau khi nói xong thì cục đầu xuống, nhưng ngay lúc đó cô bỗng nhiên cảm giác có một cánh tay đang ôm eo của mình. Rồi sau đó Lâm Trình lại dùng tay còn lại mà bế cô lên bị anh bé lên như vậy. Cô ái theo bản năng ôm lấy cổ của anh cho khải ngã. Hai mắt hoàng hốt mà nhìn anh. Này Lâm Trình, anh muốn làm gì vậy? Bên tay truyền đến âm thanh trầm thấp nam tính. Mang em, đi giúp tôi tắm rửa. Ông cô vào bên trong phòng tắm. Lâm Trình nhìn thấy hai cỏ máu của cô ái đỏ bừng bừng. Cô tiểu thư à, làm phiền em giúp tôi cởi đồ. Anh nhìn thấy cô ái đáp lại mình bằng một cái liếc mắt cơm cơm. Nhưng sau đó vẫn không dám nói một lời nào cả. Mà ngoan ngoãn giúp anh cởi cúc áo thắt lưng. Đừng có liếm môi. Anh nghĩ quá lắm cũng chỉ là nhờ cô ái lau phần người trên. Còn phần người dưới sẽ không có phản ứng gì quá đáng. Nhưng điều anh không nghĩ tới. Ngay lúc cô ái đang giúp anh cởi bỏ cúc áo kia. Thừa phía dưới kia thế nhưng lại cứng rắn đứng dậy một cách đáng xấu hổ. Mà vừa rồi xem cô liếm môi. Lâm Trình chỉ cảm giác một ngọn lửa dục vọng trong cơ thể của mình. Đang hừng hực theo đốt. Lâm ca ca à. Anh có thể dừng việc thở dốc như thế này lại có được hay không? Còn biết có phải là bởi vì bầu không khí trong phòng tắm quá mức ái muội hay không? Sau khi cô ái nhìn thẳng vào mắt của người ta, rồi thế nhưng lại không hề rời đi, mà nhìn chăm chăm vào đó. Cũng còn biết có phải là do Lâm Trình quá mức đẹp trai hay không? Nhìn vào mắt của anh, cô ái bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn kĩnh chân lên hôn anh. Lúc này cô ái không hề e dè mình nhìn, mà xuôi quỷ khiến. Lâm Trình thế nhưng lại cúi đầu hôn xuống môi cô. Đến lúc môi của hai người chạm vào nhau, cô ấy chỉ cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên trống rỗng. Cô không còn nghĩ được bất cứ chuyện gì được nữa, chỉ muốn đáp lại nụ hôn của anh. Cũng không biết hôn bao lâu, cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân cô nóng khó chịu, thân thể lại như không có một chút sức lực nào cả. Hơn nữa cũng không biết là từ khi nào cô vậy mà hai chân của mình lại vòng trên eo của Lâm Trình. Cô rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó cứng rắn chạm vào giữa hai chân của mình thật là khó chịu. Cô ái hét lên một tiếng Rồi sau đó đột nhiên tỉnh táo lại Nghe thấy cô ái kêu lên Lâm Trình cũng vội vàng dừng tất cả động tác của mình lại Chúng, chúng ta Anh mau thả tôi xuống đi Cô ái quấn bách mà quấy đầu nói Lâm Trình luống cuống tay chân xấu hổ cật đầu Nhẹ nhàng để cho cô đứng vững Ở trên sàn nhà Ai ai à, anh xin lỗi Âm thanh của Lâm Trình thực là ôn nhu Ôn nhu đến mức làm cho cô ái không biết nên nói gì Chỉ biết ngượng ngùng mà cật cật đầu Tôi ra ngoài trước đây sờ lên cánh môi vừa mới hôn cô. Lâm Trình chua sắt mà mỉm cười. Rốt cuộc là phải làm thế nào mới có được trái tim của cô đây? Ra khỏi phòng tắm, cô ấy há hốc miệng mà thở dốc hồn hình Đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô nha. Nhưng mà nhìn xuống phía dưới vẫn còn mặc quần trên nghiêm chỉnh. Cô ấy thở phào một hơi. Cũng may là còn đêm đầu tiên. Cảm giác bụng mình hơi đói. Ngoài phòng khách tối đen như mực, cô ấy lọ mọn đi vào phòng bếp. Mở đèn lên, ở trong này sạch sẽ xem ra Lâm Trình không hề nấu ăn. Hôm nay anh chảy máu nhiều như vậy còn chưa ăn cơm tối. Có khi nào bị đột tử hay không nhỉ? Sau khi từ phòng tắm đi ra, rồi quay lại phòng ngủ của mình, cũng không biết có phải bởi vì mất máu quá nhiều hay không. Mà Lâm Trình lúc này cảm thấy đầu của mình đau đau chóng váng, vừa ngã vào giường, liền chìm vào trong giấc ngủ mê man. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai anh chợt vang lên tiếng chuông di động dồn dập. Xin chào tiên sinh, Xin hai ngài có yêu cầu phục vụ gì đặc biệt hay không? Lâm Trình nghe xong thì nhớ mày lại. Số máy này ngoài mẹ nhỏ và cô ấy biết ra, thì hẳn là không có người nào biết được. Vị nhân viên phục vụ đặc biệt này làm sao mà có được chứ? Anh đang nghĩ thầm, lại nghe tiếng của người phụ nữ trong điện thoại truyền đến. Tên sinh à, anh đã dùng bữa tối chưa? Bên này chúng tôi có cung cấp một bữa tối cực kỳ có dinh dưỡng đó nha. Vậy thì cô gái này ắt hẳn là cô ai đi. Phục vụ đặc biệt thì tôi không cần. Bữa tối dinh dưỡng cũng vậy, Tôi ăn tối rồi, cảm ơn cô. Cúp máy xong Lâm Trình lại tự mình đa tình. Cô quan tâm tới anh như vậy, có phải là cô đã bắt đầu có một chút thích anh rồi hay không? Nằm ở trên sofa ngoài phòng cách, cô ấy nhìn nhìn di động liền bấm số gọi cho Sally. Cô đem chuyện đã xảy ra trong phòng 8 ngày hôm nay, kể hết từng chi tiết một cho Sally nghe. Vừa nói xong bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thét kinh hãi của cô ấy ở đầu dây bên kia. Cậu thiếu một chút nữa là thất thân ư. Lâm Trình chưa sát cười, anh vừa định đẩy cửa đi ra ngoài đó xem cô ấy đang làm gì, nhất thời sững người lại. Tuy rằng là bảo vệ được cái đó, nhưng mà nụ hôn đầu tiên của mình mất đi rồi. Mình vốn dĩ muốn tặng nó cho người mình yêu luôn, ai biết được người khác lại chiếm mất chứ. Tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, cô ấy không ngừng lại nhảy, vỗ vỗ vào đầu rồi nói tiếp. Mấy ngày sau này, mình phải tìm cớ về nhà trễ một chút. Tranh thủ không chạm mặt với Lâm Trình, biết đâu anh ta lại túm mình vào, bảo mình giúp anh ta tắm rửa thêm một lần nữa thì e rằng mình sẽ mất cả chì lẫn chài hết đi cô muốn trốn tránh anh sao nhìn vào người ở trong gương với vẻ mặt thất vọng tới cực điểm lâm trình căm giận vùng tay đấm mạnh vào gương lâm trình à đừng tự mình đa tình nữa có được hay không ở trong lòng của cô ấy mày cùng lắm cũng chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao thôi cô ấy đối tốt với mày quan tâm cũng mày chỉ là bởi vì cô ấy là một người tốt bụng đừng có thể ao tưởng rằng mày và cô ấy sẽ có một cơ hội hãy nhanh chóng tỉnh lại đi ở trên người của Lâm Trình có vết thương cần được bồi bổ. Tối ngày hôm qua cô nấu cho anh một bữa tối. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay, cô ái cố ý dậy thật là sớm, làm cho Lâm Trình một bữa sáng vô cùng đầy đủ. Lâm Trình giống như nhớ tới chuyện gì cắt tiếng. Mấy ngày này tôi phải tăng ca. Có lẽ sẽ về nhà rất muộn. Buổi tối em tự nấu cơm cho mình, không cần phải lo cho tôi. Anh nói xong mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Ninh Phi đề cơ phòng làm việc của Lâm Trình. Nhưng một giây tiếp theo, cô phải vội vàng lấy tay bịt mũi của mình lại. Bởi vì trong phòng của anh khói trắng lợn lờ, mùi thuốc ná nồng nặc đến mức cay mũi. Lâm chuẩn ở bên kia, như thế nào rồi? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Trình vang lên. Dạ, vài ngày trước, tôi đã sắp xếp cho người dụ dỗ hắn ta vào sòng bạc cá cược một phen, để cho hắn ta kiếm một chút hơi. Với tính tình tham lam ham tiền của hắn ta, sau này nhất định sẽ trở thành khách quen của sòng bạc này. Ninh Phi nói đến đây thì cợt cười cợt để khiến hắn rơi vào bước đường không còn có một mảnh đất cắm rồi. Bất quá chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi ạ. À. và Vậy thì mau chóng giải quyết hắn ta đi. Đi vòng qua chiếc ghế dựa của mình, Lâm Trình đột nhiên cầm lấy chiếc phi tiêu ở trên bàn, sau đó hùng hăng ném về phía ảnh chụp của Lâm Chính Phong dán ở trên tường. Lâm Chính Phong, ông cho mắt mà xem, tôi đàn Lâm Thị của ông bỏ vào túi như thế nào. Đêm nay cô ái sau khi lê lết cây chân đo về nhà, nghĩ bụng có lẽ vẫn là ăn mì tiếp. Tuy rằng chân của cô bị trật khớp, nhưng nghĩ đến sáng sớm ngày hôm nay, thẩm luật ngôn đưa cô đi đến bệnh viện, lại còn ôn nhu săn sóc ở bên cạnh cô. Cô liền cảm thấy thực là vui vẻ, thực là hạnh phúc. Khi cô vừa mới xoay người lại, thì lên nhìn thấy Lâm Trình về đến nhà. Lâm Trình vừa đẩy cửa vào nhà, mùi mì sợi nồng đậm bay vào trong mũi của anh. Anh không khỏi trao mày lại, chưa nói một lời nào đã đi thẳng đến trước mặt của cô ấy. giành lấy nồi mì của cô rồi đổ sạch vào trong thùng rác. Này này, anh đang làm cái gì thế hả? Nhìn nồi mì đáng thương của mình bị ném đi không thương tiếc Thì cô ái kinh ngạc Có một chút tức giận mà nhìn anh Đồ nồi mì xong Anh xoay người lại Trở mắt với cô ái đang cực kỳ phẫn nộ Lâm Trình bước nhanh đến bên cạnh cô cúi đầu kè sát vào cô Mặc cho lợi giận của cô đang sang trào Này cô ái Năm nay em đã 24 tuổi rồi Là người trưởng thành rồi Chăm sóc cho bản thân như thế nào Em cũng phải tự biết chứ Đừng lúc nào cũng khiến tôi phải quan tâm đến em như vậy có được hay không hả? Mắt lất qua chỗ mắt cá cá nhân của cô Lâm Trình tiếp tục nói Buổi sáng Để thầm lật ngôn đỡ em Cho nên cô ý giả vờ chặt chân cô đúng hay không Cô ấy à Bởi vì đến gần người em yêu Em thật đúng là chịu khổ thật đó Nhìn cơ mặt đen tôi của Lâm Trình Lại thêm ngữ khí lạnh lùng của anh trách cứ mình Cô ấy có một chút buồn cười Lùi về phía sau mấy bước Bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn khiêu khích mà nhìn anh nói Lâm Trình à Anh đang xen vào chuyện của người khác quá rồi đó Tôi muốn như thế nào thì đó là chuyện của tôi. Không phiền đại nhân anh lo lắng đâu. Lâm Trình nghe vậy thì lạnh lùng đáp lại. Đúng vậy. Tôi đúng là kẻ, là muốn bị coi thường mà. Về sau em làm gì, tôi cũng sẽ không thèm quan tâm nữa. Nghe cánh cửa đóng rầm lại một tiếng thật mạnh. Cô ái vẫn nộ ngồi vịt ở trên ghế. Đem chuyện vừa rồi nói cho Sally nghe. liền nghe thấy tiếng của cô ấy cười trong điện thoại. Lâm Trình quan tâm tới cậu như vậy. Không lẽ anh ta thích cậu sao? Mắt đất qua, tờ lịch để ở trên bàn, khóe miệng của cô ánh nhích lên. Nếu như cô nhớ không nhầm, ngày sinh của anh ở trong giấy tờ đăng ký kết hôn, hẳn là còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của anh rồi đi. Cô chuẩn bị cho anh một món quà, xem như là nhận lỗi vậy. Nhưng mà mua quà gì sẽ được nhất đây nhỉ? Cô ai chống cảm suy nghĩ, nước hoa và sắt có được không nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng chính là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của mẹ anh. Giữa chờ lâm trình kéo một cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa cầm trướng, rồi lái xe đến khu mộ ở ngoại thành, đứng ở trước mộ của mẹ anh, nhìn tấm ảnh của mẹ anh được khắc ở trên bia mộ, hai mắt của Lâm Trình bắt sắc đỏ lên. Khi anh 12 tuổi, công việc của mẹ anh càng ngày càng trở nên bận rộn hơn, lúc nào hết. Không thể mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc cho anh tự như là lúc trước, mà mới 5 giờ sáng đã đến công ty, đêm nào cũng thức tới tận khuya 2, 3 giờ, về để cho anh học tập thật tốt, mẹ gửi anh ở lại trường ngày anh nhập học thời tiết rất là không tốt sầm chấp đùng đùng rồi mưa tầm tã anh vốn dĩ muốn tự mình đi báo danh nhưng mẹ anh nhất quyết muốn được đưa anh đi đúng lúc hai mẹ con băng ngang qua đường một chiếc xe phóng nhanh về phía hai người mẹ bởi vì cứu anh đã bị chiếc xe đó cán qua ngay tại chỗ mấy năm nay mỗi khi trời có sấm sét mưa một bàn đó cứ như tái hiện trước mắt của anh càng người mẹ đầy máu me be bét cảnh tượng đó khiến anh đau lòng đau đến mức chết đi sống lại đầu ăn ẩn đau lâm trình không muốn nhớ thêm về những chuyện cô nữa anh nhìn tấm bia mộ của mẹ mình trong lòng thầm nói mẹ à con phải về rồi lâm trình cũng không biết sốt sọc đường đi của mình anh đã nghĩ đến những gì sau cùng anh không lái xe về công ty nữa mà là quay về nhà chờ đến khi anh bừng tỉnh thì xe của anh đã đỗ ở trong sân nhà mình mưa vẫn bay bay anh tha dọc theo lối đi bộ bờ hồ cả nhà đột nhiên có một chiếc ô được che trên đầu của anh Lâm Trình quay đầu lại, lên nhìn thấy cô ái, trong tay đang cầm theo một chiếc ô màu phấn hồng, đứng ở bên cạnh anh từ lúc nào. Thấy anh quay người lại thì cô ái nhún tay. Lâm Trình à, tôi không nghĩ anh cư nhân lại có hứng thú là toàn bộ giấy mưa đó. Lâm Trình để ý, cây dù trong tay của cô phần lớn là nghiêng sang che cho anh. Cô thực là ấm áp, ấm áp tự như là một vầng thái dương vậy. Lâm Trình khẽ cười rồi vươn tay nhận lấy chiếc ô cô đang cầm. Sau đó thực là tự nhiên mà che cho cô Cảm ơn em Lâm Trình à Tôi biết tôi hôm qua Anh nói những lời đó với tôi Là bởi vì muốn tốt cho tôi Mà tôi lại còn đóng tính to tiếng với anh Tôi thật là xin lỗi Nhìn thấy cô thành cần nhận lỗi về mình như vậy Lâm Trình không tiếp lời của cô Mà chỉ mỉm cười dịu dàng Đột nhiên được cô khoác tay của mình Lâm Trình chỉ cảm thấy toàn thân bỗng cứng đời ra Lâm ca ca Anh đừng chỉ lo che dù cho tôi có được hay không hả Nơi người của anh đều bị ướt mưa rồi kia kìa. Cô ấy nói xong, ôm lấy cánh tay đang cầm ô của anh. Tôi đến gần anh một chút, anh che ô cho cả mình nữa là được rồi, hai chúng ta không phải là ai phải ướt người nữa. Lâm Trình nghe không nhịn được muốn bật cười, rồi ngay sau đó anh đã cười thành tiếng. Cô ấy nghe thế vậy thì nhăn mày lại. Này Lâm ca ca, anh đang cười ngốc nghếch cái gì vậy chứ, chúng ta mau trở về nhà đi. Lâm Trình lại cật đầu ưng một tiếng, muốn che giấu đi ý cười của mình. Nhưng nụ cười trên môi của anh lại càng đậm hơn. Lâm Ca Ca, cả người của anh đều ướt hết cả rồi. Anh mau đi tắm nước ấm đi, để tôi đi nấu cho anh một bát canh cừng nhé. Vừa mới vào đến nhà, Lâm Trình đã bị cô ấy đẩy vào trong nhà tắm. Anh cũng không đến nỗi là yếu ớt như vậy. Lâm Trình bật cười. Tôi không sao cả, chỉ là một chút mưa nhỏ không đáng kể. Em không cần phải nấu canh gừng làm gì. Nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh mau đi đi. Cô ấy nói xong thì đeo tạp tê đi vào trong phòng bếp. Lúc anh uống từng ngộm canh, cô ái vẫn ngồi đối diện mà nhìn anh. Bị cô nhìn chăm chăm như vậy, Lâm Trình cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đành phải nâng mắt đáp lại cái nhìn của cô. Em có chuyện gì sao? Anh có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Lâm Trình lắc đầu rồi trả lời. Không biết. Nhưng anh không nghĩ tới, anh vừa trả lời cô xong, thì cô ái thế nhưng lại lôi ra một hộp quả nho nhỏ có rất là đẹp, rồi đưa sang cho anh. Sau đó anh lại nghe thấy cô nói, Sinh nhật vui vẻ Cô ấy vậy mà biết hôm nay là sinh nhật của anh sao Lâm ca ca Anh mau bóc quà ra đi Xem có thích hay không Tôi nghĩ nhất định anh sẽ thích nó Cô ấy chống còng cười tùm tìm nhìn anh Chỉ cần là do cô tặng anh đều sẽ thích Quà của cô tặng anh chính là nước hoa vơ sắt Nước hoa vơ sắt chính là thứ mà anh đang cam kết nhất Lâm Trình cảm thấy chính mình Nhất định là bởi vì can tuông làm cho phát điên lên rồi Bởi vì anh đắp lại cô bằng một nụ cười lạnh lùng Cô tiểu thư à Nước hoa này có phải lúc trước Vốn là muốn đem tặng cho thầm luật ngôn Nhưng sau khi không đem tặng đi được Cho nên đem nó tặng cho tôi có phải không? Sau khi nói xong Anh liền nhìn thấy cô ái sững sờ Lập tức sắc mặt đại biến Này Lâm Trình, anh đang nói gì vậy? Quà này hôm nay tôi mới đi mua Anh nói cũng thật là buồn cười Trong đầu của anh tôi là người buồn xỉn như vậy sao hả? Lấy quà của người khác tặng cho anh chứ Nhìn theo bóng dáng của cô rời đi Lâm Trình cảm thấy mình thật đúng là một tên con kiếp Sinh nhật của Tiểu Trình Sa Rất nhiều người mong được đến dự Bây giờ là 7 giờ tối Lâm Trình đang ở trong tiệc sinh nhật ở Mỹ Sắt Trong nhà chỉ còn một mình cô ái Cô ái vô cùng buồn chán Mở laptop ra lên mạng Cô đăng nhập vào tài khoản trò chuyện Đã thấy con bé sang sang kia Đột nhiên gửi tới một biểu tượng chú ý qua Sau đó là lời mời chat video Cô ái nhíu mày lại Chấp nhận Lên thấy sang sang trưng ra một mặt cười chào cô Ai ai à cậu đang làm gì thế Lên mạng Ừ, ai ấy à? Tâm trạng của cậu hình như là không tốt lắm nha. Làm gì có, rất là tốt mà. Cô ấy nói xong lại còn miễn cưỡng bày ra một nụ cười. Nhưng kỳ thật tâm tình của cô thật sự là không tốt. Nhờ tới chiều nay sau khi cô tặng quà cho Lâm Trình, nhưng anh lại bày ra bộ dạng kia. Cô liền cảm thấy tức giận không thôi, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể đem anh xe thành tám cối Vừa rồi nói chuyện cùng với Giang Giang, nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam được khoác trên người cổ cô ấy. Cô ấy đột nhiên cũng rất muốn được mặc một chiếc như vậy. Cô nghĩ Lâm Trinh không biết khi nào mới về. Cho nên cô ấy ran ra ran rén, lèn vào trong phòng ngủ của Lâm Trình Rồi sau đó mở tủ quần áo của anh ra, lấy một chiếc áo. Cầm chiếc áo sơ mi của anh. Cô ấy hoa tay mưa chân mà ướm thử trên người. Trên giường trơn lớn mềm mãi sạch sẽ của anh. Còn biết như thế nào, cô ấy cầm áo mà trào thẳng lên. Nằm ở trên giường của anh cảm giác cũng là công tệ, rất là thoải mái. Cô ấy sụt xịt cây mũi, ở trên giường của anh có một mùi hương nhẹ nhẹ rất là dễ chịu, mà hương vị này hình như là nước hoa cô di. Vốn định cầm chai nước hoa cô di hít thử một hơi, nhưng khi cô vừa chạm đến thân chai, bỗng nhiên cô nhìn thấy trên bàn của anh, thế nhưng đặt một khung ảnh có cô. Lờ đánh nhìn vào khung hình, cô ái chật chật một tiếng. Phải mau mau thay chiếc này vào, chụp vài tấm ảnh mới được. Tâm tình của anh lúc này qua thật đúng là không tốt. Nghe đến buổi chiều ăn cho giọng có ái, thì trong lòng của anh càng thêm phiền muộn hơn. Cho nên cũng không nắn lại quán ba bị sắt này thêm nữa. Anh liền ra cửa lái xe về nhà. Đẩy cửa nhà ra, đi vào phòng khách. Anh không thấy bóng dáng của cô ái ở đâu, nhưng lại nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình bị mở hẳn ra. Anh chậm rãi đi đến phòng ngủ của mình. Sau khi đứng ở trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Cô ái đang nằm ở trên giường của anh, mặc áo sơ mi của anh, tạo dáng, chụp đủ các kiểu hình ngay tại lúc cô đang lẻ lẫy mỉm cười ngọt ngào, bày ra tư thế để chuẩn bị chụp một tấm ảnh khác. Thì vô tình thoáng nhìn thấy Lâm Trình, đang khoanh tay trước ngực, tự người ở trên cửa nhìn cô không đổi sắc. Cô ái quẫn bách lúng túng, xấu hổ đứng lên cười gượng hai tiếng chào Lâm Trình. Nhìn đống nội ý của mình ở trên giường của anh, cô ái mặt nhăn nhóm lại. Dù sao chuyện cũng đã làm rồi, nói như thế nào cũng là vô ích, đành phải cúi đầu xuống. Tôi xin lỗi, tôi, tôi sai rồi. Quấy đầu mãi mỏi cổ muốn chết Thấy anh lại không lên tiếng Nên có ai lấy can ngước mắt lên nhìn anh một cái Thì bỗng nhiên thấy Lâm Trình đang cười Bước xuống giường đi đến bên cạnh anh cô nói Này Lâm Trình Không được anh cho phép mà đi vào phòng của anh Lấy đồ của anh Còn làm giường của anh bừa bộn như vậy Tôi chân thành nhận lỗi Tôi xin hứa sẽ là không có lần thứ hai như thế nữa đâu Mà giường của anh tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi Áo cũng vậy Tôi tặng cố tiểu thư một chiếc áo sơ mi coi như là đáp lễ. Có thể thưa có thể bỏ một chút thời gian Để dạo trung tâm mua sắm Cùng tôi mua một chiếc áo mới hay không Nghe anh nói muốn mua một chiếc áo mới Cô ấy biểu môi Rõ ràng là ghét cô mặc áo qua rồi còn nói Nhưng mà người ta ghét cũng phải thôi Cô ấy đành phải thuận theo Tôi đây rồi Anh chờ tôi đi thay đồ rồi đi cùng với anh Chờ đến khi cô ấy thay quần áo xong Hai người cùng xuống vai đi đến trung tâm thương mại Hôm nay Quả sinh nhật ý nghĩa nhất anh nhận được chính là cô có thể đi dạo phố cùng với anh. Sau khi mua quần áo xong cho anh, vừa mới đi tới cửa thì Lâm Trình đột nhiên bị một cô gái trẻ kéo lại. Lâm ca ca, gặp anh ở đây thật là tốt. Người này chính là cháu gái Lục Lục, tên là Lục Sách Sách. Cô ấy nói xong lại còn kêu khích quay sang nhìn cô ấy mà hư một cái. Cô ấy đang có một chút hờn dỗi. Đột nhiên Lâm Trình kéo qua cô một phen. Ngay sau đó, cô đã bị anh ôm vào trong lòng. Sách Sách à, làm quen một chút đi. Đây là vợ của anh, chị dâu của em. Cô nhìn thấy sau khi Lâm Trình nói xong mấy lời này, thì sắc mặt của Lục sách sách nhất thời rất là khó xem. Sau khi đáp vâng một tiếng, rồi gọi một tiếng chị dâu, lên vắt tay chào Lâm Trình rồi rời khỏi. Làm gì mà lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi như vậy chứ? Tôi nào có chứ? Cô ai nói xong thì nghi hoặc nhớ mày. Cô gái kia nhìn qua, chúng chỉ chừng có 17-18 tuổi. Anh chính là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó. Em ghen sao? Làm sao có chuyện đó được chứ? Kỳ thật trong lòng cô vừa rồi Đúng là có một chút can tuông Cô ái âm thầm phủ nhận Nhất định là ảo giác Nhất định là ảo giác thôi Còn đường sau cơn mưa sạch sẽ hơn Cô ái đang thoải mái vui vẻ trò chuyện chơi riêng của mình Không may dẫn phải một hòn đá Càng người bất chợt loạn trạng. Vốn tưởng rằng sẽ ngã ngay sau đó Nhưng không nghĩ tới ngay tại lúc này Cô cảm giác mình sắp nằm đau đường Thì thắt lưng của cô được một đôi bàn tay mạnh mẽ Chăn chắc ôm lấy Hai bàn tay thật lớn thật là ấm áp rồi sau đó giúp cô đứng vững lại. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng mình sắp ngã xuống rồi cơ chứ. Lâm Trình không đáp mà chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô. Lâm ca ca, bạn gái của anh nhất định sẽ rất là hạnh phúc. Lâm Trình nhíu mày lại trả lời. Tôi vẫn chưa có bạn gái. Nghe thấy vậy thì cô ấy nghi hoặc. Vậy người mà anh thích kia, bây giờ vẫn còn chưa phải là bạn gái của anh sao? Còn chưa theo đuổi được cô ấy. Cô ấy làm bộ nghiêm túc mà vỗ vai của Lâm Trình. Hôm nào, anh hẹn cô ấy ra ngoài gặp tôi một lần đi Tôi sẽ giúp anh hiến kế Sau khi nói xong cô lại vỗ ngực của mình Anh đừng có quên Tôi chính là nữ MC chương trình tư vấn tình cảm nha Hai người trầm mặc đi tiếp Cô ấy đột nhiên dừng lại Quay sang nhìn thẳng vào Lâm Trình Lâm ca ca Ngày hôm nay anh còn thiếu tôi một lời xin lỗi đó Lâm Trình sừng sốt tiện đà mỉm cười Xin lỗi em bởi vì chuyện kia Một câu nói như vậy vẫn còn chưa đủ đâu Thế nhưng bàn tiểu thư tôi đây Chính là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân nên tôi tha thứ cho anh đó. Nhìn bộ dạng trẻ con của cô ấy như vậy, Lâm Trình cương chiều xoa đầu của cô. Đúng là cô bé ngốc. Ngã từ đường đằng kia có bán khoai lang nướng, mùi thơm ngào ngạt bay khắp bốn phía. Cô ấy dùng sức hít hít cái mũi của mình. Thật là muốn ăn quá đi. Lâm Trình còn chưa kịp có phản ứng gì, lên từ cô chạy tới trước sạp bán khoai lang. Chờ đến một phút đồng hồ, đã thấy cô mang đồ ăn về trước mặt của anh. Nè, cho anh một nửa lâm trình cười cười nói vậy tôi cảm ơn món quà này của em buổi trưa khi anh đang học cô gọi đến hỏi anh đã ăn cho chưa, chưa nếu như anh vẫn chưa ăn vậy thì để tôi mang cơm đến cho anh có được hay không cô muốn tới để đưa cơm ư ừ. lâm trình cảm thấy mình có một chút thụ sùng nhược kinh anh ngồi thẳng thất lưng lại đắp một tiếng được bỗng dưng tốt bụng đưa cơm đến lâm trình nghĩ cô nhóc kia chắc hẳn là có muốn chuyện muốn nhờ vả anh đây khi anh đang nghĩ ngợi cô ái nói anh đang học Vậy mọi người ở đó cũng chưa ăn cơm có phải không? Để tôi mang đến cho bọn họ luôn nhé. Lâm Trình gật đầu đáp một tiếng được. Sau khi cúp máy, Lâm Trình lại nhìn mấy nhân viên trong phòng học cùng với mình, nói Bây giờ tan học, nhưng mà mọi người không cần phải đi mua cơm, có người mời khách. Nhìn bộ dạng ý cười ra sao của Lâm Trình, Ninh Phi cười khổ. Là cố phu nhân sao ạ? Đó là điều đương nhiên. Tan học, Lâm Trình cười đắc ý. cơm cô ấy mua ăn rất là ngon. Ngồi trong phòng làm việc của mình, Lâm Trình ăn được một miếng cơm ngẩng đầu liền nhìn thấy cô ái đang nhìn mình chằm chằm Anh đành nói Nói cho tôi nghe xem Em có chuyện gì có phải không hả Hiện giờ tuy rằng Tôi đứng ra phụ trách việc kinh doanh của công ty nhà tôi Nhưng về mặt tài chính Cũng không phải do tôi quyết định Cái đó do ông nội của tôi quản lý Mà tôi không muốn xin tiền của ông nội Và lại khoai tiền này tôi cần gấp Cho nên Nói tới đây cô cúi đầu xuống Tôi sẽ trả lại đầy đủ mà Tiền lông bây giờ của tôi là 20 vạn Mỗi tháng tôi sẽ trả cho anh một ít Trong vòng năm nhất định sẽ trả thăm cho anh Cho em mượn tiền Thì không thành vấn đề Nhưng tôi muốn biết Em dùng số tiền đó vào việc gì Nhìn xem bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của cô Lâm Trình nhíu mày nhìn cô không rời Ngữ khí có một chút kiên định Nếu em không nói mục đích Tôi sẽ không cho em mượn tiền đâu Thôi bỏ đi Tôi đi tìm cách khác vậy Làm phiền anh rồi Cô ái đứng dậy nói Thấy điều nghi hoặc ở đây anh nên bắt Ninh Phi đi điều tra. Ninh Phi cũng vội vàng cật đầu. Tôi sẽ nhanh chóng đem kết quả điều tra về cho ngài ạ. Sau khi điều tra xong, cô ấy bước vào phòng của anh, rồi cập ngừng cất tiếng nói. Về thần luật môn kia tôi đã điều tra được một chút. Cô nói đi. bối cảnh gia đình của anh ta cũng không hùng hậu. Anh ta mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi lớn lên. Nhưng mẹ của anh ta chỉ là một công nhân bình thường, cho nên trong nhà cũng không có điều kiện lắm. Sau khi học lên sơ trung cấp 2, anh ta đã vừa đi học vừa đi làm. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi thẩm luật ngôn tiếp một trung học, anh ta lại được xuất ngoại sang Mỹ học thiết kế thời trang ở một trường học vô cùng danh tiếng. Lâm Trình gật đầu thúc giục. Nói tiếp đi. Sau khi anh ta tốt nghiệp học viện thời trang, anh ta trở về thành phố S. Sau đó thế nhưng lại mở được một văn phòng làm việc cực kỳ xa xỉ. Cho nên tôi nghĩ sau lưng của anh ta, át hẳn là có người giúp đỡ. Thế nhưng vẫn chưa điều tra được người đó là ai sao? Cô ấy vừa lái xe vừa sâu não than thở Nhớ tới lâm trình cô không khỏi Nhằn nhằn môi mà hậm hực Đúng là uổng công tôi mời anh bữa chưa. Tôi cũng không phải là mượn tiền không trả mà Đang lúc buồn bực thì điện thoại đột nhiên đổ chuông Đeo tai nghe vào rồi nhận máy Trong điện thoại là một người phụ nữ xa lạ Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc Cho nên cô ấy từ công ty của Lâm Trình Đi ra liền lái xe về công ty của mình Trên đường đi có một đoạn đường xuống dốc Khi xe chạy đến sân núi cô ấy chuẩn bị đạp phanh giảm tốc độ nhưng chân phanh của cô dường như không có tác dụng cô ấy vô cùng kinh hãi chỉ thấy xe của cô lao đảo càng lúc càng chạy nhanh sợ độ phải người khác cô ấy chỉ còn cách lao vào một gốc cây đại thụ ở bên đường cô thét lên một tiếng rồi sau đó xung quanh cô chỉ còn là một mảnh tối đen như mực bên kia điện thoại người phụ nữ dường như nhận ra bên này không ổn không ngừng gọi to cô ấy đi cô ấy đi à cái gì cô ấy gặp tai nạn bây giờ đang nằm trong bệnh viện sao được, tôi lập tức sẽ qua đó. Xe chạy nhanh hết mức. Nhưng lúc anh chỉ còn cách cổng bệnh viện khoảng 300 mét, thì đột nhiên có một cô gái trẻ lao ra trước mũi xe của anh. Lâm Trình bị làm cho phát hoảng, lập tức phanh gấp. Cô gái ngẩng đầu lên nói. Nhưng khi Lâm Trình nhìn thấy diện mạo của cô ta, thì nhất thời nhíu mày lại. Cường mặt của cô gái này thật sự rất giống mẹ của cô ấy. Cô theo tôi tới bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tôi cũng đúng lúc phải đang đến đó. Tôi có thể đưa cô đi hàn nạn nẵn sau khi được anh kéo lên theo bản năng phủi đã bụi đất ở trên người cào cào mái tóc mà cười nói tôi thật sự không có về gì không cần phải đi đến bệnh viện đâu anh không có đụng vào người của tôi mà anh đưa danh thiếp cho nạn nẵn rồi đi tìm cô ái sau khi đi theo chiếc xe lao đi hàn nạn nẵn nhận lấy tâm danh thiếp đánh giá một lượt lâm trình cô ta tự nhận mình không phải là một đứa con gái háo sắc nhưng vừa rồi quả thật lâm trình đã làm cho cô ta rung động lâm trình chân trước vừa đuổi tới bệnh viện Ngày sau đó mẹ của cô ấy là Diệp Mỹ Lâm cũng đã tới. Lâm Trình vừa định hỏi bác sĩ, tình hình của cô cô ấy như thế nào? Thì Diệp Mỹ Lâm đã nhanh miệng hỏi trước. Bác ấy à, con gái của tôi như thế nào? Con bé không sao chứ? Có phải truyền máu hay không? Nếu phải truyền máu thì lấy máu của tôi đi. Bác sĩ mỉm cười cắt tiếng. Cô phụ nhân, lần tiên sinh. Hai người không cần phải quá mức lo lắng đâu. Cô tiểu thư như cô ấy, phúc lớn mạng lớn. Chỉ là bị chấn động não nhẹ. Ngoài ra cũng không bị thương ở nơi nào nữa. Nghe bác sĩ nói như vậy, thì Lâm Trinh nhất thời nhẹ nhàng mà thở ra. Khi hai người bọn họ đang ở bên trong phòng, cô ái nằm ở trên giường bệnh, đeo tai nghe headphone nghe nhạc, tay bóc cam trông rất là vui vẻ. Nhìn thấy hai người đến thì cô ái cười hì hì. Mẹ và anh đến đây sao? Nhìn nước mắt của mẹ thì cô ái nhất thời luống cuống. Mẹ à, con xin lỗi mà. Sau này con nhất định sẽ lái xe thật là cẩn thận mà. Nhìn hình ảnh hai mẹ con cô ái yêu thương ôm lấy nhau, lâm trình đứng ở một bên chỉ biết im lặng mỉm cười cô quay sang nhìn lâm trình một cái đột nhiên làm bộ dáng đáng thương mà chè tay ra lâm ca ca à coi như vì chuyện tôi bị tai nạn xe này anh có thể mua lòng cho tôi mượn một chút tiền được hay không lâm trình nhíu mày lại này cô ái đừng nói về tôi là em cố ý bị tai nạn là để mượn tiền của tôi đó nhé nói đến cũng thật là kỳ quái vay xe của tôi không hiểu tại sao đột nhiên lại bị hỏng trong khi chiếc xe này tôi mới mua được có 3 tháng vẫn còn mới tinh bộ phanh làm sao có thể dễ hỏng được như vậy cơ chứ lâm trình đột nhiên quấy người một phen ôm lấy cả người của cô ái đang nằm ở trên giường bệnh bế lên bất chợt bị anh tập kích thì cô ái kinh ngạc này lâm ca ca anh định làm gì thế bà sẽ nói em có thể về nhà nên bây giờ tôi sẽ đưa em trở về ông cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh cô ái đột nhiên ngẩng đầu lên lâm ca ca cậu xin anh đó cho tôi mượn một chút tiền này một chút thời gian thôi Lâm Trình nghe vậy chấp mắt mấy cái rồi trêu tức nói. Nếu như không nói rõ nguyên nhân, anh sẽ không cho mượn. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Trình đã có mặt trong phòng làm việc của mình. Ngồi ở trên ghế say, Lâm Trình đốt một điếu thuốc, ngón tay có nhẹ trên mặt bàn. Ninh Phi thì kính cẩn đứng trước bàn làm việc của anh. Lâm Trần dạo này như thế nào rồi? Ninh Phi cắt tiếng bẩm báo. Lúc trước vẫn thắng, nhưng mấy ngày qua thua tiền tuần liên tục. Càng mất, hắn lại càng muốn ăn thua để hắn xa chân thì chẳng mấy chốc ạ. À. Nghe thấy vậy, Lâm Trình cười khẩy. Chờ đến lúc anh lấy được Lâm Thị rồi. Cũng chính là lúc Lâm Chính Phong hoàn toàn trắng tay. Tiểu Trình ra. Ninh Phi sau khi nâng mắt lên nhìn Lâm Trình một cái. Âm thanh không khai đê thấp một chút. Tôi đã điều tra ra được. Người mà cố tiểu thư gặp sáng nay chính là thầm lật ngôn. Quả nhiên lúc cô vừa mới dứt lời, thì sắc mặt của Lâm Trình liền trầm xuống. Khi đang nhìn ảnh chụp cô cô ái đến gần người Di động của anh bất chợt đổ chuông, thì ra là cô ấy gọi đến. Cô nói ông nội của cô vừa gọi điện thoại đến, bảo rằng ông nhớ cô, muốn cô buổi tối về nhà ăn cơm, hơn nữa còn phải đưa cả anh về theo. Nghe âm thanh ngọt ngào của cô ấy ở trong điện thoại, Lâm Trình mỉm cười dịu dàng nhận lời đi cùng với cô. Cô tiểu thư, em đi mượn tiền là vì muốn giúp thầm luận ngôn có phải không? Cô ấy sừng sốt đôi mắt mà nhìn sang anh. Làm sao anh biết chứ? Muốn biết thì rất dễ thôi. Hơn nữa tôi còn biết Thẩm lật ngôn đến tìm em mượn tiền Cũng không nói hắn ta mượn để làm gì có đúng không Cô ấy tắt tiếng cười nhặt Mượn tiền thì mượn tiền Tôi cần gì phải biết người ta dùng số tiền đó để làm gì chứ Ném cho anh một cái nhìn kinh bỉ Ngữ khí của cô có một chút trào vúng Tôi cũng không giống với người nào kia Tìm anh ta mượn một chút tiền Mà bị hỏi tới hỏi lui Nói không chừng lại hỏi đến tổ tông 18 đời của nhà tôi nữa đó Không biết nguyên nhân Mà cứ nhắm mắt cho người ta mượn tiền Ai biết được mình có lòng tốt Lại vô hại người ta hay không Vạn nhất người ta cầm tiền đi cờ bạc Hoặc là làm những chuyện không đàng hoàng Thì phải làm sao bây giờ chứ Anh không cho mượn thì thôi Dài dòng như thế để mà làm gì Ai ái vội vàng mà đẩy cửa xe đi xuống Vì không để ý Nên lúc xuống đầu của cô vô tình đụng phải cửa xe Cô ai ái sờ đầu Đau đến mức nghiến răng nhấn lợi Có đau không Làm tiên sinh à Hành động của anh tốt bụng thật đó Thầy anh lo lắng cho tôi như vậy Tôi còn tưởng rằng anh thích tôi nữa đó Cô nói xong thì hư lạnh một tiếng Đi thẳng vào trong nhà nếu em cảm thấy tôi thích em Có thể làm thỏa mãn lòng hư vinh của em Thì tôi cũng sẽ không phiền đâu Cô ai ái Bực bội mà trường mắt nhìn anh một cái Bỗng nhiên thấy ánh đột nhiên cúi đầu cái sắt vào môi của cô Và môi của anh Lần đầu tiên gặp phải trạng huống như vậy Lâm Trình đùa dẫn không biết xấu hổ Khiến cho cô ái kinh hãi Nhất thời luôn cuống không biết phải làm gì cả Theo bản năng lùi về phía sau Hy vọng có thể cách anh ra xa một chút Chỉ có điều cô lùi một bước Anh cũng tiến một bước mãi cho đến khi cô ấy không còn đường lui, lưng dính sát vào vách tường. Ngẫu nhiên bắt gặp biểu tình ngốc nghếch của cô ái như vậy, nhìn thấy cô đào mặt, Lâm Trình nhớ mày lên. Em sợ tôi sao? Tôi nói cho anh biết. Anh mà làm dám gì tôi, thì tôi sẽ mất ông nội đó. Đúng là đồ ngốc. Lâm Trình vì cười nhéo nhéo cái mũi của cô, xóa tóc của cô nắm lấy tay cô kéo đi. Đi thôi, vào nhà nào. Nhìn hai đứa tay trong tay, lại nhìn khí sắc của cô ấy không tệ, là một bộ tinh thần sảng khoái nhất mặt rạng rỡ. Thì cố từ kỳ cười khẽ, xem ra bảo bối của ông cả cho người ta rồi, cũng không phải chịu khổ gì cả. Ông nội à, mấy ngày rồi, ông cháu ta không được gặp nhau, ông nội có nhớ cháu không ạ? Âm thanh vui vẻ mà trong trẻo của cô ái vang lên. Vừa tới nơi cô đã xả vào bên cạnh của cố từ kỳ, vô cùng thân thiết mà ôm chặt lấy cánh tay của ông. Nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ cháu rồi. Nào nào, mau ăn cơm tối thôi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng lúc này Diệp Mỹ Lâm cởi tạp dề đi từ phòng bếp ra. Trong lúc ăn cơm cô ái đột nhiên nói. Ông nội à, ông không biết đâu. Mấy ngày trước ở trung tâm thương mại, cháu gặp mặt một cô gái có diện mạo cực kỳ giống với mẹ của cháu nha. Ở trên đời này, thiếu gì chuyện đi kỳ. Hai người không cùng, huyết thống, diện mạo giống nhau cũng là chuyện bình thường mà. Để giảm bớt sự lung túng vừa rồi, Lâm Trình cắp đồ ăn cho cô ái. Nhìn hai người tình cảm ôn nhô như vậy, Cố Từ Kỳ đột nhiên cắt tiếng hỏi: Hai đứa định đến khi nào mới sinh con đây? Cô ấy nghe vậy thì cười gượng hai tiếng. Bọn cháu vừa mới kết hôn không được bao lâu, cũng chưa vội lắm ông ạ. À. ăn cơm xong, Lâm Trình và cô ấy muốn trở về nhà của hai người, nhưng ông nội cô nói như thế nào cũng không chịu, bắt hai người phải ở lại đêm nay, lại còn nói là chuẩn bị phòng xong xuôi hết cả rồi. Sau khi cô ấy đi vào căn phòng mà ông đã chuẩn bị sẵn cho hai người, nhất thời thì phát điên lên. Hai người bọn họ đêm nay không những phải ở chung một phòng mà còn phải nằm chung trên một chiếc giường nữa. Nhìn chiếc giường lớn ở trong phòng, chỉ có một cái chăn đắp chung. Trong bụng của Lâm Trình cười thầm, ông nội chuẩn bị đúng là chú đáo thật. Anh, anh dám. Cô ấy trừng mắt mà nhìn anh nói. Tại sao tôi không dám chứ? Lâm Trình vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên anh ôm lấy cả người của cô, rồi sau đó cả hai cùng ngã xuống giường. Bị anh đầy bất ngờ, cô ấy sợ tới mức là kêu khóc loạn cả lên rồi rối kéo chăn quấn khắp người. Anh không được lại đây. Cẩn thận tôi tố cáo anh cưỡng bức trong hôn nhân. Khẽ điểm nhẹ trên cây mũi của cô anh mắng. Đồ ngốc. Lại nói lâm trình điểm mũi của cô. Cô chỉ là theo bản năng há miệng cắn lại ngón tay của anh trả đũa mà thôi. Nhưng mà sau khi cắn thật rồi, cô ấy chật bừng tỉnh nhận ra có điều gì đó không được thích hợp. Cô ấy ngượng ngùng mà cười, lặng lẽ nhả ngón tay của anh ra, rồi lại lặng lẽ lùi người về phía sau. Cô tiểu thừa à? Tôi tốt bụng nhắc nhở em Lúc nãy khi đi vệ sinh tôi vẫn chưa rửa tay đâu Thế nên em có nhanh nhanh xúc miệng đi cho chắc Nhìn cô tin là thật mà vào trong toilet xúc miệng Lâm trình ôm bụng cười ngặt ngẽo Ở cùng với cô một chỗ quả thực rất là thú vị Chờ đến khi cô ái xong xuôi đi ra ngoài Lâm Trình đang đứng ở bên cạnh cửa sổ thủy tinh mà ngắm nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Trăng đêm nay thật đúng là đẹp. Em có muốn cùng tôi ra hoa viên tản bộ một chút không? Cô ấy vẫn còn đang hân dỗi vì vậy trả lời. Mỗi lúc không đi. Nếu như vậy thì tôi đi một mình. Lúc này, ở bên kia cốc cây đại thụ có hai người hậu của cố gia đang thi thâm với nhau. Một người là Hoa Hoa, người còn lại là Tiểu Nha. Hai, em nói em nói, nhưng chị phải hứa là không được nói với ai đó nha. Tiểu Nha nhắc lại một lần nữa. Tiểu thư không phải là con ruột của phu nhân đâu. Thấy Hoa Hoa không tiên lời của mình, Tiểu Nha có một chút sốt ruột. Thật đó, sáng ngày hôm nay, em đi vào phòng của phu nhân thô dọn trang điểm vô tình nhìn thấy dưới gối của bà ấy kết quả kiểm tra ADN. Nữa. Em cũng không phải là đứa không biết chữ, nhưng mà chính mắt em nhìn thấy, trên đó ghi hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống. Lâm Trình nhíu mày lại, cô ấy vậy mà không phải là con gái của Diệp Mỹ Lâm, không phải là đại tiểu thư của cố ra sao. Đột nhiên anh nhớ tới cô gái mà cho nay, từ chút nữa anh đã đụng phải. Diện mạo qua thật giống với Diệp Mỹ Lâm, xem ra cô gái đó mới chính là con gái ruột của bà ấy. Thở dài một tiếng, Lúc này anh chẳng còn tâm trình để nào đi dạo nữa. Đưa tay say say trán, say người cất bước trở về. Ánh mắt của Lâm Trình nhìn cô, thực là phức tạp, khó nói thành lời. Anh lặng lặng đi đến bên người của cô rồi ngồi xuống. Cùng cô kết hôn ở chung một thời gian dài. Anh đã nhìn ra được, cô có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu chăm chỉ cố gắng làm việc. Anh biết, cô rất muốn giúp ái dược kinh doanh thật là tốt. Cảm giác được Lâm Trình đang nhìn mình chăm chăm, cô ái nhíu mày lại quay qua liếc mắt nhìn anh một cái. Nhìn tôi làm gì vậy chứ? Lâm Trình bật cười trả lời. Thấy em thật là đáng yêu. Này Lâm ca ca, có phải anh phát hiện tôi thực là hoàn mỹ không? Vợ xinh đẹp, dễ gần lại tốt bụng, gia cảnh cũng tốt, hơn đã năng lực làm việc cũng là không đến nỗi nào. Suy tư một lát anh đột nhiên nói. Nếu em không được sinh ở cố gia, mà xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, em còn nghĩ như thế nữa không? Cô ấy nghe vậy thì nhớ mà lại. Tôi nghĩ như vậy Cùng với việc xuất thân đâu có liên quan gì đến nhau. Cho dù tôi xuất thân từ một gia đình nghèo túng thì có làm sao chứ? Chỉ cần luôn có chí tiến thủ, lạc quan yêu đời thì sẽ vượt qua tất cả. Cuộc sống như thế nào cũng đều là do chính mình quyết định nha. Diệp Mỹ Lâm ăn cơm xong, nói rằng đầu hơi choáng váng liền quay về phòng trước. Phòng ngủ của bà ta nằm ở lầu ba Lúc vừa vào phòng, bỗng nhiên bị dọa dạ cho nhảy dựng lên, bởi vì trên chiếc ghế trước bàn trang điểm của bà có một người đang ngồi ở đó chính là chú hai của cô ấy, Cố Hành. Tại sao? Lại tìm người dở trò trong xe của cô ấy, khiến con bé xảy ra vụ tai nạn kia. Diệp Mỹ Lâm ngẩn ra hai mắt trừng lớn khó tin mà nhìn hắn. Như thế nào? Đang nghĩ vì sao tôi lại biết được có phải hay không? Cố Hành lạnh nung cười, ném cho bà ta một chiếc di động. Diệp Mỹ Lâm nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một đoạn ghi âm và toàn bộ tin nhắn nói về chuyện của bà ta. Có một tin nhắn, có nội dung là số xe của cô ấy và nhiệm vụ bà ta đã giao cho kẻ khác là phá hỏng xe của cô ái để cho cô gặp phải tai nạn. Di động này do tôi nhận được ở trên đường lúc này tan tầm. Cố hành nhìn bà ta chằm chằm. Sao cô phải làm như vậy? Ai ai cũng là con gái của cô kia mà. Nó không phải là con gái của tôi. Nó không phải. Diệp Mỹ Lâm thét lên, nghiến răng nghiến lợi. Nó là con gái của A à Hồ Lê Tinh Ngài Vi. Là con gái của Ngài Vi. Chẳng lẽ anh không cảm thấy diện mạo của nó rất là giống cô ta sao? Cố hành nghe xong thì vẫn nổ còn đang nói lung tung cái gì thế hả? Diệp Mỹ Lâm nức nở nói. Anh có biết 24 năm qua, tôi phải sống như thế nào không hả? Con gái của tôi thì lang bạc ở bên ngoài, không biết phải sống chết như thế nào cả. Còn con gái của Ngài Vi kia, lại được hưởng thụ cuộc sống của công chúa cố cô ra. Mỗi lần tôi nhìn thấy nó, tôi lại hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Nói đến đây, Diệp Mỹ Lâm nghiến răng nghiến lợi, cố hành nhìn thấy thế thì không khỏi rồng mình. Vô tình cố hành, nhìn thấy trên giường của Diệp Lâm Mỹ có một hình nhân. Ở trên đó có viết tên người chính là cô ái. Diệp Mỹ Lâm nhìn hình nhân rồi cười lạnh lẽo. Mấy năm nay, mỗi ngày nhìn thấy con gái của tình địch, tôi lại phải cố gắng chịu đựng. Trong lòng tôi muốn phát cuồng lên, nhưng lại chẳng thể nào phát tiết ra ngoài được. Khi không kiềm chế được nữa, tôi chỉ có thể đâm nó nguyên rồi nó. Nghe Diệp Lâm Mỹ kể những chuyện đó, Cố hành cảm thấy sợ hãi chính con người của bà ta. Diệp Mỹ Lâm, cô thật là đáng sợ, thực là độc ác. Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Mỹ Lâm, Cố hành có một chút đăm chiêu, bỗng nhiên ông nói. Cô dù trật tuyết rồi rơi xuống vách núi. Có phải là do cô làm không? Diệp Mỹ Lâm nghe vậy thì cười lạnh. Đúng là như vậy. Người đàn bà này thật sự là điên rồi. Cố hành trôn chảy. Cô thật sự là điên rồi rồi. <laughs> Nếu cô dù không chết, tôi làm sao có thể đoán đoán nói về đây? Nó nón chính là con gái của anh đó. Diệp Mỹ Lâm vừa nói vừa tới gần cố hành, đưa tay vốt ve trước ngực của ông ta một cách kêu khích. Cố hành à, đã nhiều năm trôi qua như vậy Anh vẫn không có một người phụ nữ nào Chẳng phải là vì anh yêu tôi sao Hiện giờ giữa chúng ta lại có một đứa con gái Vậy sao chúng ta không liên thủ cùng với nhau Biến cô gia này thành riêng của chúng ta đi Đuổi cô ái ra khỏi nhà Còn lão giả kia Tuổi giả sức yếu Cũng chẳng làm được chuyện gì có đúng hay không hả Cố hành cười lạnh lùng một phen tẩy cô ta ra Mà kệ như thế nào Cô ai cũng là đứa con gái Cô đã nuôi dưỡng 24 năm qua Sớm chiều chung một mái nhà con bé yêu thương cô như chính mẹ ruột của mình chẳng lẽ đối với con bé cô không có lấy một chút tình cảm nào sao thế nhưng cô lại tìm người phá xe của con bé cô muốn dồn con bé vào chỗ chết có phải không hả lâm trình à điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút nữa đi chúng ta đều ngủ ở trên giường chăn đã kéo đến hết mức rồi đó trên giường này rất là lớn nhưng khi cô ái sau khi lên giường liền bắt đầu phân chia giới hạn cùng với lâm trình cô ai nhíu mày ngờ khi không khỏi cắt cao thêm một chút lâm ca ca à anh có thể xê sang bên kia một chút được hay không? Lâm Trình nước mắt nhìn cô một cái, không nói gì cũng không nhúc nhích, tiếp tục dán mắt vào trong quyển sách. nghĩ đến bạn cô ái bỗng nhiên thò một chân từ trong chăn ra, hung hăng đạp mạnh trên đùi của Lâm Trình, trên mặt lộ ra mặt nụ cười miễn cưỡng đầy giả dối. Kính nhờ Lâm tiên sinh, có thể xê sang bên cạnh được hay không hả? Nằm ở trên người cô ái, Lâm Trình nhớ mày nói. Cô tiểu thư, đừng quá mức ngây thơ như vậy có được hay không? Nếu như tôi muốn, Lâm Trình nghĩ, nói chuyện với cô ái vẫn nên hàm xúc một chút thì có vẻ hay hơn. Nếu như tôi muốn làm chuyện kia với em, khoảng cách ở trên giường này không phải là vấn đề đâu. Nếu vậy thì, vậy thì anh muốn ngủ như thế nào? Cô ái ấp úng hỏi. Chúng ta cứ nằm ở giữa giường, đưa lưng về phía nhau là được. Vậy thì được rồi, cô ái gật đầu đồng ý. Xem ra trong tiềm thức, cô ấy vẫn còn tin tưởng anh lắm. Bởi vì không đến mấy phút sau, anh liền nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Đúng là cô bé ngốc, Nằm sát ngoài này không sợ bị rớt xuống đất hay sao hả? Dây chăn cho cô xong xuôi. Anh cũng leo lên nằm ở bên cạnh. Ngắm nhìn cô ngủ một hồi lâu, anh cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng lúc còn đang mơ màng, anh đột nhiên cảm thấy cô ái trở mình. Rồi sau đó cánh tay của cô với sang mà ôm lấy eo của anh. Cô ấy nằm ở sau lưng anh bỗng nhiên nói mớ. Mẹ à, con yêu mẹ. Khi nghe cô anh nói mấy chữ này, cô còn cười cốc kích hai tiếng ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe hở của bức rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ một đêm mộng đẹp tâm tình thật là thơ sướng tối ngày hôm qua rõ ràng cô đã dịch ra sát sừng để mà ngủ nhưng làm sao lúc này cô lại nằm gọn ở trong lòng của lâm trình như thế này chứ cô ấy ngừng đầu lên nhìn thấy lâm trình còn đang ngủ say có lẽ anh đang chìm trong giấc mơ đẹp khóe miệng hơi cong lên này lâm trình anh tỉnh dậy đi cho tôi đừng có làm ồn để người ta ngủ thêm một chút nữa ngữ khí và động tác của anh lúc nói chuyện khiến cho cô ái có cảm giác như hai người bọn họ giống như là vợ chồng thật vậy có mấy người trong lòng rõ ràng đã thích một cô gái xa tận chân trời thế nhưng lại đi giờ trò với một cô gái khác giọng điệu của cô ái thật là kì quái quăng cho anh một cái nhìn xem thường anh có thể phân tích giúp tôi cái tâm lý của mấy tên cặn bã như thế này là như thế nào không hả vừa nghe thấy cô làm nhầm như vậy lâm Trình đang nhắm mắt cũng phải bật cười mơ hồ mà đáp lại cô có lẽ tên cặn bã đó không phải thích cô gái xa tận chân trời, mà là người ngay trước mắt thì sao? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch không tin được của cô, Lâm Tình thật là muốn thổ lộ lòng mình với cô ngay tức khắc. Thấy anh buông mình ra, thì cô ấy cuống quýt mà nhảy xuống giường. Việc đầu tiên cô làm là lấy từ trong túi sách của mình ra, mấy miếng băng dán cá nhân rồi tự dán lên cổ của mình. Cô lão gia vừa mới nhìn thấy cần cổ dán kín của cô ái, thì lập tức trừng mắt mà nhìn sang anh nói. Thanh niên tuổi trẻ, tình lực dồi dào." hơn nữa lại vừa mới kết hôn bởi tối tích cực ta hiểu nhưng cũng không nên tích cực quá như thế dạ sẽ không mà Cháu thương cô ấy còn không kịp làm sao có thể khi dễ cô ấy được cơ chứ sao lại tiết chế lại một chút đi dạ vâng cháu biết rồi ạ à. lâm trình nói đoạn lại quay sang nhìn cô ấy một cái Giàn kế thực hiện được nên lúc này cô đang cười rất là đắc ý bởi vì tình cơ biết được cô ấy không phải là con cái ruột của Diệp lâm mỹ lâm trình định bụng ở trong bữa sáng ngày hôm nay sẽ âm thầm quan sát thái độ của bà ta đối với cô ái là như thế nào nhưng anh không ngờ đâu rằng diệp mỹ lâm lại không hề dùng bữa sáng với cả gia đình lâm Trình à đừng đến công ty con cũng thuận tiện qua ái sự của nhà chúng ta có phải hay không người hỏi chính là cố hành lâm trình nhìn ông ta trả lời dạ đúng vậy ạ à. thế thì sau này mỗi lần ai ái muốn đi làm con tiện thể, thể chở con bé đi luôn có được hay không bây giờ ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng Bắt đi được một chiếc xe cũng mất đi được một chút khí độc hại ông hy vọng lâm trình có thể bảo vệ cho cô ái thật tốt không để cho con bé xảy ra chuyện đáng tiếc gì bởi vì còn phải đi làm sau khi dùng xong bữa sáng lâm trình và cô ái liền rời đi lâm trình nhìn theo bóng lưng của cô hô lên giày của em còn chưa thắt dây đó vốn tưởng rằng cô ái sẽ quay lại thắt dây cho xong nhưng ai biết cô làm như không nghe thấy gì hết vẫn khăng khăng bước về phía trước sợ cô không cẩn thận giẫm phải dây dày mà vấp ngã lâm trình vội vàng chạy theo cô Cuối người xuống giúp cô cột lại dây dày. Sau khi xong xuôi, Lâm Trình ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô ai vẫn là mặt lạnh, biểu môi một cái, vẫn là không vui như là trước. Tôi có làm gì em phải không? Ngỡ khí của anh ôn nhu dịu dàng đến mức anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà cô ấy ngược lại vẫn không có phản ứng gì. Vẫn im lặng như trước. Nhìn anh thắt dây dày cho mình xong, thì hơn dỗi mà bước đi luôn. Lâm Trình, anh còn ngơ ngác cái gì nữa hả? Nhanh nhanh lên một chút có được hay không hả? Khi nói chuyện thì cô ái đã đi tới trước xe ô tô, có một chút không kiên nhẫn nước mắt nhìn anh một cái. Rồi sau đó lên xe kéo dầm cờ lại, hậm hực ngồi vào vị trí phó lái. Anh đưa tôi về nhà trước đã, tôi muốn thay quần áo, rồi anh đưa tôi tới công ty. Cô ái thê lâm trình đã lên xe, cô hất hàm mà ra lệnh cho anh, nghiệm nhiên như thể mình mình mới là nữ vương ở đây vậy. Cô nhóc này, em thật đúng là to can mà. Sống đến từng ngày tuổi đầu, thật sự chưa có một người phụ nữ nào dám nói chuyện với anh như thế lâm trình nhìn cô một cái kiếp trước chắc hẳn là anh đã thiếu nợ cô cho nên kiếp này mới là như thế đi điện thoại do thẩm luật ngôn gọi tới hắn hỏi cô khi nào có thể cho hắn mượn 200 vạn kia cô ái ấp úng đành phải trả lời nhanh chóng đưa tiền nhưng bởi vì bận quá nên chưa thu xếp được nhìn cô ái như vậy do sức bảo đảm về tên kia lâm trình bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng cô gái này thật đúng là ngốc nghếch đến lúc cúp máy cô ái quay sang nhìn anh rốt cuộc anh có cho tôi mượn tiền không lâm trình lắc đầu anh đam chiêu anh nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng về hắn ta để tránh cho cô ấy bị hắn ta lừa gạt vừa nhìn thấy tiệm cà thuê thanh hoa thì cô ấy đột nhiên nói dừng xe lại tôi muốn xuống xe xuống xe à nhưng còn chờ đến nhà của chúng ta mà lâm trình vẫn lãi tiếp nhưng cô ấy lại vẫn nộn la lên tôi muốn xuống xe em muốn xuống xe để làm gì chứ đương nhiên là đi mượn tiền rồi anh không cho tôi mượn thì tôi phải đi tìm người khác chứ sao Cô ấy quả thực là muốn đi tìm ông chủ Diệp Kỳ của Thanh Hòa để mượn tiền. Cô ấy à, đèn đỏ kìa. Cô dường như là đang cố ý giận dỗi với anh. Nghe anh nói là đèn đỏ, bước chân của cô lại càng nhanh hơn. Bỏ ra ngoài tay những lời của anh nói, mà chạy sang bên kia đường. Phía sau đột nhiên phanh cấp một tiếng cực kỳ trái tay. Điều anh sợ hãi rốt cuộc đã trở thành sự thật. Còn mẹ nó, muốn chết có phải không hả? Tài xế hẳn là cũng bị dọa không nhẹ. Hùng hồ 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 thò đầu ra qua ô cửa kính, hồn hển mà nhìn cô ái mắng. Cầm đi lại cho tôi. Khi thế của Lâm Trình rất mạnh, luôn áp chế được người xung quanh. Anh nghe mặt quát cá tài xế kia, khiến cho ông ta lập tức ngậm miệng lại. Lâm Trình chạy lại, nâng cô ái dậy giống như xách lên một con gà con. Nhớ lại một màn kinh hãi vừa rồi, cơn giận của Lâm Trình không ngừng dâng lên. Em vì dỗi tôi, mà băng qua đường một cách tùy tiện như vậy sao hả? Bởi vì dỗi tôi, mà không quan tâm đến cả tính mạng của mình sao? Cô ái, em cũng giỏi lắm rồi. Em có biết Nếu ông ta phanh trễ lại Em đã không thể nào đứng đây mà khóc nữa đâu hay không hả Lâm Trình càng nói thì càng thêm phần tức giận Không thể khống chế được Bàn tay hung hăng tét mấy cái trên mông của cô Cả người còn run rẩy, Lại thêm bị Lâm Trình đánh đòn Vừa đau vừa ủy khuất xen lẫn vào nhau Nước mắt lại bắt đầu rơi như mưa Cô lấy hết sức mà đẩy anh ra Anh dám đánh tôi sao hả Lâm Trình Anh lại dám đi đánh tôi ư Ông nội tôi còn chưa ra tay nặng với tôi như vậy bao giờ đâu hít vào liên tục rất là khó chịu hai mắt của cô hồng hồng như con thú nhỏ bị thương cảm tức mà nhìn lâm trình rồi đột nhiên cô nhào vào trong lồng ngực của anh quả nhiên chờ đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh lâm trình mới biết tấm áo trước ngực của mình đều là nước mũi cô ấy à em đang ghét thật mà cô ấy nhìn vào vệt nước mũi to tướng trên áo của lâm trình cùng về mặt nhăn lại thực là thảm hại quả anh trong nháy mắt lập tức nín khóc mà bật cười nhưng mà cười cho được ba giây cô lại phải đối mặt với biểu tình nghiêm túc của Lâm Trình. Cô ấy thật muốn nói một câu thô tục, nhưng mà Lâm Trình lúc này vẫn thản nhiên hỏi cô. Em còn không biết mình sai ở đâu sao? Trong theo bóng lưng cao ngất của anh, cô ấy đột nhiên không muốn đi tìm Diệp Kỳ mượn tiền nữa. Ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Lâm Trình khẽ giọng nói. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Đúng lúc này, cô bỗng thấy Lâm Trình sai ngờ lại. Ánh mắt của anh phức tạp nhìn cô. Tôi cũng sai rồi, tôi không nên đánh em. Ngay lúc cô đang băng qua đường Một chiếc xe chạy bằng điện đột nhiên chạy giật qua bên người của cô Người ngồi ở đằng sau đang cầm một tấm thủy tinh Mắt thấy tấm thủy tinh đó sắp sửa cắt ở trên tay của cô ấy Khi cô còn chưa kịp phản ứng Lâm Trình bỗng nhiên một phen kéo mạnh cô vào trong lòng Còn tay của anh bị cứa khiến cho chảy máu Anh không sao chứ Cô ấy lo lắng nhìn anh Nhưng anh lại lắc đầu Trước tiên đưa cô vào trong xe trước Ngồi im ở đây Anh vừa ra lệnh vừa thắt đai an toàn cho cô anh chảy máu rồi, để tôi lái xe có được không? Chúng ta đi bệnh viện băng bó vết thương cho anh đã. Không nghiêm trọng, không có vấn đề gì. Anh thần nhiên trả lời, sau đó nghiêm túc nhìn cô nói. Món tiền kia, tôi sẽ cho em mượn. Cho dù thần luật ngân kia muốn lừa tiền thì đã sao chứ? Chỉ cần cô ái vẫn mãi ở bên cạnh anh là tốt rồi đi. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền. Anh yên tâm, khoản tiền này nhất định tôi sẽ trả lại. Họ nữa tuy rằng tôi không biết thần luật ngôn phai tiền để làm gì. Nhưng mà tôi tin tưởng anh ấy tôi tin anh ấy chắc chắn có lý do chính đáng của mình, sẽ không làm rằng làm vậy đâu. cô ai nói xong thì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa rổ nhìn sang thấy cô ấy vẫn nhìn ra ngoài, mà không nói một lời nào như trước, lâm trình lấy lòng nói: nếu không em đánh lại tôi đi, em muốn đánh thế nào thì đánh, tôi bàn lòng hết. ngữ khí của lâm trình thực là nhốn nhường, Nhốn nhường tới mức làm cho cô ấy sừng sốt, là cô tùy tiện làm càn, anh lại đi lấy lòng của cô như thế, cô ấy nhớ mày lại anh sẽ không phải là thích cô rồi đó chứ. Quay sang nhìn Lâm Trình, ngữ khí quái dị của cô cắt lên. Tôi nào dám đánh ngày cơ chứ, ngày bây giờ đang là chuồn đậu của tôi kia mà. Sau khi nói xong, lại cuối đầu vứt mở màn hình di động, bấm số gọi cho thẩm luật ngôn. Sau khi đến công ty, việc đầu tiên Lâm Trình làm chính là đi tìm Ninh Phi. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Phi bỗng nhiên nghe thấy Lâm Trình cắt tiếng. Cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất có thể làm cho tôi phát điên ninh phi nhìn anh thất thần lại nghe anh nói bỏ bộ phận kế hoạch ngay ngày hôm nay lên kế hoạch thành lập quỹ từ thiện trước giờ tan tầm đem lập cho tôi thành lập quỹ từ thiện ư ý của ngài là khó hiểu lắm sao làm từ thiện công ích không để tích đức thì làm cái gì cơ chứ lâm trình nhìn ninh phi nói giữa trưa cô ái sau khi mang số tiền đưa đến cho thầm luật ngôn hai người cùng vào một nhà hàng tiêu chuẩn dùng cơm nhưng có một điều làm cho bữa ăn này không hoàn mỹ chính là đầu của cô không biết làm sao lại thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Trình. Tự như là bây giờ, thẩm lật ngôn đang ngồi đối diện dùng cơm. Cô thế nhưng lại nhớ lại cảnh tượng buổi sáng, Lâm Trình đút cơm cho cô. Em làm sao thế? Ăn cơm không ngon sao? À, cơm rất ngon, ngon vô cùng nha. Cô ấy lập tức phản ứng lại, thay bằng một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Ăn xong liền vội đầu và ăn một miếng thật là to. Vừa về đến công ty, di động của cô bỗng nhiên đổ chuông. Là một dãy số lạ gọi tới nói rằng mẹ của cô bị đụng xe, tình hình rất là nghiêm trọng phải nhập viện. Lâm Trình dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của cô. Mẹ của cô gặp chuyện không may, Lâm Trình có lẽ cũng là nên xuất viện. Cho nên sau khi gọi báo cho anh rồi, cô ai ái, lên gọi xe vội vàng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng bệnh nhân bị thương nghiêm trọng cần phải truyền máu. Cố hành nếu nhớ không lầm, vị bác sĩ mang cộng kính đen này, thoạt nhìn có một chút nghiêm túc này, có quan hệ rất tốt với Diệp Mỹ Lâm diệp mỹ lâm sau khi gặp tai nạn không đến bệnh viện cổ cố ra mà lại đến bệnh viện có người quen này cố hành cười lạnh nếu như ông ta đoán không sai cô ta chắc chắn không có chuyện gì đáng ngại cả cái gọi là cần truyền máu chỉ là một màn kịch muốn diễn cho cô lao xa xem mà thôi cố hành bắt giữ lấy cổ tay của bác sĩ phụ trách nói bác sĩ à cô chẳng lẽ không biết người trong gia đình chưa chắc đã thích hợp sao nếu truyền máu có thể nguy hiểm tới tính mạng sao chú hay à chú không cần phải lo lắng cho cháu đâu cớ mạng của mẹ cháu là quan trọng hơn ạ. Cô ấy nói xong thì theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm máu. Nhận được điện thoại của cô ái, Lâm Trình hoang mang chạy tới bệnh viện. Cảnh tượng của anh tới chính là cô ái ngồi xồm ở trong góc tường, bộ dạng thất hồn lạc phách, miệng không ngừng thì thào tự nói. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi không phải là con gái của mẹ tôi, tại sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Hơn hai mươi mấy năm qua, cô lão già luôn nông chiều cô ái trong lòng bàn tay, mà nuôi lớn từng ngày lại còn xem cô hơn cả bảo bối. Cho nên mặc dù biết cô ái không phải là huyết thống trong gia đình, cô lão gia vẫn quyết định giữ cô ở lên bên mình như trước. Tuy rằng ông nội không phải đuổi cô đi, nhưng cô vẫn là đại tiểu thư của cô gia. Thế nhưng nghĩ đến mình không phải là con ruột của họ, trong lòng của cô lại cảm thấy áp lực khó chịu. Hơn nữa hiện tại cố tiểu thư chân chính đã quay trở về. Nhìn hắn nõn nõn, cô ái liền cảm thấy mình giống như một tên trộm, đã đánh cắp đi cuộc sống hạnh phúc vốn dĩ của người ta. Cố hành tự cảm khái ở trong lòng. Diệp Mỹ Lâm đời này không đi làm diễn viên thì thật sự là quá mức đáng tiếc. Cô lão ra cất tiếng thở dài rồi nói. Ta biết, con không thể chấp nhận được chuyện này. Chính ta cũng không thể tin được. nhờ báo cáo kết quả kiểm tra ADN còn vẫn còn ở đây. Không thể nghi ngờ gì được nữa. Lúc đó Lâm Trình cũng ở đó. Nếu đã sớm biết tình hình thực tế, bây giờ lại làm ra bộ dạng này là có ý tứ gì? Nhìn Diệp Lâm Mỹ có ai nói. Mẹ à, mẹ đừng khóc. Con sẽ không ở lại cố xa nữa, con sẽ rời đi. Cô vừa mới nói xong, Diệp Lâm Mỹ bông nhân giống như là kẻo điên gào lên. Đừng gọi tôi là mẹ. Cô chấm lấy tình yêu của con gái tôi hơn 20 năm qua. Chấm lấy hạnh phúc vốn dĩ lộc của con gái tôi. Cô đừng gọi tôi là mẹ nữa. Cô ai ái bị bà ta nói như vậy. Nước mắt trong tích tắc trào ra. Ai ái à, đừng sợ. Đã có anh ở đây. Lâm Trình lúc này bước lên đỡ lấy hai vai của cô. Ở bên tay cô nhẹ nhàng nói. Nghe thấy tiếng của cô nức nở Lâm Trình đau nhói ở trong lòng Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn vào Diệp Mỹ Lâm rồi nói Cô phụ nhân hãy yên tâm Cô ấy sau này sẽ không đặt chân vào cô ra nửa bước Cô lão gia thật tâm lo cho cô ấy Lâm Trình lễ phép cật đầu chào ông Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy chú đáo Xin ông hãy cứ yên tâm Nói xong thì liền ôm cô ấy đi ra ngoài đỡ cô ấy vào trong xe Lâm Trình đưa mắt nhìn cô Dùng căn tay giúp cô lau nước mắt Đừng khóc mà Em vẫn còn có anh ở trên đường lái xe về nhà, Lâm Trình đang chăm chú nhìn đường ở phía trước, bất chợt nghe thấy tiếng của cô ái vang lên. Ngày hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Rõ ràng cô đã nhắm chặt hai mắt, nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cô ái lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Từ nay về sau, cô và cô xa sẽ không còn liên quan gì nữa. Về sau cô sẽ không còn được tùy hứng làm bậy Khi còn là đại tiểu thư của cô ra nữa Nếu đã như vậy thì cuộc hôn nhân giả dối của cô và Lâm Trình sẽ không còn giá trị tồn tại nữa có phải hay không? Nhưng vì sao? Khi vừa nghĩ đến phải rời khỏi lâm trình, sau này chỉ còn là người xa lạ với anh, trái tim của cô lại khó chịu như vậy. Hai người cùng về đến nhà, vừa mới mở cửa ra, quay quay đã thấy chạy tới nghênh đón chủ nhân. Cô ái ngồi xổm xuống, quay quay thật là tự giác chạy tới bên cạnh chân cô. Quay quay à, nếu như chị phải đi, em sẽ nhớ tới chị chứ. Cô nhỏ giọng thi thầm, Cô ấy có một chút lưu luyến nhìn quanh căn phòng một vòng. Cuối cùng tâm mắt của cô dừng lại ở trên người của Lâm Trình. Lúc này anh đang pha cà phê, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ. Cô ấy nhìn anh đến rất thần. Tại sao trong lòng của cô lại nảy lên loại cảm giác lưu luyến không rời với anh? Lâm Trình pha cà phê xong, khi quay người lại, lên nhìn thấy cô ấy đang ngần người nhìn anh. Thấy cô bần thần như vậy, Lâm Trình lại cười. Em làm sao thế? Mắt của cô lướt qua cây đàn piano để trước cửa sổ. Cô ấy bỗng nhiên nói. Tôi muốn nghe đàn của anh một lần Vì cái gì sắp đến lúc phải rời khỏi anh Cô lại mới phát hiện Anh thân thiết lại hoàn mỹ đến mức như vậy Cô vậy mà lại chủ động Nói rằng muốn nghe anh chơi đàn Lâm Trinh liền đã gật đầu đồng ý Được em muốn nghe bài nào đây Là bài Moonlight của Debussy đi Được Từ khi cô còn bé Diệp Mỹ Lâm mỗi khi chơi đàn Đều là chơi bàn nhạc này rất hay Lúc cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Thì tiếng nhạc sâu dương bắt đầu cất lên từ những ngón tay thuần thục của Lâm Trình. Lại bắt đầu xem mê Lâm Trình, người đàn ông trong mộng của cô thầm luật ngôn đâu rồi chứ. Cô đã không còn là đại tiểu thư của cô ra, cô không còn xứng với thầm luật ngôn nữa. 200 vạn anh cho tôi mượn kia, tôi nhất định sẽ trả lại. Nghe cô nói như vậy thì tiếng đàn của anh lập tức im bặt. Lâm Trình xoay người lại nhìn cô, lại nghe cô nói tiếp. Lâm Trình à, chúng ta bây giờ không cần đến hai năm. Tôi đã không còn là người của cô gia ngay bây giờ tôi và anh có thể ly hôn rồi Không cần phải diễn cho ai xem nữa Nhìn vào trong mắt của cô Lâm Trình hỏi Sau này em dự định như thế nào Cô cũng không biết Lúc này cô chia còn lại hai bàn tay trắng Cô ai nói Em có thể trở về phòng nghỉ ngơi một chút có được hay không Đợi đến lúc em tỉnh dậy có tinh thần rồi Giải quyết vấn đề tương lai của em Làm gì nhé Giọng điệu của cô khi nói Mang theo vài phần cầu khẩn Có một chút ngắt ngăn mà nhìn anh Có thể xin anh Đồng vội đuổi em đi lúc này có thể chứ Đi nghỉ ngơi đi Em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều Cũng không cần nghĩ đến tương lai Em có thể an tâm ở lại chỗ này Dừng lại một chút anh thoáng suy tư Em cứ xem như tôi Là một người anh trai mà nâng tựa vào là được rồi Cô ái dạ một tiếng Quệt quệt miệng rồi cật đầu Nước mắt lưng chồng trong chốc lát lại chợt rơi xuống Lâm Trình à Thật sự là phải cảm ơn anh Đúng là đồ ngốc Lâm Trình xoa đầu của cô rồi thúc giục mau đi ngủ đi Lúc cô ái đi lên đầu trở về phòng ngủ của mình khi đi qua chỗ rẽ của cầu thang, công cẩn thận bị trẹo chân cả người ngã ập xuống cầu thang. Như thế nào lại bị ngã chứ? Em có bị đau không? Khi Lâm Trình đi đến bên người của cô, âm thanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Anh cũng không ôm lấy cô đi về phòng ngủ, mà là đỡ cô ngồi dậy ở trên bậc thang. Hãy khóc đi, nếu nhiều đau thì liền khóc lớn lên đi. Lâm Trình cùng cô ngồi ở bậc cầu thang, hai tay của anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, dịu dàng mà vỗ về cô. Cô ai khóc lớn, nếu như ba còn sống, biết đứa nhỏ mà mình nuôi nấng nhiều năm như vậy không phải là con ruột của mình, vậy thì ba sẽ có phản ứng như thế nào đây? Có phải cũng giống như mẹ là chán ghét cô hay không? Em có lỗi về loạn loạn, là em đã cướp đi hạnh phúc vốn là của cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu lên mà nhìn Lâm Trình nói, nếu như ba em vẫn còn sống, biết em chiếm lấy vị trí con gái của ông ấy, có phải ba cũng sẽ đuổi em ra khỏi nhà hay không? Đây không phải là lỗi của em, đều suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là lỗi của em em không có sai điều gì hết cả. Lâm Trình khẽ thở dài nói. Lâm Trình thấy cô ngủ, xoay người bế cô đứng lên, trong khoảnh khắc ôm lấy cô, trong lòng của anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là để cho cô có thể quên đi hết thầy chuyện này, màu trắng vui vẻ trở lại. Lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên Lâm Trình hôm nay không có đi làm, ở tại phòng bếp bận rộn một hồi thật là lâu. Những món ăn anh làm đều là những món mà cô ấy thích ăn, cho đến khi anh làm cơm xong xuôi. Đi gọi cô ái ra ăn Vừa mới đẩy cửa lại nghe thấy tiếng cô ái Đang nói chuyện điện thoại Anh thật sự là muốn cơ mang em sao Ở trong điện thoại là thầm luật ngôn gọi tới Không phải là cơ mang Em đã chủ đợi cho anh mượn 200 phận kia mà Anh là người phai thì phải chăm sóc chủ đợi chứ Lâm Trình đối với cô thật tốt Hơn nữa Luôn ở thời điểm cô khó khăn nhất Mà xuất hiện ở bên cạnh giúp đỡ cô Thế nhưng ở bên cạnh anh Cô không có được cảm giác an toàn Bởi vì cô không hiểu rõ anh Cô còn biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì? Hơn nữa cô còn biết có phải một ngày nào đó Lâm Trình mất hứng rồi lại đuổi cô ra khỏi cửa nữa hay không? Nghĩ như vậy cô gật đầu nói Được, vậy thì ngày mai chủ nợ là em sẽ chuyển đến nhà của anh Lâm Trình quay sang nói với cô một câu xuống ăn cơm Cảm ơn anh Lâm ca ca Cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều Em sẽ ghi tặc ở trong lòng Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài Khi nào rảnh chúng ta làm thủ tục ly hôn đi Cô lúc này thật là yếu ớt thứ cô cần nhất chính là sự bình yên. Nếu như thẩm luật ngôn có thể cho cô điều đó, thì anh chỉ có thể đem cô giao lại cho anh ta. Có lẽ là vì sắp dọn đến ở cùng với thẩm luật ngôn, lúc hai người ngồi ở trên bàn ăn, biểu cảm trên mặt của cô đã không còn ủ rũ và buồn bã nữa, mà là một vẻ vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Thân phận của thẩm luật ngôn như thế nào, anh còn cho tìm hiểu rõ ràng hết. Ai ai à, kể thật em không cần phải dọn đi đâu, ở chỗ này cũng là như vậy mà anh có thể làm anh trai của em cũng sẽ không can thiệp vào chuyện em kết giao bạn bè cô ái nhìn anh một cái thời gian qua sống cùng anh trong căn nhà này em thật sự là cảm ơn những gì anh đã làm cho em chỉ là em không muốn lại phiền toái anh nữa dừng lại một chút cô ái nói tiếp em nghĩ chúng ta cũng nên tách ra để đi tìm hiểu những người khác xem sao cô ái thật sự phải dọn đi rồi bởi sáng ngày hôm sau thẩm luật ngôn liền lái xe tới đón cô khi thẩm luật ngôn tới đón cô quần áo của cô đã được thu xếp lại ước chừng là ba thùng lớn cũng không để hết xem trong tủ quần áo vẫn còn có rất nhiều quần áo thì cô ấy ngượng ngùng nhìn sang thẩm luận ngôn có lẽ là phải có thêm hai thùng nữa mất lâm trình cũng không phải là thánh nhân nhìn hai người bọn họ đứng chung một chỗ bộ dạng cô ái giống như là chim nhỏ nép vào người của thẩm luận ngôn trong lòng của anh không khỏi cảm thấy không vui tiện tay kéo cánh cửa tủ ra lấp nhìn cô ái một cái rồi lạnh lùng nói Chỗ này đều là quần áo mùa đông Bây giờ mới chỉ chấm thu Còn phải một thời gian nữa mới sang đông Quần áo này trước hết cứ để ở trong đây đi Chờ đến mùa đông thì em quay về lấy đi Lúc này nếu như Lâm Trình đã nói như vậy Cô ái cũng cảm thấy yên tâm hơn ngẩng đầu nhìn anh rồi nói Nếu như vậy em tạm thời để trống ở chỗ này Cảm ơn anh Không có gì cả Lâm Trình nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng ngủ Sau khi thu dọn xong xuôi Quay quay đột nhiên ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh người của cô ái Cô ấy ôm lấy nó, cầm lấy hai chân trúc của nó, nói lời tạm biệt. Cũng không biết đã đứng đó bao lâu. Lâm Trình là người lên tiếng phá vỡ, bầu không khí trầm mặc trước. Anh vỗ vai của thầm luận ngôn rồi nói. Mong anh, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tạm ngưng một chút rồi lại nói. Nếu không, anh sẽ không sống nổi ở thành phố S này với tôi đâu. Thầm luận ngôn có một chút đam chiêu, sau đó cắt tiếng. Anh thích cô ấy có phải không? Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Lâm Trình thích cô ấy. Nhưng chỉ duy nhất một mình cô là không biết Khi thầm luật ngôn vào phòng Chất nhìn thấy cô ấy ngây ngất Cầm hai chân trúc của quay quay tạm biệt Không khỏi bật cười thành tiếng Khẽ xoa đầu của cô Nhà động ngốc chúng ta đi thôi Dõi theo cô ấy đi theo phía sau thầm luật ngôn ra khỏi nhà Cảm giác duy nhất của Lâm Trình Đấy chính là một đôi như vậy mới xứng Bạn học ai ái à Nơi này chính là phòng ngủ của em Như thế nào hả Cũng không tệ lắm có phải hay không Đến nhà của thầm luật ngôn để xem phòng ngủ của thầm luật ngôn chuẩn bị cho mình cô ái vô cùng vui vẻ cắt đầu không ngừng cô ái nhớ mày lúc này cô thật sự có một chút muốn được thưởng thức hương vị đồ ăn của lâm trình làm khi đang xem tv cô ái bất giác lếp mắt nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã là 8 giờ tối cô khá nhớ mày lại không biết lâm trình đã ăn cơm chưa nhỉ thời gian có đôi khi trôi qua rất nhanh bất trì bất giác cô đã ở nhà của thầm luật ngôn được một cần tuần rồi một tuần sống cùng với nhau trôi qua cô và thẩm luật ngôn khá là vui vẻ. cô ai trước kia cũng có một chút hứng thú với công việc thiết kế thời trang. ở cùng với thẩm luật ngôn, cô liền giống như là cần quan được bàn Lộc đi theo phía sau anh, học hỏi được anh vô số những điều về thiết kế. em muốn được học thiết kế thời trang, nhưng bây giờ có lẽ là đã muộn rồi, có phải không? ước mơ từ nhỏ của cô chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang. thẩm luật ngôn nhìn cô rồi gật đầu. đúng là có hơi muộn một chút, nhưng may cho em, thầy dạy chính là anh có lẽ sẽ học nhanh hơn. Thầy thầm tự kỳ sao? Trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, cô làm trợ lý cho thầm luật ngôn. Còn thứ bảy và chủ nhật, ban ngày cô sẽ đến thư viện xem những cuốn sách về thời trang. Buổi tối thì đến phòng thu biên tập tiết mục radio. Cuộc sống vừa phong phú lại rất là vui vẻ. Nhưng có những lúc cô thật sự rất nhớ ông nội, cũng rất là nhớ mẹ của mình. có nghe nói từ khi cô rời khỏi nhà họ cố, ông nội đã lâm bệnh nặng. Cô muốn đi thăm ông nội, nhưng nghĩ đến mẹ nhìn thấy cô thì liền phát hỏa Cô đành phải từ bỏ Cô không muốn làm cho mẹ tức giận Hôm nay là thứ bảy Bởi tôi có tiết mục radio Giữa chương trình khi có người thứ ba gọi điện thoại tới Mì mắt của cô ấy Không hiểu như thế nào Bỗng nhiên là giật giật không ngừng Khiến cho cô có cảm giác vô cùng bất an Vừa tiếp điện thoại Đầu máy bên kia chuyển đến Âm thanh của một người phụ nữ có chút quái dị Cô tiểu thư à Tôi chính là người đã cứu mạng cô Cách đây vài ngày cô lái xe gây ra tai nạn. Lúc đó tôi và cô đang nói chuyện điện thoại. Cô còn nhớ tôi không? Nghe thấy cô xảy ra chuyện không hay. Tôi lần lượt tức túc máy mà gọi cho xe cứu thương. Chuyện xảy ra thật sự là cảm ơn chị. Việc mà tôi thấy hối hận nhất chính là đã câu cô. Tại sao khi đó tôi không mặc kệ để cho cô chết luôn nhỉ? Chị đang nói cái gì vậy? Cô nên chết đi mới phải. Cô chính là đồ tiểu tam. Cô ấy à? Cô xem lại mình đi. Ngày nào cô cũng ở trên radio mắng chửi cha nam tiện nữ. Thế nhưng kẻ đê tiện nhất phải là cô mới phải. Cô là đội tiểu tam phá hoại gia đình của người khác. Cô nói một đằng lại làm một nẻo, rồi cô sẽ không được chết tử tế đâu. Trong điện thoại truyền đến giọng của người phụ nữ chói tay, lời nói cay cắt vô cùng khó nghe. Đại não lập tức lục tìm trong ký ức. Người phụ nữ này trước đây có hai lần gọi điện thoại đến tâm sự riêng với cô. Chồng của chị ta dường như là chủ của một phòng thiết kế thời trang. Chị ta muốn ly hôn với chồng, đòi anh ta phải trả 600 phản phí bồi thường. Thẩm luật ngôn nói vài ngày trước tìm cô mượn tiền. Họ đã thẩm luật ngôn cũng mở một phòng thiết kế thời trang. Không thể nào. Không phải, không có khả năng. Tận sâu trong lòng cô cô ái không ngừng phủ nhận. Cũng đang tự lừa dối mình. Thẩm luật ngôn vẫn là độc thân. Anh ấy chưa từng kết hôn. Cô ái. Cô chính là đồ tiểu tam. Cô quyến rũ chồng của tôi. Chồng của tôi chính là thầm... Lời nói của người phụ nữ còn chưa dứt, Điện thoại đã bị cắt đứt tín hiệu. Cô ái bàng hoàng không thể nào tin được khóe miệng nhếch lên một nụ cười cho rót. Người trong lòng của cô luôn thầm mến, thế nhưng là người đàn ông đã có gia đình. Lâm Trình là một thính giả trung thành của tiết mục mà cô ái chủ trì. Khi anh nghe qua radio có người mắng cô, thì trong lâm thầm nói tiếng không ổn, không nói hai lời. Anh lập tức cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa, lái xe chạy về hướng phòng thu âm của cô ấy. Cô ấy vô cùng buồn bã, chương trình còn chưa kết thúc cô chợt đứng lên. Thật xin lỗi, tiết mục lần này tôi không làm nổi nữa nói xong thì liền lao ra khỏi cửa thời tiết này giờ này có lẽ chẳng mấy ai ra ngoài mới đúng chia lao cô ái không nghĩ tới sau khi từ phòng thu đi ra nhìn thấy đứng cách đó không xa là một người phụ nữ dường như bọn họ đang đợi cô bởi vì vừa thấy cô thì bọn họ đã bắt đầu đi về phía này lúc mấy người phụ nữ kia tới cần cô ai không nghĩ tới bọn họ là ai lại cầm trứng cả bất ngờ ném lên người của cô trong miệng không ngừng la lối đổ thối tha Thế nhưng lại đi làm kẻ thứ ba Tôi không phải, tôi không phải là tiểu tam Cô ái phủ nhận Cô căn bản không biết thầm luận ngôn đã kết hôn Nếu biết rằng thẩm luật ngôn đã có gia đình Cho dù cô có thích anh ta đi bao nhiêu chăng nữa Cô cũng sẽ giữ khoảng cách giữa hai người Sẽ không bao giờ chuyển tới trong căn hộ của anh ta Cô đại tiểu thư Từ trên thiên đường rất thẳng xuống địa ngục là cảm giác như thế nào hả Người phụ nữ đó đến cần rồi chặt nói Tôi là vợ của thẩm luận ngôn Nói xong cô ta bỗng đưa tay lên Tắt trên mặt của cô ái một cái Cô có biết không Thẩm đợt ngôn học đại học rồi khởi nghiệp Tất cả đều là dùng tiền của tôi Còn cô thì giúp anh ta được cái gì Vậy mà dám đi quên rũ anh ta Suốt một năm nay Tôi luôn đi tìm hồ Lê Tinh đã khiến anh ta hạ quyết tâm ly hôn với tôi là ai Không nghĩ tới cái đó hóa ra lại là cô Nữ nhân kia vừa rất lời Lại giơ tay lên muốn tắt cô ái một cái nữa Ai ngờ nửa đường lại bị cô ái bắt được Ngay sau đó cô ái đột nhiên giơ tay lên Quang trả lại cho cô ta một cái tát. Cô hãy nhớ kỹ. Tôi không phải là tiểu tam. Tôi không biết anh ta đã kết hôn. Cô ái thế nhưng lại đánh đòn trả lại. Trong lòng của cô, cô ái buồn bực đến cùng cực. Không muốn nói thêm với những người phụ nữ kia điều gì nữa. Lên xoay người, mau bước lời rời đi. Hai tay nắm chặt vô lăng. Nhưng cô vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Chiếc xe chậm rãi chuyển bánh. Mãi cho đến khi không nhìn thấy những người kia nữa. Nước mắt của cô trong phút chốc trào ra điện thoại mới chỉ vang lên một tiếng chuông cô đã nghe được giọng nói thanh thoát của Sally truyền đến ai ai à có phải là nhớ mình rồi không vừa nghe thấy giọng nói của Sally, nước mắt của cô ái vẫn dùng chút sống ào ảo, mang theo cả tiếng nức nở Sally à mình cùng đường rồi có chuyện gì đấy xảy ra chuyện gì phải nói cho mình biết đi mình mình không còn là đại tử thư của nhà họ cô nữa mình không phải là con ruột của bọn họ vừa mới nói xong cô ái chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi của bánh xe dường như là bị nổ. Cô ấy cúp điện thoại, rồi sau đó xuống xe xem xét tình hình. Cô vừa mới xuống xe, bỗng nhiên nhìn sang hai hàng cây xanh ven đường. Đột nhiên xuất hiện năm người đàn ông phạm vỡ. Cô ấy hoàng sợ mà nhìn bọn họ. Các người muốn làm gì? Chúng tôi ư, đương nhiên là muốn chơi với cô rồi. Cô ấy không tự giác run rẩy mà khóc lóc. Phản cầu các người thả tôi ra có được không? Tuổi tạo này đã xuôi xèo đủ đường rồi. Hãy tha cho tôi đi mà. Buông ra. Cô ái kêu la khóc lớn liều mạng rãi ruộng. Giữa lúc hai bên ra sức sẵn co, cô cảm giác có người đang xé rách quần áo của mình. Cô hô to cứu mạng. Lúc này cô thực sự hy vọng có người sẽ đi qua giúp mình. Áo khoác ngoài của cô đã bị cởi ra. Lúc này con đang có người cố sức xé quần áo của cô. Này cố tiểu thư, ngoan ngoãn một chút đi. Bị bọn họ khống chế, hiện tại chỉ có một đường chết, đó là cắn lưỡi tự sát. Nghĩ như vậy cô nhắm chặt mắt lại đang muốn cắn lưỡi. Thì đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở bên tai. các người buông cô ấy ra. giọng nói vô cùng quen thuộc. cô cảm thấy những kẻ đang túm lấy cô lập tức thả ra. khi mở mắt ra, lê nhìn thấy lâm trình đang đánh nhau với năm tên đàn ông kia. cũng không biết qua bao lâu, bỗng có một chiếc xe chạy tới. rồi sau đó một nhóm người bước xuống. lâm trình nói với mấy người đó mấy câu, rồi bước tới bên cạnh cô. không có việc gì, không có việc gì cả. em vẫn ổn. Bọn họ không làm gì được em cả Em xem, áo khoác ngoài Tất cả quần áo vẫn còn nguyên Lâm Trình nói xong thì lau nước mắt cho cô Hãy về nhà cùng với anh Nghe anh nói mang mình về nhà Cô ái khẽ gật đầu Thế nhưng chưa được mấy chốc cô lại đột nhiên lắc đầu Không, em không muốn về nhà với anh Vì sao chứ Cô ấy sẽ tìm đến em Sẽ hiểu lầm em là tiểu tam Em không muốn làm kẻ thứ ba Cô ấy ư, ừ, em muốn nói đến người nào chứ Thì chính là người sao cuối chân trời Mà anh thích đó Em về nhà với anh Cô sẽ tìm đến em Nói rằng em là tiểu tam Em không muốn bị người ta ném trứng vào người nữa Em không muốn bị người khác khinh bỉ Lâm Trình nghe thấy vậy Thì dịu dàng xoa đầu của cô Không có xa tận chân trời Anh không có bạn gái Anh có thể thế Em đi theo anh Sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể đến quấy rầy em Ngoan đi theo anh về nhà đi Lâm Trình nói xong thì liền ôm lấy cô Thôi xếp cho cô ngồi an ổn vào trong xe Lâm Trình khẽ sờ trên má của cô hãy cho anh một lát anh đến bên kia nói vài câu rồi sẽ quay lại thôi lúc này năm kẻ vô lại đang quỳ ở trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ nói mau là ai phải các người tới đây tôi nói tôi nói chính là vị diệp phu nhân sai chúng tôi làm ạ à. quay sang liếc mắt nhìn ninh phi một cái lâm trình xoay người lại đem tay của mấy tên cốn này chặt hết mang đi cho chó ăn liếc mắt nhìn năm kẻ đang quỳ trên mặt đất lại quay sang nhìn lâm trình ninh phi gật đầu dạ vâng thơ trình thiếu cậu xin trình thiếu chúng tôi có mắt như mù không biết ngài là trình thiếu ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân xin hãy tha cho chúng tôi đi mà đến lúc lâm trình trở lại trong xe cô ái còn đang quận mình lại hai tay run rẩy ôm lấy chính mình nhìn bộ dạng này của cô ái lâm trình không khỏi đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cô đừng sợ đã không có việc gì nữa rồi từ nhỏ đến lớn cô ái chính là bảo bối được cô gian nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay Cuộc sống của cô chỉ có những điều tốt đẹp đời sáng. Mà trong đêm nay, chính là lần đầu tiên cô phải đối mặt với những chuyện đan tối nhất trong cuộc đời. Ai ấy hả? À, Ngoan ngoãn mặc áo của anh vào đi. Lâm Trinh vừa mới nói xong, vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cho cô. Nhìn thấy trên người của cô dính đầy trứng. Anh sợ cô lạnh. bèn điều chỉnh nhiệt độ ở bên trong xe cao lên một chút. Về đến nhà, Lâm Trình để cô ái ngồi ở trên ghế sofa trước. Sau đó anh đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Lâm Trình xả nước ấm vào trong chiếc bồn tắm cỡ lớn xa hoa của mình, còn rải vào thật là nhiều cánh hoa hồng. Cô ấy lúc này vẫn là duy trì trạng thái cuộn mình ngồi trên sofa, vòng tay ôm lấy đầu gối mà ngây ngốc. Ai ai à, nước ấm đã làm xong rồi, đi tắm chờ một chút có được hay không? Ai ai không nói gì, chỉ là cắn môi cật đầu. Ngoan ngoãn, xài dậy vào rồi đi tắm rồi đi. Cô ấy ôm lấy cổ của anh, Ý muốn để anh ôm mình đi. Lâm Trình cười cười cầm lấy dép của cô. Rồi sau đó ôm cô đi vào trong phòng tắm. Vào tới trong phòng tắm. Nhìn bồn tắm thật lớn để là cánh hoa hồng. Cô ái ngẩn ngẩy ra. Sau môi bất chợt cảm thấy cay cay. Ngay ngốc mà nhìn sang Lâm Trình. Cảm ơn anh. Cô không muốn sợ vào bất cứ một người nào nữa cả. Cô chỉ muốn sợ vào chính mình. Chỉ có chính mình thì mới có thể tin cậy được. Thế nhưng mà hiện tại cô chỉ có hai bàn tay trắng căn bản sẽ không có cách nào để mà tự lập được. Ai ấy à, em đang nghĩ gì thế? Đây là quần áo sạch sẽ của em. Em tắm xong là có thể thay. Bây giờ anh sẽ đi xô dọn phòng ngủ cho em nhé. Lâm Trình nói xong, thì giúp cô đóng cánh cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài. Chờ đến khi cô ai ái tắm xong đi ra ngoài, Lâm Trình cũng vừa đun sợ nóng cho cô. Nhìn sang cô ai ái một cái. Anh đem cốc sữa nóng đặt ở bên cạnh cô, rồi sau đó cầm lấy máy giấy tóc. Lâm ca ca à, Ngày hôm nay thật sự là phải cảm ơn anh. Ngày hôm nay, nếu nhiều người không nhờ là có lâm trình, tiêu cô thật sự đã không thể nào bảo vệ được sự trong sạch của mình. Hơn nữa, anh đối xử với cô thật sự rất tốt. Không cần phải cảm ơn đâu. Như vậy là quá mức khách khí rồi. Lúc trước anh đã từng nói, em cứ xem anh như là anh trai là được rồi. Vâng, anh trai. Cô ái kẽ gật đầu, gọi thêm một tiếng anh trai. Sau khi hòng tóc cô xong, cô uống hết ly sữa cô ái ái lại ngoan ngoãn leo lên giường mà đi ngủ. Xác định cô ái ái đã ngủ, Lâm Trình lấy điện thoại gọi cho Ninh Phi. Đi điều tra một chút hành vi gần đây của Diệp Mỹ Lâm. Trong phòng, hai ngày phải gửi kết quả cho tôi. Sau khi tỉnh dậy thì Liên không thể ngủ được nữa. Ban đầu chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ, nhưng nỗi lòng khó chịu lại càng lúc một lớn hơn. Cô bất giác không chịu nổi mặt bật khóc thành tiếng. Tuy rằng Lâm Trình đối xử với cô rất tốt, thế nhưng cô thật sự rất là sợ hãi. Lo lắng một ngày nào đó, Lâm Trình cũng sẽ giống như là thầm lật ngôn. Rời xa cô đột nhiên như vậy. Cô ái ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ý niệm muốn nhảy xuống ở trong lòng của cô lại xuất hiện trong đầu thêm một lần nữa. Hãy rơi khoát chết đi, chết đi. Cô đã không có nơi nương tựa. Chết đi là xong hết tất cả mọi chuyện. Sẽ không có ai phải vì cô mà đau lòng nữa. Bây giờ là 7 giờ sáng. Bởi vì cả đêm không ngủ, cho nên đầu óc của cô vô cùng tráng vắng. Để đến ở trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, nét mặt thì ra rút tái nhật bơ vờ, thân sắc thì lại khó coi tới mức dạng người. Cô nhìn ở phía sau cánh cửa, Lâm Trình đang bận rộn luôn tay ở trong phòng bếp. Nhìn thân hình cao lớn của anh như vậy, đứng ở nơi đó thật sự là vô cùng đẹp mắt. Lâm ca ca, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã luôn đối tốt với em như vậy. Trong lúc em gặp khó khăn, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em. Thật sự, trong lòng em rất là cảm ơn anh. Ánh mắt của cô không rời khỏi Lâm Trình. Trong lòng của cô ái ái thầm nói lời cảm ơn, cầu nguyện. Khi cô lên thiên đường, cô nhất định sẽ phù hộ cho anh cả đời gặp may mắn. Sớm được ở bên cạnh người, xa tận chân trời mà anh luôn mong ước. Nhìn sắc mặt của cô tràn đầy mệt mỏi như vậy, Lâm Trình nhíu mày nói. Tối ngày hôm qua em ngủ không ngon sao? Em đói bụng rồi. Nghe cô ái ái nói rằng mình đói. Khói miệng của Lâm Trình lập tức hiện ra ý cười. Cô đói bụng Điều này là có nghĩa của không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cầm nước anh cũng đã làm xong rồi đây. Em và bàn ngồi đại một lát nữa nhé. Lâm Trình làm đều là những món ăn mà cô thích nhất. Đang ăn cơm. Tâm tình của cô ái ái xa rút đến cực điểm. Có lẽ đây chính là bữa ăn cuối cùng của cô trên cuộc đời này đây. Cảm giác thật là khó chịu. Những thứ trong dạ dày giống như đang quận trào lên. Trong cô họng cũng là đáng chát. Bụng của cô đau như là muốn ngất xỉu đi vậy. Ái ái à, em không sao chứ. Nhìn thấy cô chật vật, Lâm Trình nhẹ nhàng vứt lưng cô cho thoải mái hơn. Nhìn thấy cô khóc, Lâm Trình cũng có một chút hoảng hốt. Lâm ca ca, cô ấy cục vào trong ngực của anh tiếp tục khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Em không nỡ rời xa anh. thật đúng là ngốc mà. Sau này em vẫn ở nơi này, chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Vì cái gì lại không nỡ rời xa cơ chứ? Lâm Trình xoa tóc của cô, bốt về hai máu của cô nói tiếp. Về sau, nơi này chính là nhà của em. Nhà của cô ư? Cô ai ái cật đầu Lâm ca ca Anh là một người tốt Người tốt thì nhất định sẽ gặp được may mắn Cô bé ngốc Lâm Trình nói xong thì nhíu mày lại Anh cảm thấy được ngữ khí nói chuyện của cô ai ái Có điểm rất là không thích hợp Thế nhưng anh vẫn không tìm ra được Điểm không thích hợp là ở chỗ nào Sau khi ăn cơm xong Lâm Trình một mình lái xe tới công ty Đợi cho đến khi Lâm Trình đi rồi Cô ai ái bước đi qua ngôi nhà đào quanh một phòng Sau đó ngồi xuống sofa lấy bút viết ra một bức thư. Lâm ca ca, cảm ơn anh từ trước đến nay đã luôn đối với em chăm sóc. Thật tình cảm ơn anh. Nếu như em chết rồi, mong anh hãy hiến tặng em cho những người cần. Cảm ơn anh. Sau khi viết xong thì cô ấy nhủ thầm ở trong lòng. Chết rồi vẫn có thể làm việc có ích thật là tốt. Viết xong gì ngôn của mình, cô ấy ái, ái đi vào trong phòng ngủ. Chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất mặc ở trên người, rồi sau đó đi ra khỏi cửa. Mỗi một cơn gió lạnh thổi qua, cả người cô cô ấy run lạnh lên theo bản năng đưa hai tay mà ôm lấy chính mình vừa đi vừa nhìn phong cảnh ở xung quanh lặng lẽ nhìn dòng người ở bãi trên đường ven phố có cửa hàng bán bánh mì mùi hương của bánh mì vừa mới ra lò xông vào trong mũi thơm ngào ngạt cô ấy hít hít cái mũi thật là muốn ăn nghĩ như vậy khoai miệng của cô hơi cong lên hay là cô vẫn tiếp tục cuộc sống này nhỉ vừa suy tư vừa ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên đường cô đã đi tới con sông đẹp nhất của thành phố s Vốn dĩ, cô dự định trong đầu là sẽ nhảy sông tự tử. Thế nhưng khi vừa nãy này lên trong đầu thì lập tức biến mất. Cho nên lúc này đi tới bên cạnh bờ sông, cô liền đứng vịt lan can ngắm nhìn cảnh đẹp dọc hai bên bờ. Phía đầu dòng chảy con sông, có một cây cầu thật là lớn. Trong lúc lơ đắng, cô ấy ngẩng đầu nhìn về hướng đó, chợt thấy có một đám đông đang vây quanh tại một chỗ. Ở trên bờ lan can cầu, có một cô gái đang nhòi người ra, xem chừng là muốn nhảy xuống phía dưới. Ấy cô muốn đi ăn ủi cô gái kia chết còn không sợ có gì gì mà phải sợ nữa cơ chứ còn sống thì sẽ còn có hy vọng rồi tương lai tốt đẹp sẽ sáng lạng tới mà thôi bà cô gái muốn nhảy cầu đang được một người đàn ông ôm chặt lấy cô ái ái chật khẽ cười có được một người đàn ông yêu như vậy quả thật là hạnh phúc cô ái xoay người đi xuống dưới chân cầu cảm giác hai chân không thể đứng vững được nữa ngay tại lúc đó cô như muốn khuỵu xuống bỗng cảm giác có một ai đó ôm mình vào trong ngực, được nắm vào trong một vòng tay vô cùng ấm áp, lại còn thăng thẳng một mùi hương dễ chịu. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy có người gọi tên của mình. Ai ai, ai ai à? Bởi sáng ngày hôm qua, Lâm Trinh tới công ty làm việc, mí mắt giật giật liên tục. Anh cảm thấy cô ai có thể xảy ra chuyện, cho nên quyết quyết chạy về nhà. Quả nhiên không nhìn thấy cô ai đâu. Lại nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, tới khi đọc hết nội dung ở trên đó. Biết trong lòng cô ái nghĩ quần muốn tự sát, anh lập tức lúng cuống sai người đi tìm cô. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ở bên cạnh bờ sông. Lúc này, Lâm Trình đang ngồi ở bên giường, ngây ngốc mà nhìn cô ái. Thời gian trôi qua, anh hết mực trong non ở bên cạnh cô. Trong mơ cô không ngừng gặp ác mộng, luôn miệng nói mớ. Nhìn cơ mặt tiểu tụy của anh, Ninh Phi có một chút đau lòng, đờ cơm đặt ở bên giường rồi nhỏ giọng nói. Dù ít hay nhiều Anh cũng nên ăn một chút đi Bà dĩ cũng đã nói Cố tiểu thư chỉ là mệt mỏi quá sức Nghỉ ngơi mấy ngày rồi sẽ tỉnh lại Anh cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu Tôi rốt cuộc nên làm gì bây giờ Tôi biết cô ấy thiếu cảm giác an toàn Tôi muốn cho cô ấy có một khoảng trời bình yên Tôi muốn nói cho cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy Yêu đến mức điên cuồng Chỉ cần cô ấy nguyện ý Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời Thế nhưng rồi tôi lại sợ hãi Nếu như tôi nói ra như vậy chuyện sợ cô ấy sẽ không tiếp nhận được, lại càng tăng thêm áp lực tâm lý, khiến cho cô ấy càng thêm né tránh tôi. Nói ra không được, mà không nói cũng là không xong. Cô ai ai mơ mơ màng màng, nghe được lời của Lâm Trình nói có một chút vui sướng, khoái miệng có hơi cong lên. Cô muốn mở mắt ra mà nhìn Lâm Trình, hỏi anh xem những lời nói đó có phải là sự thật hay không. Chỉ là cô đã cố hết sức, nhưng mí mắt lại không chịu nghe lời, họ nữa toàn thân lại không thể nào động đậy. Đột nhiên cô cảm giác được nụ hôn của Lâm Trình như rơi trên mô bàn tay của mình. Rồi sau đó, tự như có một thứ gì đó ẩm ướt, rơi ở trên đó vậy. Ai ai à? Sau này khi tỉnh lại phải tự biết yêu lấy bản thân mình có được hay không? Đừng để cho anh phải lo lắng nhé. Nếu như không phải anh thích cô, anh vì sao phải làm nhiều việc cho cô như vậy? Cô ái bừng tỉnh đại ngộ, mà mắng mình một câu đồ ngốc. Nghĩ đến đây cô ái lại cố gắng sức mà mở mắt ra, nhưng vẫn không có cách nào nhúc nhích được. Trình Thiếu à, tôi tin tưởng cố tiểu thư sẽ có một ngày hiểu rõ lòng của anh, sẽ ở bên cạnh anh. Ninh Vi an ủi, vỗ vỗ bờ vai của Lâm Trình, sau đó lại không thấy phiền mà tiếp tục lặp lại. Anh ăn một chút gì đi. Nhưng Lâm Trình lắc đầu. Cô ấy còn chưa tỉnh lại, tôi ăn không vào. Đầu của cô lại ê ấm đau, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, chẳng mấy chốc lại bắt đầu chìm vào cơn mê man. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc cô cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Cô bỗng nhìn nhìn thấy Lâm Trình đang ngồi tiếp đi bên cạnh rừng cổ cô. Áo khoác của Lâm Trình khoác trên đuôi rừng cổ cô. Cô ái ngồi dậy, nhẹ nhàng đem áo khoác đắp ở trên người của anh. Sau đó cô ngồi xuống bao gối ở trên giường hai tay nâng má mà nhìn anh. Khóe mật bất giác mà mỉm cười. Cô ái khẽ cắn môi, nhẹ nhàng tiến đến bên người của anh. Nghịch nghịch lấy tay điểm nhẹ trên mũi của Lâm Trình một cái. Lúc này vừa mới làm xong, tay của cô đột nhiên bị anh bắt được. Bị Lâm Trình đè nặng, trong tích tắc nhìn anh, mà rồi quỷ khiến thế nào? Cô ái đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ của anh, sau đó cô nhắm mắt mà dâng môi mình đến gần môi anh. Cô cảm thấy thực là xấu hổ, muốn úp mặt vào gối để che đi Cơn mặt nóng bừng của mình. Nhưng khi nhìn sang Lâm Trình, thấy mặt của anh lại còn đòi rực hơn cả của cô. Họ nữa không biết làm sao trong anh lại ngốc nghếch không thể nào chịu được. Lâm ca ca, bụng của em đau quá, anh giúp em xa một lát có được hay không? Thôi được rồi, nằm xuống đây. Lâm Trình nói xong giúp cô dịch cối cho vừa đầu, rồi nằm xuống đỡ cô. Kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới ôn nhu vút ve bụng cho cô. Cô ái chấp mắt nói. Lâm ca ca à? Em đói bụng rồi, em muốn ăn cơm. Được rồi, vậy thì ai ai muốn ăn gì đây? Sủi cào đi, em muốn ăn sủi cào. Được, bây giờ anh sẽ đi mua, đợi anh một chút nhé. Lâm Trình nói xong thì liền mặc áo khoác mà đi ra ngoài. Lâm Trình vừa đi mua sủi cào trở về, Nhìn thấy cô ái chân trần đang đứng trước cửa sổ Một tay vươn ra ngoài Thần kinh của Lâm Trình trở nên quá mức nhạy cảm Cho rằng cô lại nghĩ quẩn cuồng quyết chạy lên mà ôm chặt lấy cô Bị Lâm Trình ôm từ phía sau Cô ái mỉm cười ngọt ngào Xoay người trở lại Vừa nhìn thấy anh Bỗng rằng cảm giác anh ké cuối người cho cô một cái ôm công chúa Rồi ngay sau đó Cô đã bị anh ôm trở lại trên giường Cô ấy à Em rất cuộc muốn như thế nào đó đây Lâm Trình nhìn cô nét mặt nghiêm nghị, ngữ khí lạnh như băng. Nhìn bộ dạng của anh lúc này, cô ấy vương mặt mà cười. Thật đúng là đáng yêu nha. Ai ấy à, em không phải chỉ có một mình, em còn có anh. Anh sẽ ở đây bên cạnh em chăm sóc em. Cho nên đừng làm ra chuyện điên rồ nào nữa có được hay không hả? Nhìn anh lo lắng cho cô như vậy, cô ái ngưng cười mà khẽ cật đầu. Cô ấy thật sự rất muốn biết, Lâm Trình rốt cuộc đối với cô tốt như thế nào. Vì thế cô bị môi rồi bốc đồng nói. Bây giờ em không có tâm tình ăn cơm. Chân của em lạnh lắm. Đặt ở trong chăn nhưng vẫn không cảm thấy ấm hơn nha. Nói xong cô còn cố ý. Dùng ánh mắt đáng thương vô tội mà nhìn về phía Lâm Trình. Lâm ca ca, chỉ bằng anh giúp em ủ ấm một chút đi. Nói rồi cô chia vào trong ngực của Lâm Trình. Cô nghĩ rằng Lâm Trình sẽ đắn đo suy nghĩ một hồi lâu. Không nghĩ tới cô vừa mới đòi hỏi xong. Lâm Trình thế nhưng thật sự là lên kéo chân cô từ trong ổ chăn ra rồi ôm nó vào trong lòng của mình. Lâm ca ca, anh đối với em thật là tốt. Em xem anh như là anh trai. Anh đương nhiên phải đối với em thật là tốt rồi. Cô ấy vừa nghe đáp án của anh thì lên có một chút bất mãn. Chân đột nhiên rút ra khỏi cái ôm của Lâm Trình. Cô ấy nhíu mày lại. Anh không ăn cơm sao? Lúc em còn mê ăn, anh đã ăn rồi. Bây giờ đã nói là ăn rồi. Không phải là muốn cô khiến phải ai này hay sao? Nghĩ đến đây cô ấy đột nhiên cảm thấy đau xót mà nước mắt liền trào ra. rồi cào này khó ăn lắm. Không tin anh nếm thử một chút đi Lâm Trình bất đắc dĩ lắc đầu Cắp một cái lên nếm thử Ăn rất là ngon mà Khó ăn muốn chết Một chút cũng chẳng thấy ngon một chút nào cả Ngay lúc này cô ái đột nhiên vươn tay ra Đến gần rồi nhào vào trong lồng ngực của anh Cảm nhận ấm áp của anh Cô ái hít hít mũi nói Lâm ca Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ Đúng vậy Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Chỉ cần em không chê Anh có thể ở bên em cả đời này anh thấy chỗ xôi cào này ăn rất là ngon, nhưng nếu cô ấy bảo là ăn không được, cô lại còn ôm lấy anh mà khóc. Lâm Trình đứng dậy định đi mua một phần nữa, cô ấy liền quyết quyết kéo anh trở lại, cắp một miếng xôi cào vào vào trong miệng ăn, nhai một cách ngon lành. Thật ra thì ăn đến cái thứ hai này, em mới phát hiện là nó rất là ngon nha. Đương nhiên cô ấy mảnh mai mà xem thường. Nhà đầu kia quả thực là có một chiếc dạ dày thật là lớn. Lâm Trình nghi hoặc, em mà no thật chứ? Đương nhiên rồi, em là bệnh nhân cơ mà cũng là không thích ăn lắm nha. Cô ai nói đến đây còn cố ý nhớ mày. Hay là anh chê em đã nếm qua nên không dám ăn nữa cơ chứ. Giờ vợ cố ý muốn lấy cái cà men về. Ai ngờ Lâm Trình lại nhanh tay tự kéo về phía của mình. Cắp một miếng sủi cào rồi bắt đầu ăn. Bầm thấy cô ái đột nhiên chui vào trong chăn. Kéo chăn che kín mặt của mình. Lâm Trình buông cặp cà men ra. Rồi đứng dậy kéo nhận chân của cô xuống. Thân thiết nói. Ai ai à? Đập kiến chăn ngồi như thế này không tốt cho hô hấp đâu. Cô ái cố ngừng cười rồi nghe lời mà thò đầu ra khỏi chăn. Nhìn Lâm Trình một cái, cô ái nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đợi đến lúc cô ái ngủ say, Lâm Trình cuối cùng cũng có thể an tâm mà đi ngủ. Bác sĩ nói cô không có chuyện gì, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Chờ Lâm Trình mua bữa sáng về, cô ái có thể ăn xong mà ra viện. Cô thật sự là chán ghét bệnh viện, khắp nơi đều là mùi thuốc cay mũi. Trên đường trở về nhà, cô ái vẫn rổ trĩ không vui. Cô không vui, tâm tình của Lâm Trình cũng là sẽ bị ảnh hưởng theo. Sợ đầu của cô mà cất tiếng hỏi. Sao đột nhiên lại không vui như thế này chứ? Không có, em đang rất là vui mà. Lâm Trình dừng xe, sau khi anh bước xuống vẫn thấy cô ái ngồi yên ở trên xe không hề nhúc nhích. Kéo cửa xe ra, Lâm Trình nhìn cô ái. Đến nhà rồi, mở xuống xe thôi. Có thể bế em vào trong nhà được không? Còn người của em chẳng có một chút sức lúc nào nữa rồi. Thôi đợi rồi, anh nói xong quấy người xuống mà ôm lấy cô. Sau khi mở cờ vào nhà, cô ái sợ sát đầu vào trong ngực của Lâm Trình, đột nhiên cắt tiếng hỏi. Lâm ca anh có biết hiện tại em cần gì nhất hay không? Hiện tại, em thầm nghĩ muốn một cái ôm ấm áp, có thể để cho em ôm một lúc để em đi ngủ hay không? Cô ái nói xong, tay lại răng ra ôm anh càng thêm chết chặt rồi lập tức mà thêm tiếp ngủ. Đợi cho đến khi cô ái ngủ say trong lòng của mình, Lâm Trình nhẹ nhàng ôm cô đi vào phòng ngủ. Lâm ca, Em không muốn ngủ Cô lây hoay chưa ra khỏi chăn rồi bước xuống giường Đi đến bên người của Lâm Trình Chợt đưa tay bá đọc Bá vào cổ của anh như là một đứa trẻ Hai chân còn vòng qua bên hông của Lâm Trình Lâm ca Hôm nay là thứ bảy Anh không cần phải đi làm có phải không Ở nhà xem phim với em một ngày nhé Cô đã nói cô cần có một cái ôm ấm áp Cho nên lúc này động tác Quấn chặt hai chân quanh hông của cô ái ái Tuy rằng thật là ái muội nhưng anh cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện gì khác cả. Giờ lúc hai người đang chăm chú, Cô Ái nhẹ nhàng quấy đầu lên vai quần Lâm Trình, lặng lặng mà tựa vào anh, cảm giác thực là hạnh phúc. Lâm Trình đi vào phòng bếp, Cô Ái cũng không có lòng dạ nào để mà xem phim nữa, ngẩn ngơ nhìn theo bóng của anh, hai mắt chăm chú không hề rời đi. Cô cũng không biết chính mình rốt cuộc là bị làm sao vậy, giống như chỉ có nhìn anh thì trong lòng mới có thể thoải mái dễ chịu, mới có thể bình tâm lại được. Suốt hai ngày cô hôn mê bất tỉnh. Lâm Trình luôn trúc túc trực ở bên cạnh. Căn bàn là không có ngủ đủ giấc, cho nên cũng có tránh khỏi có chút mệt mỏi. Nhìn cô ái ngoan ngoãn đi vào trong phòng ngủ, còn anh xoay người đi vào phòng ngủ của mình, ngã vào trên giường, quần áo còn chưa kịp thay thì đã bất tỉnh. Lớp trời bắt đầu rạng sáng, Lâm Trình bị một trận tiếng đập cửa dồn dập làm cho bừng tỉnh. Do anh nhảy dựng cuống quyết nhảy xuống giường mà mở cửa. Làm sao vậy? Em, em cảm thấy sợ. Cô ấy nức nở, hai tay ôm lấy anh xét chặt thêm. Tất cả những điều kiện cô sợ hãi, lần lượt đều xuất hiện trong giấc mơ, rồi đan xen vào với nhau. Lâm Kha, đêm nay em ngủ với anh có được hay không? Đương nhiên là được. Lâm Trình đáp lời, lập tức ôm lấy cô quay vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô nằm ở trên giường của mình, giúp cô đắp chăn một cách cẩn thận. Xong rồi anh mới đặt lưng nằm xuống ở bên cạnh cô. Lâm Kha, em có thể ôm anh ngủ chứ? Cô ấy tuy hỏi nhưng hai tay đã sang ra mà ôm lấy thắt lưng của anh, đầu lại trực tiếp tựa vào trong ngực của anh. Lâm Trình vừa định đi ngủ, lại cảm giác nơi mẫn cảm nhất trên người của mình, giống như bị tay của ai kia vô tình lướt qua. Mở mắt ra lại thấy cô ấy đang nhìn miệng cười đầy tả, mặt của anh nghe mắt đỏ lên. Không được lộn xộn, nghịch lửa coi chừng là trái nhà đó. Anh tuy nói như vậy, nhưng nửa người dưới lại bắt đầu rục rịch. Nhìn bộ dạng của anh đỏ mặt thật là phấn kích. Cô ấy ngọt ngào cười ôm anh càng chặt cố ý hỏi Vậy rồi tay của em có hơi lạnh Đưa vào trong chăn giống như đụng phải cái gì vậy Không biết là đụng phải cái gì ấy nhỉ Cô tặc lưỡi nói Lâm Trình xoay người một cái Lên đeo cô ái ở dưới thân mình Thanh âm trầm khẳng Là đụng phải em trai anh Bị anh đè nặng cô ái nhìn anh Trái tim đánh trống hồi lâu cũng không ngừng Cười gượng hai tiếng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra Đáng thương mà chấp chấp mắt Thật là xin lỗi Em cũng không phải là cố ý mà có điều sợ hãi chính mình nổi lên thú tính, làm ra chuyện gì tổn thương đến cô ái. Lâm Trình hít vào một hơi, lập tức đứng dậy rời khỏi người của cô, vội vàng đi vào trong phòng tắm. Sau khi anh lên giường, tiến đến bên người, cô sợ ra của anh quả thật là mát lạnh. Bất quá làm sao bây giờ? Cô thật sự là rất muốn khi dễ anh nha. Cô ái nhăn mũi đột nhiên lên tiếng. Lâm ca anh kể chuyện cổ tích cho em nghe có được hay không? Anh không biết kể chuyện gì đâu nào là cô bé bán xem này bộ quần áo mới của hoàng đế này vị con xấu xí này cô bé quàng khăn đỏ này lâm trình không nói gì kể thì kể vậy cô ái mỉm cười ngây ngốc nghe anh kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ thì hạnh phúc nhắm mắt lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngày hôm sau khi lâm trình tỉnh dậy tớ đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại của cô ái anh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả nghe cô ái hỏi như vậy thì Lâm Trình lắc đầu Đã thấy cô ấy cầm đồng hồ báo thức đưa tới trước mặt quả anh là 3 giờ chiều rồi đó Bất quá lúc này tỉnh dậy Chuyện thứ nhất hỏi anh lại là Ai ai à em đã ăn cơm chưa Cô ấy mím môi cười rồi gật đầu Em đã ăn rồi nha Bữa sáng bữa trưa đều là không bỏ một bữa nào cả Hơn nữa em còn để phần cho anh nữa đó Nói xong cô tống tay kéo anh dậy khỏi giường Anh cũng đói bụng rồi Có phải hay không Nhanh đi ăn cơm nào Bị cô kéo đến bàn ăn Nhìn bàn ăn bày kín những là món ăn ngon Lâm Trình quay sang mỉm cười với cô Rất là đáng khen Nói xong anh cũng ngồi xuống bắt đầu say sưa mà gắp đồ ăn Mưa tạnh Cô ấy có một chút hương phấn đi vào phòng ngủ Để chọn mặc đồ thật là xinh đẹp Sau đó kéo cánh tay của Lâm Trình Và đi ra ngoài Anh dùng tay phải của anh Nắm thử tay của em xem Có phải là rất lạnh hay không Lâm Trình cười khẽ Đưa bàn tay phải cầm lấy tay của cô Quả thật là rất lạnh Anh còn đang suy nghĩ Bàn tay của mình cũng lạnh Thì làm sao để làm ấm tay của cô được Lại nghe thấy cô ai nói Lâm ca ca Tay của anh cũng thật là lạnh đó Nếu đã như vậy anh liền nắm lấy tay của em Bỏ vào trong túi của anh Một lát nữa hai tay của chúng ta cùng đều sẽ là ấm lên thôi Lâm Trinh cười khẽ Được ngắm nhìn cô như thế này Nắm tay cùng đi đến tận cuối đời Thật là tốt đẹp biết bao Bất trì bắt giác Hai người đã đi đến khu phố buôn bán sầm ất nhất Từ khi không còn gì ở trong tay dường như đã rất lâu rồi cô không đi dạo xem đồ như là trước kia nữa nắm tay cổ cô lâm trình kéo, kéo cô đi đi thôi vào trong xem xem có món đồ nào em thích không nhé đã vậy mỗi một cửa hàng hai người bước vào lâm trình đều nói đem những bộ trang phục mới ra đóng gói lại sau khi đến cửa hàng thứ ba cô ai đã đứng luôn bên ngoài cửa tiệm không muốn đi vào nữa lâm trình lắc đầu kéo tay cô một phen anh thích được ngắm nhìn em mỗi ngày đều trang diện thật là xanh đẹp Cô ấy cũng không muốn nói thêm nhiều đành như gật đầu. Vậy thì được rồi, cảm ơn Lâm ca ca. Lâm Trình hai tay sách túi lớn túi nhỏ. Cô ấy nhiều lần muốn anh san sẻ, nhưng Lâm Trình lại một mực không cho. Em đã không còn là tiểu thư khuya các nữa. Anh không cần phải nâng niu như là trước nữa đâu. Ngoan ngoãn đi ở bên cạnh anh. Cô ấy lấy di động ra, chọn một góc chụp, một tấm ảnh. Cô nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Trình đã che chở quan tâm chiều trụng cô tới nhường nào. Đang có kích cười một mình, Cô ái chật lờ đắng nhìn thấy phía trước là Diệp Mỹ Lâm cùng với cô nãn nãn đang đi đến. Mà Diệp Mỹ Lâm hiển nhiên cũng nhìn thấy cô. Bà ta thấy cô ái bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn sống tốt như là trước kia. Thì nụ cười trên mặt của Diệp Mỹ Lâm nhất thời tiêu tán. Vô nhân, dạo này có khỏe không? Còn ông nội nữa, ông nội đã khá hơn chưa? Nhắc đến ông nội thì âm thanh cô đã có một chút nghẹn ngào. Chuyện của cô ra, về sau không nhọc cô tôi nhớ. Cô chỉ cần tự chăm sóc cho bản thân tốt là được. Diệp Mỹ Lâm nói xong thì kéo cô nắn nắn rời đi. Nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ, nước mắt của cô ái trong tích tắc đua nhau tràn xuống. Đợi rồi tại ấy à, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian sẽ xóa nhà mọi thứ. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua đều là mới mẻ. Cho nên hãy quên chuyện không vui này đi, có được hay không? Lâm Trinh dịu dàng an ủi, đột nhiên cười gian manh mà nhìn cô. Chậm một uống trà sữa. Tiểu ái tử, mau đi hầu hạ đi. Cô ái lại nhảy trong miệng, sau đó đưa trà sữa tới bên miệng của anh. Đột nhiên nhìn thấy ở bên đường có bán hoa hướng dương. Cô ấy chạy tới mua một chậu hoa nhỏ. Loài hoa luôn hướng về phía ánh nắng mặt trời, vô cùng ấm áp mà vươn lên sự sống. Mỗi tuần đi qua, hai người bọn họ mỗi ngày đều ở chung, thực là hạnh phúc. Cô ấy nói mình ở nhà quá nhiều, nên sinh ra nhàm chán, muốn đi học thiết kế trang phục. Vì thế Lâm Trình liền tìm cho cô một công ty thiết kế thời trang, an bài cho cô làm trợ lý của nhà thiết kế. Thầm luận ngôn tìm được cô Anh ta nói lời xin lỗi với cô Về việc anh ta giấu giếm mình đã kết hôn khiến cho cô phải chịu oan ức Lâm Trình vừa mới gọi điện thoại cho cô Nói rằng đêm nay anh phải tham gia Một buổi tiệc đấu giá tự tiện Có lẽ phải đến khuya anh mới có thể về nhà Cho nên cô cứ đi ngủ trước Không cần phải chờ anh về Bởi vì chán nên cô ái mở TV ra xem Nhìn thấy trên bữa tiệc Kênh tin tức của thành phố S Đang đưa tin về bữa tiệc mà Lâm Trình nhắc tới mà đứng bên cạnh Lâm Trình lúc này chính là cổ nãn. Bên tai rốt cuộc cũng yên ắng hơn. Lâm Trình đang một mình nhắm nháp ly rượu của mình. Bắt chợt cảm giác có người đến vỗ nhẹn trên vai của mình. Anh nhớ mày quay đầu lại liền nhìn thấy cô nãn. Lâm Thiên Sinh, tôi có thể ngồi ở bên cạnh anh không? Âm thanh của cô ta khi nói chuyện ôn nhồi dịu dàng. Có thành có bồng rất là êm tay. Lâm Trình không nói gì cả, chỉ khẽ cật đầu một cái. Lâm Thiên Sinh à, anh còn nhớ tôi không? Có một lần anh lái xe thiếu chút nứt thì đụng phải tôi đó. Cố tình bắt chuyện, đối phương lại không có một chút phản ứng nào cả. Cô nản nản cảm thấy thực là không có ý nghĩa gì. Nghĩ ngợi một chút cô ta đột nhiên cắt tiếng hỏi. Lâm tiên sinh, cố tiểu thư có khỏe không? Rất khỏe. Anh vừa mới đáp lại, lại nhìn thấy Diệp Mỹ Lâm không biết xuất hiện từ khi nào, đang đi về phía của hai người. Anh mắt lướt qua bà ta một cái, Lâm Trình cười nhặt. Ông Dung nhấp một ngụm rượu vang rồi chậm rãi nói. Có tôi ở đây Cô ấy mãi mãi vẫn là công chúa Thế nhưng có điều Dường như có người lại không vào mắt với cô ấy thì phải Ánh mắt của anh chắc lạnh Diệp Mỹ Lâm vừa nhìn vào Thì toàn thân khẽ rôn lên Còn chưa hết Bà ta lại nghe thấy Lâm Trình tăng thêm ngữ khí tiếp tục nói Nếu như có người tiếp tục làm chuyện xấu xa Muốn hại tới cô ấy Tôi nghĩ tôi sẽ cho người ta Đem đến tên cặn bá chôn sống đó không tha Anh nói xong quay sang nhìn cô non nán Trở thành nhiên bổi thêm một câu Cô vô nhân Bà dù sao cũng nuôi dưỡng ái ái nhiều năm như vậy Ít nhiều cũng có một chút tình cảm mẹ con Giờ đây tôi vô cùng trân trọng cô ấy Nghe những lời vừa rồi Có phải cũng cảm thấy an tâm rồi hơn hay không Cùng Lâm ra giao thiệp lâu nay Bà ta thừa biết người nhà họ Lâm lòng dạ tàn nhẫn đến mức nào Sau lưng không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh Mẹ à Sắc mặt của mẹ sao lại khó coi như vậy Mẹ bị cảm sao Cô nan nãn tâm tư vẫn còn đơn thuần Cũng nghe không hiểu những lời của Lâm Trình nói Là cố ý để cho Diệp Mỹ Lâm nghe nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con bọn họ rời đi. Lâm Trình lại nhấp thêm một ngụm rượu. Chợt thấy trong đám đông có bạn gái hôm nay của mình là Ninh Vi. Anh khẽ vất tay. Lập tức, Ninh Vi đung đưa vòng eo quên rỗ đi tới. Tìm thêm vài thám tử, đi điều tra Diệp Mỹ Lâm. Chậm nhất là một tuần. Tôi phải biết vì sao bà ta lại hận cô ấy đến vậy. Hận đến mức lại có thể thuê người đến cường bạo cô ấy. Nếu mắt nhìn Ninh Vi một cái anh nói tiếp. Tôi nhất định phải biết được ẩn tình. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh truyện hẻm ngôn tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.